Một lát sau, vậy bọn họ hai người vị trí ở mặt đất khu vực, lại trực tiếp là kinh người vô cùng từng tầng một sụp đổ đứng lên. To lớn vết nứt, giống như mạng nhện vậy, từ bọn họ người dưới hai chân vị trí lan tràn ra. Hừ! Rồi sau đó thời gian, vậy cuồng bạo vô cùng lực lượng tựa như là núi lửa phun ra vậy, có chút mất khống chế càn quét ra, đứng mũi chịu sào đụng vào Trần Phi cùng vậy hắc lão trên mình. Người sau thân thể run rẩy, rồi sau đó cuối cùng là thật giống như có chút không kháng cự, buồn bực một tiếng, sắc mặt không bình thường đỏ ửng lên. Tiếp theo, Trần Phi thân hình cũng hướng phía sau đổ bắn ra mấy chục bước. Vậy hắc lão mặc dù cũng là như vậy, thân hình đổ lui ra ngoài, nhưng hắn nhưng thật giống như cũng không có bị bất kỳ tổn thương, lạnh lùng nhìn Trần Phi, ánh mắt có chút khinh thường. Xem ra ngươi cũng không phải là đối thủ của lão phu. Đúng không? Hừ. Rồi sau đó liền gặp hắn cười lạnh nhìn Trần Phi, có chút khinh miệt mở miệng nói. Trên thực tế, đến bây giờ hắn cũng còn không cầm suất toàn lực, nhưng mà, Trần Phi cũng đã bị thương. Cái này tự nhiên đã là cao thấp liền phán. Là có chút phiền toái, thử. Trần Phi nghe vậy, có chút nhe răng tuét miệng che quả đấm lẩm bẩm một tiếng, con mắt lóe lên. Cái này trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đúng là lợi hại, hiện nay dưới tình huống bình thường trạng thái hắn, còn không phải là đối thủ. Liền chỉ là có chút phiền toái, nói khoác mà không biết ngượng, nghe rõ vậy Trần Phi lẩm bẩm thanh, vậy hắc lão nhướng mày một cái, giận như vậy quát lạnh. Tiểu xúc sinh này, miệng thật đúng là thắng à. Vèo, ầm ầm long. Bất quá, ngay tại hắn tiếng này quát chói tai mới vừa rơi xuống sau đó, ở bên tay trái hắn khổng lồ sụp đổ bên trong khu vực, lại đột nhiên là có một cổ kinh người cực kỳ cường hãn hơi thở dâng lên. Tấn công tới. Một đạo thân ảnh khổng lồ tựa như là như quỷ mị xuất hiện, một đôi lưu chuyển hắc màu vàng kim giữ tợn móng vuốt, xé mà đến góc độ vô cùng là xảo quyệt. Như vậy thình lình công kích, thật sự là quá làm người ta không nghĩ tới, tốc độ cực nhanh, thế tới tàn nhẫn, uy mãnh, làm vậy hắc lão đều là không nhịn được vào giờ khắc này có nhàn nhạt thất thần. Bởi vì là vậy trước mặt Trần Phi không phải mới vừa bị hắn đánh lui sao? Bây giờ lại là ai? Như vậy đối với hắn đột nhiên động thủ. Tâm niệm chuyển động bây giờ, hắn suy nghĩ rất nhiều, nhưng thời gian quá ngắn, cho không được hắn lại suy nghĩ vơ vấn cái gì khác. Phịch! Sát theo, liền gặp hắn điều kiện phản xạ hướng thân bên trái đánh ra chương một. Cùng vậy thình lình to lớn móng vuốt hung hăng đụng vào nhau. Nhất thời, tất cả mọi người đều cảm giác tim rung rung một chút, một cổ kinh người sóng đánh vào lúc này vô cùng là kinh hãi triển khai. Mở ra hướng bốn phương. Ầm ầm long. Từ vậy hắc lão bàn tay cùng to lớn giữ tợn móng vuốt giao hội, đụng tới một chỗ khu vực trung tâm, có hai cổ lực lượng, theo thứ tự là hắc kim vẻ, cùng với vậy đen trắng hai khí đang lẫn nhau cuồng liệt cùng điên cuồng lôi xé. Sát theo trực tiếp nổ. Oanh một tiếng vang thật lớn, khói mù dâng lên, vậy hắc lão bóng người trực tiếp là giống như đạn đại bác vậy hướng phía sau đổ bắn trở lui, hơi có vẻ chật vật. Mà một màn này cũng là làm mọi người tại đây đều có chút con người run rẩy nhìn chằm chằm, hơi biến sắc mặt. Cái này hắc lão nhưng mà trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, thanh danh lan xa, nhưng bây giờ, hắn lại là rơi vào hạ phong. Ai, ai dám nhúng tay, xấu xa lão phu chuyện tốt, thân hình kia ổn định sau đó, hơi có vẻ chật vật hắc lão sắc mặt vô cùng là âm úp, âm trầm như nước, một đạo mang theo cuốn lạnh lẽo lời nói đi theo mọi người ở đây bên tai vang lên. Nhưng một khắc sau, hắn trên mặt thần sắc nhưng có chút là trực tiếp là cứng lại. Sau đó, sắc mặt tới cực điểm. Bởi vì là hắn bây giờ cuối cùng là phát giác, hướng về phía hắn đánh lén, động thủ, không phải những người khác, mà lại là Trần Phi trước cũng đã lấy ra yêu thần con rối. Nguyên lai là vật này, đang cùng ta động thủ thời điểm, vẫn có thể phân tâm hai dùng sao. Vậy hắc trên khuôn mặt già nua thần sắc lại là âm trầm một mảnh, lời nói lạnh lẽo, bất quá. Ở hắn trong ánh mắt, hiện vào lúc này nhưng là có một ít chút chấn động cùng khó giải quyết, ở hiện lên. Quang một cái Trần Phi, cũng đã là có thể ở trong tay hắn có tới có lui, mà bây giờ, nếu là hơn nữa một cái vậy có thể đủ đánh lui hắn, khiến cho hắn có chút chật vật cổ quái, cường hãn con rối, như vậy dưới tình huống, hắn coi như là có thể làm được bất bại, nhưng, như vậy có ý nghĩa gì? Như vậy một tên tiểu tử, như vậy khiêu khích cùng tìm bọn họ. Nhưng vẫn có thể ở trong tay hắn vô sự, đây nếu là truyền đi, hắn mặt mũi để nơi nào. Ngươi, rất tốt, thật rất tốt, đi theo liền gặp mắt màu khói mù chăm chú nhìn Trần Phi,
giọng nóng nảy giận và lạnh lùng nói. Ta vẫn luôn rất tốt, cái này không dùng ngươi nói. Trần Phi không thể đưa hay không nhún vai một cái, ánh mắt lạnh lùng, nói, làm sao, còn muốn tiếp tục đánh sao? Nếu không chúng ta đổi cái địa phương, ta phụng bồi tới cùng. Hống, Trần Phi lời này thanh sau khi rơi xuống, vậy bên ngoài giữ tận yêu thần con rối trực tiếp hơn là ngửa đầu thét dài đứng lên. Tản mát ra sóng âm, là đầu người ngẩn ra, ánh mắt run run, sợ hãi. Yên tĩnh, toàn bộ thật lớn Hắc Phong Hạp trung ương đất quảng trường chính giữa, đều là vào lúc này đổi được cực độ an tĩnh lại. Mà ở đoạn thời gian này bên trong, cơ hồ tất cả mọi người, tất cả cường giả, tất cả đến từ bốn phương tám hướng, các thế lực lớn cường quyền nhân vật, đều là vào lúc này im lặng không nói, nhưng lại chấn động cực kỳ nhìn trước mắt một màn này. Trong lòng gợn sóng nổi lên bốn phía. Hiển nhiên, vô luận là trong bọn họ bất kỳ một người, sợ rằng cũng tuyệt không thể nào biết trước thời hạn nghĩ đến, Trần Phi, cái này vô danh người, cũng không biết là lai lịch ra sao, nhưng lại có thể sức chiến đấu mạnh như vậy hắn, liền Hắc lão đều không cách nào làm sao. Nhất là khổng lồ kia, dữ tợn con rối. Tất cả mọi người theo bản năng hướng vậy đứng ở chiến trường chính giữa đồ vật khổng lồ nhìn, ánh mắt, là đều mang từng luồng nóng như lửa. Lấy bọn họ nhãn lực sức lực, dĩ nhiên là không khó nhìn ra, Trần Phi sở dĩ dám có sức cùng Hắc lão gọi nhịp, vậy con rối, ít nhất là có một nửa trở lên công lao. Một móng vuốt có thể đem một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ đánh lui, cái này con rối, quả thật quá mạnh, thật lợi hại. Ở chỗ xa kia, Thương Khôn lúc này đã sớm lặng lẽ không hơi thở từ trong chiến trường lui ra. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cái loại đó tầng thứ, tạm thời còn không phải là hiện nay hắn, có thể tham dự. Bất quá, làm hắn chính mắt thấy cái này một chàng có thể nói là đứng đầu cấp giao chiến sau đó, hắn vậy theo lý thuyết, theo lý là kịp chuẩn bị, hẳn bình thản sắc mặt, vẫn còn là dần dần nổi lên một loại xúc động, cùng với kính nể. Và hơn nửa năm so với, chủ nhân chiến đấu này lực tựa hồ là lại lên một tầng lầu A. Đây thật là, hắn xúc động vậy tự lẩm bẩm, cũng không nhịn được tuét miệng lắc đầu một cái. Như vậy khủng bố tiềm lực cùng thiên phú thiên tài, hắn tương lai thành tựu, thật không biết sẽ có kinh người dường nào, đáng sợ dường nào. Ban đầu, có thể thành là Trần Phi nô bộc, thật đúng là một lần sáng suốt lựa chọn à. Nhỏ Thương Khôn, đều đã đến yêu thú cấp 3 cảnh giới sao. Một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh nhẹ nhàng truyền tới, một đạo thân ảnh đến gần, làm vậy Thương Khôn trực tiếp là cả người không nhịn được hơi run một chút chiến. Xanh lơ thứ, ra ra, Thương Khôn xoay đầu lại, nhìn vậy lặng lẽ không hơi thở đi vào người hắn, ánh mắt lóe lên, có chút phức tạp mở miệng nói. Chỉ gặp ở hắn bên người, là có một vị bụng rộng rãi chiều rộng mập ông già, quang đầu, một mặt tròn trề môi, hòa ái cười. Một đôi hơi lưng đeo ở trên tay bàn tay lộ vẻ được to lớn cực kỳ, trên lòng bàn tay, vậy gân xanh lại là giống như rồng có sừng vậy. Hắn xuất hiện chính là lặng lẽ không hơi thở, không người bất kỳ phát hiện, chỉ gặp hắn hòa ái ánh mắt rơi xuống Thương Khôn trên mình, có chút phức tạp, lại có chút nhớ lại cười lên, nói cái này cũng đã bao nhiêu năm. Thằng nhóc ngươi, cuối cùng là bỏ được trở về. Ta, Thương Khôn lúc này diễn cảm vậy giống vậy có chút phức tạp, bất quá. Hắn không có cự tuyệt cùng Trần Phi về tới đây tới, cũng chỉ sớm dự đoán qua, sẽ có tương tự với như bây giờ chuyện xảy ra. Nghĩ đến đây, hắn lắc đầu một cái, than nhẹ một tiếng, nói, xanh lơ thứ ra ra, người những năm gần đây, có tốt không? Ta dĩ nhiên khá tốt, ăn xong uống rượu, nhưng chính là... Ừ, tên kia là xanh lơ thứ lão giả và ái cười, có thể đi theo, hắn ánh mắt kia nhưng bỗng nhiên ngưng tụ, ánh mắt lại lần nữa có chút híp. Hướng vậy chiến trường chính giữa cao mày nhìn lại. Chỉ gặp vào lúc này, vậy mặt đầy âm trầm Hắc lão bên người, bất ngờ không ngờ lại nhiều hơn một đạo người mặc vào áo dài trắng bóng người già nua. Hắn mặt không cảm giác, ánh mắt bình thản nhìn Trần Phi, hắn cả người, lại có một cổ nhàn nhạt khiếp người uy áp đi theo liền chậm chạp tràn ngập đi ra. Rất là kinh người. Nhất thời, tất cả mọi người đôi mắt ngưng mắt nhìn vậy chiến trường ánh mắt. Đưa mắt nhìn ở đó người mặc vào áo dài trắng trên người lão giả ánh mắt, đều là nhiều hơn lau một cái kiêng kỵ, cùng chấn động. Không thể nào, hai người bọn họ vị, đối mặt chính là một người trẻ tuổi, chẳng lẽ còn sẽ cùng nhau tự mình động thủ sao? Cái này, điều này thật sự là... Chặc chặc, thằng nhóc kia lần này là nên có phiền toái. Đen trắng nhị lão vừa động thủ một
cái này thật đúng là cho hắn mặt mũi à. Bỏ mặc nói thế nào, có thể làm cho đen trắng nhị lão tự mình động thủ, thằng nhóc này, hắn cũng coi là thật lợi hại. Vốn có chút ồn ào náo động bên trong quảng trường, bởi vì làm cho này ngoài dự đoán của mọi người một màn, cũng là bỗng nhiên trở nên có chút yên tĩnh. Một đôi ánh mắt rơi vào vậy đen trắng nhị lão trên mình, toát ra thật sâu kiêng kỵ. Cái này hai người, hợp ở chung với nhau sức chiến đấu, coi như là ở thành U Lang cái loại địa phương đó, cũng là hơi có mấy phần uy danh. Nếu không, bọn họ lại có tài đức gì, như thế nào có thể đủ thành là nhan chân thất tử một trong, màn đêm lớn thủ hạ của ngươi nặng đem. Không ít người cũng theo bản năng lại hướng sau lưng, bước lui ra hơn 10 gạo khoảng cách. Coi như là vậy Hắc Phong Hạp cao tầng đại yêu, hiện vào lúc này đều có chút thật sâu cau mày. Ánh mắt lóe lên. Bởi vì là hắn rất rõ ràng, coi như là hắn đích thân động thủ, vậy đều tựa hồ, cũng không phải là vậy hai cái làm cho người chán ghét người đối thủ. Mà bây giờ, thằng nhóc kia có thể cũng chỉ có một người. Bỗng nhiên yên tĩnh trung ương quảng trường bên trong khu vực, tất cả mọi người đều con ngươi ngưng trọng nhìn vậy chiến trường chính giữa, một đen một trắng hai ông cụ sừng sững ở nơi đó, mặc dù cũng không có nhiều lời, có thể cái loại đó uy thế, cái loại đó lực uy hiếp, vẫn còn là làm bọn họ đều có chút ra đầu lẫm nhiên. Dẫu sao đây chính là hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, cũng không phải là đùa giỡn. Thật muốn động tới tay, cái này quảng trường khổng lồ cũng chỉ sợ sẽ không còn gì vô tồn. Chú Hắc Thúc Bạch Thúc Thúc, thằng nhóc này dám can đảm khiêu khích chúng ta, còn dám sát hại ta nhan chân phái đệ tử, coi là thật thập ác không tha. Đừng thả qua hắn, để cho hắn chết tại đây. Nhưng vào lúc này, vậy Dạ Thanh ngạo nghễ, lạnh lùng lời nói vang lên, tràn đầy sát ý. Trước, ở thấy Trần Phi lại là có năng lực cùng hắn chú Hắc Thúc một đối một, không rơi xuống gió giao thủ, trong lòng của hắn nhưng thật ra là có chút kinh nghi cùng ghen tị. Dẫu sao Trần Phi nhìn như, ngày đầu liền cùng hắn vậy lớn, nhưng mà, hắn Dạ Thanh đến bây giờ cũng chỉ mới vừa bước vào trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, hơn nữa còn là uống đan dược, ăn đi lên. Nhìn lại Trần Phi, tuy không biết hắn cái này thân thực lực đến tột cùng là làm sao tới, nhưng mà, đối phương có thể cùng Hắc lão đại có tới có lui, thậm chí, đem hơi chật vật đánh lui, cái này cũng đích thực là sự thật. Để cho trong lòng của hắn tràn đầy ghen tị. Hắn Dạ Thanh là thân phận gì địa vị gì? Hắn phụ thân nhưng mà thành U Lang đại danh đỉnh đỉnh nhan chân thất tử màn đêm. Có thể coi là như vậy, có như vậy làm người ta hâm mộ thân phận, hắn còn lại có thể sẽ cùng Trần Phi cái này bạn cùng lứa tuổi khoảng cách chênh lệch to lớn như vậy. Cái này làm trong lòng của hắn như thế nào có thể đủ thăng bằng. Người nói nếu là Trần Phi lai lịch, thân phận vậy rất lợi hại, có lẽ, hắn vẫn có thể trong lòng dễ chịu một ít. Nhưng mà, tiểu tạp chủng này nhưng hoàn toàn là không tên không khí. Ở nơi này thành U Lang bên trong khu vực, phàm là thân phận lai lịch không kém, chẳng lẽ còn có hắn Dạ Thanh không nhận biết sao? Vậy không thể nào. Hừ. Nhưng vào lúc này, vậy Hắc lão hừ lạnh một tiếng, cả người tràn ngập nhàn nhạt sát khí, nhìn về Trần Phi, ánh mắt gắt gao, tràn đầy như có thực chất vậy lạnh thấu xương sát ý. Hiển nhiên, ở chỗ này trước, hắn thật không nghĩ tới, hôm nay lại có thể sẽ cần vận dụng hai người vừa động thủ một cái. Nguyên bản ở hắn trong mắt, giống như là Trần Phi từng tuổi này người tuổi trẻ, căn bản cũng không có thể có lợi hại dường nào. Hơn nữa, ở hắn ấn tượng chính giữa, cũng không có Trần Phi như thế số một có lợi hại bối cảnh năm trẻ một đời tiểu bối. Cho nên, ban đầu ở hắn trong lòng, là hoàn toàn đúng Trần Phi ôm khinh thị thái độ. Nhưng bây giờ, hắn khinh thị, nhưng làm hắn có chút làm bỏ ra giá phải trả. Ở trước mặt mọi người, bị chật vật đánh lui. Thật là không có nghĩ đến, lão phu vẫn có thể ở ngươi loại này tiểu bối trong tay ăn tất, ngươi, thật sự là rất tốt. Hắc lão trà đi khóe miệng một tia vết máu, chậm rãi nói. Đích xác là rất tốt, bất quá, ngươi không nên đắc tội chúng ta, lại càng không nên, giết chúng ta nhan chân phái đệ tử. Vậy bạch lão lúc này cũng là ánh mắt lạnh nhạt nhìn Trần Phi, lời nói có chút lạnh lẻo nói. Mặc dù, hôm nay đi theo bọn họ đến Hắc Phong Hạp những đệ tử kia. Ở trong tông môn cũng không có nặng bao nhiêu phân tính, không phải rất trọng yếu, nhưng bây giờ, bọn họ nhưng bị giết. Cái này tính chất thủy chung là có chút bất đồng. Bọn họ nhan chân phái đệ tử, cũng không phải là người bất kỳ có thể tùy tùy tiện tiện giết. Nếu không, chuyện hôm nay truyền đi, bọn họ hai mặt người mặt, chỉ sợ là thì phải mất hết. Cho nên, thằng nhóc này hôm nay phải chết,
Vậy Bạch lão ở trong lòng tràn đầy sát ý nghĩ đến. Phải không, Trần Phi con ngươi hơi híp, chỉ cảm thấy có hai cổ to lớn uy áp, hợp chung một chỗ, hướng hắn nhào tới, làm hắn hô hấp đều có chút cảm giác được không chót lọt. Cái này hai tên có thể thành là trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, đích xác là lợi hại. Hơn nữa hắn bây giờ thật ra thì cũng biết, lúc trước, vậy người mặc hắc bào lão đầu nhi sở dĩ sẽ bị yêu thần con rối đánh lén, như vậy chật vật, hoàn toàn là bởi vì là không tưởng được, cộng thêm đâm tay không đạt tới. Cho nên bây giờ, đừng nói là đối phương đã hai người cùng nhau đứng ra, muốn động thủ, coi như vẫn là vậy hắc lão một người, ở có đề phòng dưới, muốn dùng yêu thần con rối lại lấy được giống nhau hiệu quả. Sợ rằng sẽ rất khó khăn, rất khó. Nghĩ đến đây, Trần Phi đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, cảm giác mình có chút lòng quá tham. Có thể đánh thành như vậy, đã rất tốt, hơn nữa, hắn cũng không phải là đã không có lá bài tẩy. Một cái không đánh lại, sẽ tới một đôi, ừ. Nguyên lai đây chính là các người Nhan Chân phái à. Quả thật mở rộng tầm mắt, không tệ, không tệ. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn đối phương hai người, loãng mở miệng cười nói. Lời này vừa nói ra. Làm vậy đen trắng nhị lão trong mắt đều có chút âm giận ngưng ngưng. Lời như vậy, vừa nói ra chính là ở hắn trên mặt vả bạt tai, rất vang. Thằng nhóc, ta thừa nhận ngươi có chút khó giải quyết, cho nên nói, ngươi cảm thấy loại này phép khích tướng, có thể đối với chúng ta hữu dụng. Vậy hắc lão trong mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút lạnh nhạt nói. Phép khích tướng, được rồi, Trần Phi nhún vai một cái, ánh mắt đông lại một cái. Nhàn nhạt mở miệng nói, nếu ngươi cảm thấy ta là đang dùng phép khích tướng, vậy cũng tốt, vậy ta không nói. Bất quá nhân tiện nhắc nhở một câu, các người nếu là đối với ta sức chiến đấu cảm giác được kinh ngạc nói, bây giờ, cái này sợ rằng vẫn là bắt đầu. Nếu đã nghĩ thông suốt muốn đánh, hắn dĩ nhiên lười được khiêm tốn nữa cái gì. Cho dù là đối mặt với hai lớn trúc cơ chân nhân cảnh nhị trọng thiên cao thủ, hắn Trần Phi, như cũ ưu việt làm người ta có chút khó tin. Vậy chờ đối chọi tương đối gay gắt, vậy chờ không kém gì người, chẳng lẽ, hắn còn biết có bài tẩy gì sao? Chẳng qua là, vậy làm sao có thể à? Phải không, vậy hai người chúng ta ngày hôm nay thật là phải thật tốt nhìn một chút. Dẫu sao ngươi muốn là không thể lại làm chúng ta cảm thấy kinh ngạc nói, như vậy ngươi kết cục, thì sẽ là, chết. Vậy hắc lão tuét miệng xâm nhiên cười một tiếng, rồi sau đó, trực tiếp là ánh mắt rét một cái, được rồi, động thủ đi. Oanh, oanh, vèo, vèo. Ngay tại hắn những lời này thanh vừa dứt, hai cổ có thể nói là khủng bố, mênh mông khí thế, liền trực tiếp là từ hắn còn có vậy bạch lão trong cơ thể mãnh liệt bộc phát ra, cuồn cuộn cuốn về phía bầu trời, dễ như bớn. Bọn họ hai người bóng người, vậy đi theo ngay tức thì liền đem vậy Trần Phi còn có yêu thần khôi lỗi chỗ, vây. Làm mảnh khu vực kia bên trong tràn đầy kinh khủng chập chờn, tất cả mọi người đều sắc mặt rung động cách xa. Không ai dám đến gần. Hừ, thấy tình cảnh này, Trần Phi trong mắt ngưng nhiên hừ lạnh một tiếng, sát theo, liền gặp hắn vung hai tay lên, lấy một loại quỷ dị dấu vết, tay trái để ở trước ngực, tay phải nhưng nghiêng khoác rơi cùng sau lưng, lấy một loại tất cả mọi người tại chỗ cũng chưa từng thấy qua kết ấn phương thức, tốc độ thật nhanh ngưng tụ ấn quyết đứng lên. Cùng lúc đó, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn, vậy trực tiếp là đột nhiên rung một chút, phóng lên cao, hướng Trần Phi bay đi. Nhấc lên ầm ầm điếc tai sóng âm đợt khí. Một màn này chưa từng tương tự. Đây là, mà ở thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều là không nhịn được con ngươi ngưng ngưng, có chút diễn cảm kinh dị cùng rung động. Mà vậy đen trắng nhị lão, lúc này cũng là theo bản năng sắc mặt có chút khẽ biến, trong lòng hiện ra một ít bất an. Nhưng mà vậy yêu thần con rối chạy nhanh đến tốc độ nhưng quá nhanh, sắp đến liền bọn họ căn bản là không còn kịp suy tư nữa. Còn lấy là sẽ là tới công kích bọn họ. Liền theo bản năng né tránh mở. Nhưng ai biết, một khắc sau, vậy yêu thần con rối nhưng lại trực tiếp là từ bọn họ trước đứng mảnh khu vực kia chính giữa, nhanh chóng xuyên qua. Thẳng tắp hướng Trần Phi chỗ ở khu vực đánh tới. Cùng lúc đó, Trần Phi khóe miệng lạnh lùng ngoắc ngoắc, lẩm bẩm nói nhỏ lên tiếng. Yêu thần hóa linh. Sát theo, vậy yêu thần con rối thân thể cao lớn, trực tiếp là đụng. Dung hợp đến Trần Phi trong thân thể. Làm tất cả mọi người đều ở vào giờ phút này sắc mặt biến, thần sắc sợ hãi. Cái này, đây là cái gì thủ đoạn? Mọi người tại đây trên mặt vào giờ phút này cũng hiện đầy kinh nghi bất định chấn động vẻ. Bởi vì là Trần Phi thủ đoạn này,
thật sự là có chút kinh người nghe, làm bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Vậy đen trắng nhị lão cùng với Dạ Thanh các người cũng vậy, sắc mặt biến, ánh mắt kinh dị gắt gao nhìn chằm chằm vậy nguyên bản Trần Phi nơi đứng ở khu vực chính giữa. Chỉ gặp ở nơi đó, yêu thần con rối thân thể cao lớn sớm đã là không thấy, thay vào đó, là cả người lưu chuyển màu vàng sậm sáng bóng Trần Phi. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vần quanh. Giơ tay nhấc chân ở giữa, lại là có một loại không cách nào hình dung uy năng lan tràn ra. Chủ nhân hắn, một chiêu này lại cũng đi theo đổi lợi hại. Thấy tình cảnh này, vậy cách đó không xa Thương Khôn tròng mắt rụt một cái, có chút khó tin nói. Hiển nhiên, coi như là hắn, cũng không nghĩ tới Trần Phi một chiêu này cực hạn, lại có thể không phải ban đầu đối chiến Bùi gia thủ tọa dài lúc già. Một chiêu này, lại còn có thể theo Trần Phi thực lực trở nên mạnh mẽ, thay đổi được lợi hại hơn. Vậy một chiêu này cực hạn kết quả ở đâu? Không phải là, vẫn có thể tiếp tục đổi được lợi hại hơn chứ? Cái này cũng thật là, quá. Ừ, bất quá hắn nhưng quên lúc này ở hắn bên người còn có một người khác. Tên kia là Xanh Lơ Thứ Ông Già, nghe được Thương Khôn câu này lẩm bẩm thanh sau đó, không nhịn được chợt nhíu mày một cái. Lau một cái lạnh thấu xương âm hàn vẻ, từ hắn cặp kia nguyên bản hơi híp hỏa ái ngay trong ánh mắt, bắn đi ra. Thương Khôn thằng nhóc này mới vừa nói cái gì? Chủ nhân! Oanh! Cùng lúc đó, vậy chiến trường chính giữa, một cổ cường hãn như bạo gió khí thế kinh khủng kinh người tàn phá mở. Chỉ gặp vậy Trần Phi hoạt động một chút mới thân thể, xương phát ra rắc 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 thanh âm, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn vậy đã sớm sắc mặt biến đen trắng nhị lão, một cổ hung ác khí. Trực tiếp là từ hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt trong con ngươi xuất hiện. Tốt lắm, muốn đánh phải không? Tốt lắm, ta cùng các người. Câu này vừa dứt lời, vậy Trần Phi trong tay, trực tiếp là có một chuôi hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm xuất hiện, tản ra làm người da đầu tê dại chập chờn, kiếm khí ngang dọc, cắt rời không khí. Nhưng mà lần này, vậy đen trắng nhị lão trực tiếp là không nói, mà là ánh mắt vô cùng là kiêng kỵ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nội tâm tâm trạng phập phồng cực lớn. Bởi vì là, hiện ở hắn lúc này cửa, đã từ Trần Phi như vậy dưới trạng thái, cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Thậm chí vậy uy hiếp thật lớn trình độ, liền bọn họ hai nhân chung bất kỳ một người đơn độc đối mặt, cũng chỉ sợ là, sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng mà cái này, đây tột cùng là làm sao có thể à? Chiến trường chính giữa, sáp nhập vào, yêu thần hóa linh, hoàn toàn chiến đấu hình thái Trần Phi. Bây giờ tư thái chân thực có chút làm run sợ lòng người. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu vòng quanh hắn thân thể vần quanh, tản ra khí tức kinh người, còn có vậy tươi đẹp cầu vòng đỏ, hừng hực thiêu đốt ngọn lửa lợi kiếm, lại là xa xa chỉ hắc bạch nhị lão, phụt ra phụt vô sát khí. Cùng khí phái, vậy chờ uy thế, thật là làm người ta cảm giác được rung động, trực tiếp hơn là làm cái này mảnh nguyên bản ồn ào náo động bên trong khu vực, cứng rắn là đổi được yên tĩnh không tiếng động. Yên lặng đến đáng sợ. Bất quá nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, một bóng người mặt đầy phiền muộn bước chân nói lên, mang trên mặt kinh nghi, còn có hoàn toàn không tín nhiệm lạnh lùng sắc thái. Đó chính là hắc bạch nhị lão trong hắc lão. Hắn lúc này ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, nhếch mép, lạnh lùng khinh thường lạnh như băng nói, giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ huyền bí. Không thể không nói, người ngón này ngược lại là làm được thật xinh đẹp. Nhưng là, người lấy là ta sẽ tin. Tất cả mọi người nghe vậy ngẩn người, còn người hơi chăm chú, giả thần giả quỷ, quỷ làm huyền hư. Chẳng lẽ nói, bất quá đang ở hiện trường mọi người là hắc lão những lời này có chút đờ đẫn thời điểm, Trần Phi đã là ánh mắt quay đầu, trong mắt thần sắc lưu chuyển, khóe miệng lạnh nhạt hơi câu, nhìn hắc lão mặt đầy phiền muộn gương mặt. Hừ, chỉ gặp vậy người sau không có chút nào né tránh, trực tiếp là hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt thẳng tắp rơi vào Trần Phi trên mình, khinh thường nói, làm sao, bị ta đâm phá ngươi thủ đoạn. Hiển nhiên, hắn chân thực không muốn tin tưởng, liền Trần Phi loại này nhìn như theo Dạ Thanh một cái số tuổi người tuổi trẻ, sao có thể lớn mạnh như vậy? Sao có thể điều khiển được hiện nay loại này cường hãn dưới trạng thái thân thể? Cái này, tuyệt đối là chuyện không thể nào, không thể nghi ngờ. Phải không, nhưng liền sau đó một khắc, Trần Phi khóe miệng ngậm cười lạnh thanh âm vang lên. Sát theo, trong tay hắn hừng hực cháy ngọn lửa lợi kiếm chính là có chút độ cong huy động. Làm tất cả mọi người tại chỗ cũng tâm thần ngay tức thì rét một cái. Hừ, muốn động thủ, đã không chứa được sao?
Tốt lắm, vậy thì tới đi. Ta đây muốn xem, đang bị ta đâm phá ngươi chiêu số sau đó, ngươi còn có thể có lực lượng gì, ở nơi này giả thần giả quỷ, hù dọa người. Hắc lão mặt đầy khinh miệt cười một tiếng, nhưng mà đôi tròng mắt kia, vẫn như cũ tràn đầy kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Trần Phi thân thể. Ngươi muốn thử một chút ta lực lượng bây giờ, phải, ta tác thành ngươi. Bất quá, ngươi cũng chớ quá làm ta thất vọng. Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, tất cả mọi người con ngươi cũng ngay tức thì co rúm lại. Bởi vì, ở nơi này Trần Phi lạnh nhạt tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn thân thể, trực tiếp là cầm kiếm điều động. Cái gì, cái này không thể nào. Hắc lão cũng là sắc mặt ngay tức thì kinh biến liền một chút. Cảm giác được không tưởng tượng nổi. Nhưng mà, ngay tại hắn tiếng này tiếng nói rơi xuống sau đó, hắn liền cảm giác được ở bên người hắn bên phải khu vực, một đạo thân ảnh tựa như là như quỷ mị xuất hiện. Từng viên lớn chừng ngón cái màu đen sấm sét quang cầu lượn quanh đùng đùng, trọng yếu nhất nó còn nhuộm ở vậy hừng hực cháy, tươi đẹp cầu vồng đỏ ngọn lửa lợi kiếm lên, xảo quyệt hướng vậy sắc mặt kinh động hắc lão đón đầu đánh xuống. Đáng chết, làm sao nhanh như vậy? Cẩn thận, vậy bạch lão là trước nhất phản ứng lại, sắc mặt vô cùng âm trầm cùng khó khăn xem. Kêu lên nhắc nhở. Rồi sau đó liền gặp hắn một cái tát quang ra, một đen một trắng hai khí tựa như là giữ tợn linh khí chăn lớn vậy, uy thế cuốn lên trời cao, hết sức rung động, hướng Trần Phi thân thể nơi đánh tới. Muốn khiến cho đối phương buông tha lần công kích này, hoặc là, bị một chiêu này đánh trúng. Bất quá là đã trải qua xa trường. Uy danh không kém chút cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, đối phương loại phản ứng này, cũng coi là lập tức loại này cảnh tượng chính giữa, nhất hoàn mỹ nhất sách lược. Nhưng chỉ tiếc, hắn nhưng có chút khinh thị Trần Phi bây giờ sức chiến đấu. Rồi sau đó, phịch một tiếng vang thật lớn. Vậy đen trắng hai khí linh khí chăn lớn dẫn đầu đụng vào Trần Phi hiện lên hắc màu vàng kim thân thể trên mình, bộc phát ra khủng bố gợn sóng, mây khói nổi lên bốn phía, làm không ít người cũng là Trần Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. Hừ, ta thì biết, không chịu nổi một kích đông. Tê, cái gì? Hắc lão khuôn mặt vẻ bối rối ngay tức thì tiêu tán hơn nửa bộ phận, thay vào đó là một loại lạnh cười, cười nhạo Trần Phi không biết tự lượng sức mình, loại này cố làm ra vẻ huyền bí, há sẽ có thể chân chính hù dọa đến bọn họ. Coi như sau đó một khắc, trên mặt hắn thần sắc nhưng chợt bỗng nhiên biến đổi, con người xúc tới mũi châm, vậy lầm bầm lầu bầu cười lạnh giễu cợt một chữ cuối cùng. Bất ngờ cũng vẫn chưa có hoàn toàn phun ra. Một khắc sau, hắn liền cảm giác được vậy mây khói trong lại lần nữa có kinh người linh khí chập chờn xuất hiện, hơn nữa tốc độ kia còn sắp tới một chút, làm hắn cũng không có ở đây đi phản ứng phòng ngự. Sát theo, hắn liền cảm giác được, một đạo cuồng liệt vô cùng kiếm khí, hung hãn đánh vào hắn trước trên ngực. Oanh! Ầm 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 ầm. Theo sát phía sau, lực lượng kinh khủng kia trực tiếp là bộc phát. Hắn thân thể tựa như là mất khống chế đạn đại bác vậy, tại chỗ liền bị đánh về phía sau đổ bắn ra. Bị đánh vào mặt đất chính giữa, ở đó trên quảng trường mở ra ra một cái thật dài con đường. Đến cuối cùng, hắn cả người lại là thiếu chút nữa cũng không hoàn toàn chôn vào. Mà đây, vậy trực tiếp là làm tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt lại lần nữa mất khống chế co rút lại, cực độ rung động. Cái này, đây rốt cuộc coi là cái gì? Nhất thời. Cơ hồ toàn bộ đổi trác bên trong sân, đều là vào lúc này lại lần nữa trở nên có chút an tĩnh lại. Chung quanh rất nhiều đến từ bốn phương tám hướng, các thế lực lớn cao tầng nhân vật quyền thế đều có chút rung động nhìn một màn này. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới qua, Nhan Chân phái Dạ Mạc đại nhân thủ hạ Hắc Bạch nhị lão, bọn họ hai người bây giờ cũng đã là tự mình động thủ, nhưng cùng vậy Trần Phi giao phong, nhưng lại có thể sẽ là như vậy một loại kết quả. Lấy hai địch một. Đều bị rất miễn cưỡng chế trụ. Cái gì, điều này sao có thể? Dạ Thanh cùng với dưới háng mây sư, trên mặt thần sắc đều là dị thường khói mù, cùng khó khăn xem. Không chỉ có như vậy liền, ở bọn họ trong mắt chính giữa, càng nhiều hơn vẫn là đó hoàn toàn không ức chế được kinh động, sợ hãi. Trần Phi thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mạnh đến làm bọn họ hoàn toàn chưa từng nghĩ giống. Lại có thể rất miễn cưỡng chống đỡ ta một kích này. Thằng nhóc kia, hắn, cái này. Vậy cách đó không xa bạch lão, trên mặt thần sắc cũng có chút kinh động, kinh nghi bất định. Hiển nhiên, hắn cũng không nghĩ tới Trần Phi lại sẽ chọn chống cự hắn công kích, hơn nữa, đến cuối cùng còn gần như không chút tổn hao nào. Chấn động sau đó, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt tràn đầy ngưng nhiên, còn có kiêng kỵ.
Đến bây giờ, hắn nếu là không tin nữa Trần Phi hiện dưới loại trạng thái này thực lực, liền không khỏi quá ngu xuẩn. Dẫu sao, sự thật đã liền rõ ràng như vậy đặt ở trước mắt. Cùng lúc đó, rầm một tiếng, vậy cách đó không xa bừa bãi trong phế tích cũng là truyền ra đá vụn sụp đổ thanh âm. Lúc trước sắp tối lão che giấu phế tích bỗng nhiên bị một hồi hào hùng lực lượng nơi vén lên, đen trắng hai khí sau đó cuồng bạo vọt lên. Một đạo chật vật bóng người, quần áo lam lũ, trên mình nhuốm máu, sắc mặt phiền muộn từ vậy trong phế tích đi ra. Nhất thời, tất cả mọi người ánh mắt đều là lóe lên hướng hắn nhìn tới. Rồi sau đó, một hồi sâu đậm ngưng nhiên bầu không khí, chính là ở hiện trường này mọi người bây giờ ra đời. Nhan chân thất tử Dạ Mạc đại nhân thủ hạ nặng đem, Hắc Bạch nhị lão trong Hắc lão, đường đường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay, hiện vào lúc này, hắn lại có thể thật là có chút bị thương. Oanh! Rồi sau đó liền gặp Hắc lão, đột nhiên cả người hiện ra đậm đà cực kỳ sát khí, vậy ngẩng đầu lên, lại lần nữa nhìn về Trần Phi ngay trong ánh mắt, càng là tràn đầy giống như thực chất lạnh như băng sát ý. Ta thừa nhận, lão phu hôm nay, là có chút nhìn lầm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, trong lòng vô cùng chấn động. Có thể để cho hôm nay ở cái này đã thất lạc mặt to Hắc lão, chính miệng nói ra những lời này, đã đủ để nói rõ hết thảy. Ta thừa nhận, lão phu ngày hôm nay, là có chút nhìn lầm. Như vậy giọng nói nhàn nhạt vang khắp ở mọi người tại đây bên tai, chẳng qua là bọn họ hiện vào lúc này sắc mặt, đều có chút quỷ dị, có chút chấn động, có chút rung động. Không có biện pháp. Bởi vì đây hoàn toàn nghe được, ở liên tục ăn hai cái như vậy rất thua thiệt sau đó, Hắc lão, cuối cùng là đánh từ nội tâm bắt đầu nhìn thẳng Trần Phi cái này nguyên bản đầu tiên, các nàng cũng không có coi vào đâu tiểu tử. Mà có thể có được hắn nặng như vậy coi, truyền đi, chỉ sợ cũng coi như là thành u lang những cái kia uy danh không kém cao thủ, cũng biết nặng bao nhiêu coi mấy phần chứ. Đám người trong lòng nghĩ như vậy, bọn họ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, cũng là tràn đầy nồng nặc kính sợ. Cùng kính nể. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi híp mắt cũng không nói lời nào. Ngược lại không phải là hắn không muốn nói, mà là hắn trước mạo hiểm đón đỡ hạ đối phương một chiêu kia, bây giờ nhưng là có chút hậu di chứng, đi ra. Lồng ngực bên trong huyết khí lăn lộn, biệt được hết sức khó chịu. Cũng chính vì vậy, hắn thật ra thì cũng biết, lấy hắn hiện nay loại trạng thái này xuống sức chiến đấu, mặc dù có thể so với đối phương hai nhân chung, tùy ý một người đều mạnh. Nhưng thật nếu là để cho hắn duy nhất đối với hai cái, vẫn là có chút phiền toái, quá mức cùng khó giải quyết. Có thể lời tuy như vậy, bây giờ chiếc đều đã đánh tới nơi này, muốn cho hắn dẫn đầu cúi đầu, vậy rất hiển nhiên, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Chẳng qua ngày hôm nay cái này yến hội, hắn Trần Phi liền không tham gia. Trần Phi ở trong lòng nghĩ như vậy. Rồi sau đó, liền gặp hắn cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con người cướp ra lau một cái hàn mang. Lạnh lùng nhìn lướt qua vậy Hắc Bạch nhị lão, lại từ bọn họ trên mình lướt qua, rơi xuống phía sau bọn họ, Dạ Thanh cùng với đầu kia, đầu sỏ, mây sư trên mình. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Trần Phi cái này lạnh như băng, tràn đầy nhàn nhạt sát ý ánh mắt, Dạ Thanh đột nhiên biến sắc, sợ hãi, sắc lệ nội cha nói. Không chỉ có như vậy, vậy Hắc Bạch nhị lão sắc mặt cũng là chợt đổi một cái. Vèo, vèo. Rồi sau đó liền gặp hai thân người hình không chút do dự lóe lên, một khắc sau, liền gặp bọn họ hai người bóng người đã xuất hiện ở Dạ Thanh bên người, sắc mặt lạnh lùng đề phòng Trần Phi, một trái một phải đem Dạ Thanh cho bảo vệ liền đứng lên. Hiển nhiên, bọn họ là có chút đoán được Trần Phi ý đồ. Dạ Thanh cũng không phải là bọn họ, chỉ cần bị Trần Phi loại thực lực đó để mắt tới, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Còn như phản ứng nhanh như vậy sao? Mà ở thấy đối phương như vậy động tác, Trần Phi híp mắt cười lạnh cười, thản nhiên nói. Nếu là đối phương vậy hai ông già canh giữ ở bên người, hắn muốn giết người, đổ đích xác là có chút không quá thực tế. Bực này lời nói, rơi vào mọi người tại đây trong lỗ tai, lại là làm bọn họ có chút kinh hãi đứng lên. Nhìn hình dáng, cái này Trần Phi, lại là thật có nghĩ tới phải hướng Dạ Thanh ra tay. Nhưng mà, hắn chẳng lẽ liền không suy nghĩ một chút. Cái này Dạ Thanh phụ thân nhưng mà Dạ Mạc đại nhân. Nhan chân một trong thất tử à? Hắn chẳng lẽ, thật sẽ không sợ sao? Thằng nhóc, người thật là to gan, lại dám đối với Dạ Thanh thiếu gia dạy không nên có ý niệm, người thật lấy là, ta Nhan chân phái là tốt như vậy trêu chọc. Hắc lão mặt đầy phiền muộn,
mắt lộ ra tức giận nhìn chằm chằm Trần Phi, khiển trách. Ngươi như vậy theo con ruồi tựa như được, bất giác được có chút bôi nhọ thân phận của chính ngươi. Có gan, các người sẽ để cho mở, ngươi xem ta có dám hay không động thủ. Trần Phi mặt đầy lạnh lùng cùng hung ác cười một tiếng, mắt lộ ra hung quang nói. Không, Hắc Thúc Thúc, Bạch Thúc Thúc, các người nhất định phải bảo vệ tốt ta, đừng để cho hắn được như ý. Dạ Thanh bị Trần Phi lời này dọa cho được cả người run một cái, có chút kinh hoàng thất thố mở miệng nói. Ở tuyệt đối thực lực trước mặt, bất kỳ cái gọi là thân phận, cái gọi là bối cảnh, đều là mây trôi. Mà bây giờ, coi như phụ thân hắn là màn đêm, đường đường nhan chân phái nhan chân một trong thất tử, trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ. Nhưng nếu là Trần Phi thật dám đối với hắn ra tay, hết thảy các thứ này, thì có ích lợi gì? Hắn cũng không muốn chết à. Thằng nhóc, lấy ngươi thực lực, cũng coi là có chút năng lực, có chút thân phận, ỷ lớn hiếp nhỏ, loại chuyện này mà nếu như truyền đi, sợ rằng có chút không lớn hào quang. Nhưng vào lúc này, vậy Bạch lão lạnh lùng mở miệng nói. Mang phép khích tướng, có chút giễu cợt. Ngươi cảm thấy lời như vậy đối với ta lại nói, hữu dụng không? Đáng tiếc là, Trần Phi nhưng hoàn toàn không ăn hắn cái này bộ. Lãnh đạm cười một tiếng, sát cơ lạnh như băng. Cứ như vậy phong tỏa ở đó mặt đầy kinh hãi muốn chết Dạ Thanh trên mình, nói. Vậy chúng ta ở nơi này cương trước, xem ai cương qua ai. Ngươi, Hắc lão tức giận mặt đầy dữ tợn, đôi mắt phun lửa, trong lòng nhưng là có chút hối hận theo bất đắc dĩ. Nếu là bọn họ không trêu chọc thằng nhóc này, lại tại sao có thể có như bây giờ khốn cục. Bỏ mặc nói thế nào, hôm nay chuyện này một khi chỉ cần là truyền đi, bọn họ mặt mũi, coi như là hoàn toàn mất hết. Sẽ đem không còn gì vô tồn. Có thể coi là như vậy đạt tới, bọn họ bây giờ, cũng chỉ có thể là không thể làm gì. Bởi vì, Trần Phi thực lực căn bản cũng không yếu hơn bọn họ. Thậm chí, đơn đả độc đấu mà nói, hắn và Lão Bạch, bất kỳ một người, thật đúng là không nhất định là đối phương địch thủ. Mà nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mặt không cảm giác vây quanh Dạ Thanh đám người chỗ, từ từ chậm rãi nhấc xoay vòng mà tới. Ở hắn đi qua mỗi một phiến khu vực, mỗi một tấc đất lên, lại là sẽ có từng cái đỏ rực trận pháp đường vân rơi xuống, làm mọi người tại đây lại lần nữa rung động. Trận pháp, không ít người nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới Trần Phi, lại còn sẽ là một người trận pháp sư. Đây tột cùng là nên có kinh khủng dường nào tiềm lực theo thiên phú, mới có thể biện pháp. Thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là cái quái vật gì? Yêu nghiệt như vậy. Trận pháp này bố trí được như vậy thuần thục, xem ra, tiểu tử này trận pháp tu vi đã là vững chắc ở nhân trận tầng 5 phía trên à. Trong thức hải, Trận Kinh không yên lặng nhìn Trần Phi bố trí tòa trận pháp này, trong lòng cảm thán không thôi. Chói mắt ở giữa, Trần Phi trận pháp này tu vi lại có thể cũng đã là đạt tới nhân trận tầng 5, thật là quá nhanh à. Mà ở thấy tình cảnh này, Hắc lão khuôn mặt tràn đầy cực độ khói mù vẻ. Một khắc sau liền gặp hắn nâng lên tay. Một chuôi màu đỏ sẫm thép sử liền xuất hiện ở trong tay hắn, tản ra giống như tinh điểm vậy sao hỏa ánh sáng, hơi thở hết sức khiếp người. Cái này bất ngờ là một chuôi thượng phẩm pháp khí cao cấp, thậm chí đều có chút không kém gì yêu thần con rối. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi biến sắc mặt một chút đổi, không nghĩ tới đối phương có thể cầm ra một kiện thượng phẩm pháp khí cao cấp tới. Nhưng đi theo, trên mặt hắn khẽ biến vẻ, nhưng lại là thong thả xuống. Thượng phẩm pháp khí cao cấp thì như thế nào? Cũng đừng quên, hắn lá bài tẩy, cũng không chỉ những thứ này. Mà vậy Bạch lão lúc này cũng là đứng ở Dạ Thanh bên người, mặt không cảm giác. Hắn mặc dù không hơn phẩm pháp khí cao cấp, nhưng ở hắn vậy hai bàn tay chính giữa, nhưng là có mênh mông đen trắng hai khí phun trào. Mơ hồ ở giữa, tựa hồ là tản mát ra vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Hiển nhiên, bởi vì Trần Phi cường thế, đem cái này hai cái lão già kia lá bài tẩy, cũng cho là ép đi ra. Hai bên đội hình, đều là vào lúc này gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Cho người cảm giác thật giống như một lời không hợp, liền phải là muốn bùng nổ một tràng cực đoan kịch liệt đại chiến. Mà ở thấy tình cảnh này, rất nhiều người đều là sắc mặt kinh đổi một cái. Lập tức lặng lẽ lui về phía sau, miễn được đến lúc đó bị ảnh hưởng đến, gặp thảm ao cá. Được rồi, nháo vậy nháo đủ rồi. Tất cả dừng tay đi, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh nhẹ bỗng truyền tới, sau đó mọi người liền thấy một vị bụng rộng rãi chiều rộng mập ông già, quang đầu, một mặt tròn trề môi,
sắc mặt bình thản đi ra. Chẳng qua là người này xuất hiện, nhưng làm tại chỗ tất cả người biết hắn, đều là không nhịn được trên mặt thần sắc lập tức kịch biến liền đứng lên. Sau đó, này thay nhau vang lên kinh hãi thanh xuất hiện. T, đó không phải là Thanh Thứ Đại Nhân. Trời ạ, thật sự là hắn. Hắn lại có thể tự mình hiện thân. Đi đôi với vậy đạo hơi nặng hồn thanh nhàn nhạt vang lên, đám người đều là không nhịn được một hồi xôn xao, nhường đường. Sát theo, mọi người liền thấy một vị thân khoan thể bàn ông già, đi dạo đầu, một mặt tròn trề môi, sắc mặt bình thản đi ra. Mà đi đôi với hắn xuất hiện, chỉ gặp được vậy cách đó không xa Vân Không Chính giữa, tất cả đều là bỗng đổi được mưa gió cuốn động lực. Lăn chuyển động sóng gợn, nồng đậm yêu khí, hình thành từng luồng màu xanh gió lốc lớn, dung hợp một chỗ, tựa như là gió bão vậy, tản ra, phủ đầy ở vân không trên, làm người ta ánh mắt lẫm nhiên, da đầu nổ nhám. Sau đó, một vị kia vị lịch duyệt bất phàm các phe quyền thế cao tầng, cường giả, khi nhìn rõ sở vị kia thân khoan thể bàn ông lão mặt mũi sau đó, cũng là không nhịn được sắc mặt kịch biến đứng lên. Thanh, Thanh Thứ Đại Nhân, lại có thể thật sự là hắn. Rất nhiều cường giả vây xem trên mặt cũng nổi lên rung động vẻ, có chút hoảng sợ. Liền liền những cái kia đầu tiên cũng đã là xuất hiện, từng vị hắc phong hạp đại yêu cao thủ, hiện vào lúc này đều là trên trán có mồ hôi lạnh toát ra. Thanh, Thanh Thứ Đại Nhân, bọn họ gương mặt mang cười khổ nhìn vị kia, hoàn toàn cũng chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện bóng người già nua, đồng loạt cung kính hành lễ nói. Trong lòng cũng có chút hối hận, không đi ngăn cản cuộc nháo kịch này. Bởi vì vị này nhìn như người vô hại một mặt tròn trề môi ông già, trên thực tế, nhưng là coi như là ở toàn bộ thành U Lang Hạt Hạ bên trong khu vực, cũng là có uy danh hiển hách cường hãn tồn tại. Hắn chính là bọn họ Hắc Phong Hạp Phách Thiên Đại thủ lãnh dưới quyền, năm đại kiện tướng một trong Thanh Thứ Đại Nhân. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất, kinh khủng hơn là, hắn còn là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cao thủ. Cách vậy tam trọng thiên đỉnh cấp vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa. Ngươi, nguyên lai là Thanh Thứ Đại Nhân, lễ độ. Hắc Bạch Nhị Lão lúc này cũng là ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm Thanh Thứ, ánh mắt lóe lên, run run, giống như là không nghĩ tới, đối phương thứ nhân vật như vậy lại có thể sẽ đích thân hiện thân, đi ra khuyên can. Bất quá rồi sau đó, bọn họ hai người cũng chỉ có thể là cưỡng bách mình dần dần tỉnh táo lại. Hiển nhiên, coi như là bọn họ hai người cũng không khả năng đi công khai làm nghịch một tôn yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả nói. Bởi vì vậy cùng tự tìm cái chết, thật sự là không việc gì khác biệt. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, đi qua trước đây giao phong, bọn họ đã là rõ ràng biết được, cái này nhìn qua không tầm thường chút nào, không tên không khí Trần Phi, hắn thực lực chân chính, nhưng là liền bọn họ đều cần cảm thấy kiêng kỵ. Tuyệt đối là vượt qua tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên. Hơn nữa, vô luận là Hắc Lão, vẫn là Bạch Lão, cũng có chút nghiêm trọng hoài nghi, kết quả này rốt cuộc có phải hay không đối phương toàn bộ lá bài tẩy. Như không phải vậy, coi như là bọn họ hai người liên thủ, vậy hình như là, cũng không có ý nghĩa gì à. Hô! Nghĩ đến đây, Hắc Lão ánh mắt tràn đầy sát khí hung hăng nhìn chòng chọc Trần Phi một cái, sau đó cuối cùng là kềm chế xuống mình trong nội tâm sát ý kia, hít thở một hơi thật sâu, nhìn về Thanh Thứ, cung kính nói. Nếu là Thanh Thứ Đại Nhân tự mình mở miệng, vậy chúng ta, tự nhiên không dám không nghe theo. Chỉ gặp hắn chậm rãi mở miệng nói, rồi sau đó, lại là ánh mắt khói mù nhìn Trần Phi một cái. Thằng nhóc, chuyện hôm nay, coi là ngươi vận khí tốt, lại Thanh Thứ Đại Nhân là ngươi ra mặt, bất quá nếu là lần kế nữa, ta đây muốn xem, ngươi còn có thể hay không giống như có ngày hôm nay như vậy may mắn. Hừ, hắn hừ lạnh một tiếng, đôi mắt phiền muộn nhìn chằm chằm Trần Phi. Diễu cợt nói. Phải không? Trần Phi nhàn nhạt cười một tiếng, cười lạnh nói, nếu có lần sau nữa, ta tùy thời cung kính chờ đợi. Bất quá đến lúc đó, chỉ hy vọng các người có thể đem phế vật kia bảo vệ khá hơn một chút, nếu không, ha ha. Đến cuối cùng, Trần Phi nhìn vậy mặt đầy kinh hoàng Dạ Thanh nhàn nhạt cười lạnh cười, người sau trực tiếp là tim đập rộn lên, sắc mặt trắng bệch, trong ánh mắt tràn đầy tức giận cùng run run vẻ. Chúng ta đi. Gặp Trần Phi còn dám như vậy công khai uy hiếp bọn họ, Hắc Lão sắc mặt cũng là khó khăn xem tới cực điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi. Nhưng bây giờ, đối với Trần Phi, hắn vậy không thể làm gì, vì vậy chỉ có thể không nói nhảm nữa, trực tiếp phất tay áo xoay người đi. Yên tĩnh.
mà ở thấy tình cảnh này, hiện trường nhiều người nhân gian bầu không khí vô cùng yên tĩnh. Bọn họ rất nhiều người đều là không nhịn được chố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là không nghĩ tới, Hắc Bạch Nhị lão loại cao thủ kia, Nhan Chân phái loại này bối cảnh, lại có thể sẽ giống như ngày hôm nay như vậy ở một cái vô danh khí người tuổi trẻ tiểu bối trong tay ăn tất. Thậm chí đến cuối cùng, còn chỉ có thể là không thể làm gì giận như vậy phất tay áo rời đi. Cái này đích xác là có chút quá ngoài dự đoán của mọi người. Để cho bọn họ khó mà tiếp nhận. Bất quá, sự thật chính là sự thật, hơn nữa còn là cứ như vậy sống sờ sờ đặt ở bọn họ trước mắt. Cho nên, do không được bọn họ không tin. Các người đi nhanh âm thầm tra một chút, thằng nhóc kia, đến tột cùng là lai lịch gì. Có thể có được như vậy kinh người sức chiến đấu, thằng nhóc kia theo lý thuyết, cũng không nên là cái gì hạng người vô danh mới đúng a. Nhanh lên đi điều tra một chút, xem hắn đến tột cùng là bối cảnh gì, lai lịch gì. Bất quá thằng nhóc này vẫn là có chút lá gan quá lớn một chút. Trước không nói Nhan Chân phái, liền nói Nhan Chân thất tử chính giữa Dạ Mạc đại nhân, là hắn có thể có tư cách trêu chọc sao? Đúng vậy, ta nghe nói, trước đó vài ngày, vậy Dạ Mạc đại nhân đã là đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Như vậy tu vi, cho dù là ở Nhan Chân thất tử chính giữa, vậy tuyệt đối là số một số hai. Đám người bàn luận sôi nổi, xôn xao không dứt. Hôm nay một màn này, không thể nghi ngờ là có chút đầu hổ đuôi rắn kết thúc. Đây cũng là làm không ít người đều cảm giác đáng tiếc. Dẫu sao, thành U Lăng những đại thế lực kia cao cao tại thượng kiêu căng cũng không phải một ngày hai ngày. Bây giờ hôm nay cuối cùng là có thể thấy được bọn họ ăn tất một lần, chuyện tốt như vậy, loại này náo nhiệt, bọn họ đương nhiên là rất thích được xem một chút. Bất quá bây giờ Hắc Phong Hạp Nam đại kiện tướng một trong thanh thứ đại nhân. Lão nhân gia ông ta cũng tự mình ra mặt, tự nhiên vậy không người còn dám nói cái gì chứ, không. Ngay sau đó, mọi người vây xem rất đáng tiếc xoay người rời đi. Bọn họ cũng không có đi lên và Trần Phi chào hỏi ý nghĩa. Bởi vì đắc tội Nhan Chân phái, nói không chừng thằng nhóc này sau này, vẫn có thể có ở đó hay không đâu. Dẫu sao Nhan Chân phái nội tình theo thực lực, cũng không phải là nói chơi. Nếu không, bọn họ vì sao không dám đắc tội? Bất quá, ở bọn họ lúc xoay người, vậy trong có thế lực, vậy vẫn là len lén hướng Trần Phi ném tới thiện ý ánh mắt. Bỏ mặc nói thế nào, Trần Phi có thể có được như vậy thực lực cường hãn, coi như bọn họ không dám đi lên chào hỏi, sợ làm cho Hắc Bạch Nhị lão đám người khó chịu, nhưng là, âm thầm lưu lại điểm ấn tượng tốt gì, vẫn là hoàn toàn có thể. Thấy tình cảnh này, Trần Phi hơi tuét miệng cười một tiếng, lại đang lắc đầu một cái, loại này lấy lòng. Hắn thật giống như không nhiều lắm tất muốn để ở trong lòng. Bởi vì căn bản là không có thành ý à. Vang vang. Sau đó liền gặp giải trừ, yêu thần hóa linh, trạng thái, lại đem vậy yêu thần con rối cho thu hồi, chuẩn bị gọi Thương Khôn đi, Thương Khôn, đi. Chẳng qua là hắn những lời này cũng còn chưa nói hết, một khắc sau, liền gặp trên mặt thần sắc trực tiếp là ngây ngẩn. Rồi sau đó đổi được dị thường quỷ dị, thậm chí cổ quái. Bởi vì chỉ gặp Thương Khôn, không biết lúc nào dậy, lại và vậy Hắc Phong Hạp Năm đại kiện tướng một trong thanh thứ, đi tới một khối mà. Hơn nữa hiện vào lúc này, bọn họ còn đang một khối mà hướng hắn bên này chậm rãi đi tới. Chủ nhân, ngươi không có chuyện gì chứ? Đến khi bọn họ đi tới Trần Phi gần trước lúc tới, Thương Khôn con ngươi nhỏ tránh, có chút mất tự nhiên hướng Trần Phi nhỏ giọng nói. Mà đang nói chuyện thời gian. Hắn vẫn còn ở dùng ánh mắt liếc trộm bên cạnh thanh thứ, tựa hồ đang lo lắng cái gì. Ha ha, muốn đến tiểu hữu ngươi chắc là tiểu Thương Khôn trong miệng Minh Thần Động động chủ, Trần Phi tiên sinh chứ. Ngược lại là Thương Khôn bên cạnh thanh thứ trầm mặc chốc lát, đột nhiên khẽ mỉm cười, hướng về phía Trần Phi hơi nhỏ giơ tay lên, nói. Tiểu Thương Khôn, nghe vậy Trần Phi trực tiếp là ngây ngẩn, tựa như là đầu có chút kẹt vậy. Chỉ chốc lát sau. Mới gặp có chút ngượng ngùng bừng tỉnh, nhìn một cái có chút trên mặt thần sắc xin lỗi Thương Khôn, lúc này mới ánh mắt lại hướng thanh thứ nhìn lại, lúng túng cười một tiếng, nói Trần Phi, gặp qua thanh thứ đại nhân. Hiển nhiên, hắn bây giờ coi như là lại ngu xuẩn, vậy nhất định là xem rõ ràng, nghe hiểu. Cái này Hắc Phong Hạp Năm đại kiện tướng một trong thanh thứ, lại có thể thật giống như theo Thương Khôn là có thần bí gì, quan hệ thân mật. Nếu không, cái này cái gì, tiểu Thương Khôn. Như thế nào kêu cho ra miệng. Nghĩ đến đây, Trần Phi trên mặt vẻ lúng túng chính là nồng nặc hơn mấy phần,
bất quá, trong lòng của hắn nhưng cũng vẫn có nồng nặc nghi ngờ. Bởi vì mấy ngày qua, hắn cũng coi là hơi có chút biết rõ, cái này Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng, cơ hồ người người đều là tu vi, thực lực không kém gì yêu thú cấp 3 tam trọng thiên nhân vật cường hãn. Thân phận địa vị rất cao rất cao. Mà nhân vật cường hãn như vậy, đến tột cùng là như thế nào cùng xa ngoài vạn dặm Thương Khôn, liên hệ quan hệ thế nào đâu. Điều này thật sự là có chút làm người ta kỳ quái à. Ừ, Thanh Thứ nhìn Trần Phi hiện nay xuống trạng thái bình thường, trong đầu, nhưng là liền nghĩ tới trước một màn kia, không khỏi khẽ thở dài một tiếng, thở dài nói, quả thật là xuất sắc tuyệt diễm hạng người, có thể cùng vậy màn đêm thủ hạ đen trắng hai đem giáp thành như vậy, người cũng đích xác cũng coi là rất tốt à. Lấy hắn ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được, Trần Phi hiện nay tu vi tuyệt không phải là đạt tới trúc cơ chân nhân cảnh tầng hai trời, nhưng coi như vậy, Trần Phi nhưng vẫn có thể cùng vậy đen trắng hai đem đấu được kỳ cổ tương đương. Cái này tự nhiên là trị giá làm cho người khác khen ngợi. Nếu không phải là nội tình thâm hậu, cường hãn tới trình độ nhất định, lại làm sao có thể, sẽ có kinh người như vậy vượt cấp mà chiến phát sinh. Thanh Thứ con ngươi nhanh tránh, đi theo, lại đột nhiên giọng có chút lạnh xuống, nhàn nhạt nói. Bất quá, ta vẫn là có sự kiện mà cũng muốn hỏi ngươi. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng, chính xác trả lời ta. Nghe vậy, Thương Khôn sắc mặt chợt biến đổi, không nhịn được nói, Thanh Thứ ra ra. Ta bây giờ liền chỉ là muốn hỏi một chút, chẳng lẽ, ta hỏi một chút cũng không thể được sao? Có thể Thanh Thứ nhưng trực tiếp là đem hắn nói cắt đứt, chậm rãi nói. Ngừng nói, liền gặp ánh mắt hắn lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mình, im lặng không nói, tựa hồ là, đang đợi Trần Phi câu trả lời. Thấy tình cảnh này, Trần Phi cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ cười, ngẩng đầu lên, tiến lên đón đối phương đục ngầu, ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng nói, Thương Khôn, hắn thân phận bây giờ, là ta nô bộc. Ngươi nói gì, cho dù là trong lòng sớm có chuẩn bị, có thể Thanh Thứ nghe vậy sau đó, cặp kia đục ngầu, lạnh nhạt già nua con ngươi vậy vẫn là lập tức liền rụt. Sát theo, một cổ kinh khủng hơi thở từ trong cơ thể hắn chậm rãi giật tán ra, chèn ép ở Trần Phi trên mình, giống như là kinh khủng à núi vậy. Nặng nề vô cùng, đè được Trần Phi ngay tức thì có chút không thở được. Hừ, rồi sau đó liền gặp hắn buồn bực một tiếng, sắc mặt, trực tiếp là có chút không bình thường đỏ ửng liền đứng lên. Thanh Thứ ra ra, ngươi làm gì? Mau dừng tay, Thương Khôn cũng là lập tức sắc mặt đổi một cái, kinh hô thành tiếng, nói. Ta đang làm gì? Thanh Thứ sắc mặt phức tạp lẩm bẩm một tiếng, xoay người lại, nhìn một mặt thần sắc kinh biến Thương Khôn, thanh âm lộ vẻ được có chút tự trách, có chút mệt mỏi, nói. Ra ra ngươi trước khi lâm chung đem ngươi giao cho chúng ta chiếu cố, có thể, nhưng bây giờ, ngươi nhưng lại có thể thành người khác nô bộc. Tiểu Thương Khôn, ngươi nói à, cùng ta bộ xương già này chết lại, có mặt mũi nào đi gặp ra ra ngươi? Thanh Thứ lại có thể đều có chút kích động, cả người hơi quấn, nhìn về Thương Khôn, hơi có mấy phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép than thở, tức giận nói. Ban đầu, chúng ta thật không nên nghe ngươi mà nói, đem ngươi thả ra ngoài à. Ai, rồi sau đó lại gặp thật sâu sâu thở dài một cái, hối hận nói. Muốn ban đầu bọn họ không đem Thương Khôn thả ra Hắc Phong Hạp, nói không chừng, cũng sẽ không có bây giờ chuyện như vậy. Cái này không ra hồn nhãi con lại có thể là trở thành người khác nô bộc. Bực nào làm người ta đau lòng à. Mà nghe được Thanh Thứ mà nói, nhất là câu kia ra ra, Thương Khôn trên mặt vốn là có chút kích động thần sắc, lại đột nhiên vào giờ khắc này trực tiếp là trở nên có chút quỷ dị yên tĩnh đứng lên. Một tia thống khổ lặng lẽ ở hắn trong mắt chính giữa thoáng qua, đi theo liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, Thanh Thứ ra ra, thành là nô phó của chủ nhân, là ta tự nguyện. Đây là tự ta sự việc, các người liền chớ để ý đi. Tự nguyện, người có biết hay không cái này ý vị như thế nào? Cái này gọi là tự cam đọa lạc, ngươi làm như vậy, kết quả có đúng hay không nổi ngươi ra? Thanh Thứ có chút tâm trạng kích động nói. Đủ rồi, nhưng mà lần này, Thương Khôn lại có thể cũng là đột nhiên tâm trạng kích động giống lên một tiếng. Nhìn một mặt kinh dị Thanh Thứ, Thương Khôn khác thường âm trầm trong mắt, gương mặt có chút dữ tợn, gân xanh nổi lên, cả người run rẩy, tốt sau một hồi, mới gặp hắn ngẩng đầu lên, lạnh nhạt mở miệng nói. Thanh Thứ ra ra, trước không nói ta bây giờ cái này có phải hay không ở tự cam đọa lạc. Vậy ngươi cho rằng, ra ra ta hắn cũng đã chết lâu như vậy, ta nhưng vẫn không thể, là hắn trả thù,
ngươi cảm thấy đây coi là có đúng hay không nổi hắn. Ngươi, ta. Thanh thứ nghe vậy trực tiếp là trên mặt thần sắc cũng lập tức cứng lại. Tốt hồi lâu mà sau đó, mới gặp thở dài trước lắc đầu một cái, ánh mắt lóe lên nói. Đều đã nhiều năm như vậy, ngươi chẳng lẽ cũng còn không quên. Thanh thứ nhìn Thương Khôn, ánh mắt có chút phức tạp nói. Nghe vậy, Thương Khôn cả người run lên, lại lần nữa cúi đầu, không nói nữa nói. Quên, huyết hải thâm cừu, cái này làm cho hắn như thế nào quên được. Ai, thấy tình cảnh này, Thanh Thứ cũng chỉ có thể là có chút ý chí lan san thật sâu thở dài một cái. Sát theo liền gặp hắn miễn cưỡng hướng về phía Trần Phi cười một tiếng, nói Trần động chủ, ngược lại để cho ngươi chê cười. Có lỗi với à. Trần Phi nghe vậy, trực tiếp là có chút không biết nên nói cái gì. Hiển nhiên, hắn đích xác là tuyệt đối không nghĩ tới, Thương Khôn lại còn sẽ cất giấu có loại bí mật này. Ra hắn, trả thù. Trần Phi con người hơi nhanh tránh, đưa tay ở Thương Khôn trên vai vỗ một cái, nói, nếu là có cái gì muốn nói với ta, không ngại nói thẳng. Chúng ta bây giờ không cần khách khí cái gì. Thương Khôn thân thể ngay tức thì run lên, trong mắt run lên, lướt qua lau một cái kích động hào quang. Nhưng rồi sau đó, hắn giống như là nghĩ tới điều gì. Trong ánh mắt hiện ra lau một cái nhàn nhạt sợ hãi, lắc đầu một cái, miễn cười gượng nói cảm ơn, không, bất quá không cần. Hắn biết Trần Phi có lẽ thiên phú, tiềm lực rất đáng sợ, nhưng là, kẻ thù của hắn thật sự là quá mạnh mẽ. Mạnh đến coi như là hắn vậy mấy cái ra, vậy cũng không dám sinh ra chút nào ý niệm báo thù. Cho nên, vẫn là được rồi, cũng đã nhiều năm như vậy. Hắn không muốn nhìn Trần Phi là hắn chuyện, đi chịu chết. Trần Phi nghe vậy, con ngươi nhanh tránh, không nói gì thêm nữa. Hắn biết Thương Khôn đang lo lắng cái gì. Bất quá, hắn bây giờ không được, cũng không đại biểu hắn tương lai sau này cũng không được. Hắn tiềm lực theo thiên phú đến tột cùng là có bao kinh người, nhiều đáng sợ, có lẽ, cũng chỉ có hắn một người, mới có thể sâu sắc liền hiểu rõ ràng đi. Liền cái này thành U Lang, hoặc là cổ quốc ngoại vực, thậm chí còn toàn bộ Kiềm Nam cổ quốc, có lẽ... Hắn còn thật không cần kiêng kỵ, sợ ai đây chứ? Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, liền tuyệt đối có thể được. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể nói ra những lời này, Thanh Thứ ngẩn người, không khỏi thật sâu nhìn Trần Phi một cái. Sau đó, liền gặp hắn nhẹ giọng thở dài thán, giống vậy đưa tay ở Thương Khôn trên vai vỗ một cái, miễn cười gượng nói, nếu trở về, có rảnh rỗi sẽ tới nhìn chúng ta một chút đi. Người mấy cái ra, đều còn ở. Thanh Thứ ra, xin lỗi. Và chủ nhân thu xếp ổn thỏa sau đó, ta sẽ đi xem các ngươi. Thương Khôn lúc này cũng có chút tỉnh táo lại, có chút xin lỗi mở miệng nói. Lại đang gật đầu một cái. Hắn nếu nguyện ý trở về, cũng chỉ nhất định là mở ra một ít tư tưởng. Cho nên đương nhiên là sẽ đi xem hắn vậy mấy cái ra. Nhắc tới, thật đúng là đã có mấy chục năm không gặp. Đây là ở giữa, qua phải trả thật mau à. Tốt lắm. Ta đi kêu người đến tiếp đãi các người. Thanh Thứ gật đầu một cái, cuối cùng thật sâu nhìn Trần Phi một cái, liền xoay người chậm rãi rời đi. Không sau một hồi, liền thấy có vậy Hắc Phong Hạp đại yêu cường giả, rất có kích thước trước tới đón tiếp. Tuy nói Trần Phi hai người đại biểu Minh Thần Động, Tử Viêm Cung, ước chừng chỉ là một tầm thường thế lực nhỏ. Nhưng là, ở nơi này tu chân giới chính giữa, từ đầu đến cuối vẫn là quả đấm lớn nhất, thực lực phi tôn. Trần Phi có thể có cùng vậy Hắc Bạch Nhị Lão cũng đấu được ngang sức ngang tài thực lực, tự nhiên cũng là chịu nổi bọn họ loại này kích thước lễ đãi, theo nghênh đón. Chỉ chốc lát sau, liền gặp bọn họ bị nghênh nhận được vậy trung ương đất nòng cốt cửa lâu đài phía trước. Chỉ gặp vậy một mặt cửa thành to lớn, chỉ như vậy dựng đứng ở bọn họ trước mặt, trên cửa thành tràn ngập một cổ cường đại lực lượng, phiêu tán ở trong không khí, coi như là Trần Phi trận pháp này sư, cũng là con người hơi ngưng. Nhân trận tầng 8 hộ sơn đại trận, hai tròng mắt ngưng mắt nhìn vậy trên cửa thành lực lượng cường hãn, Trần Phi cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, theo bản năng nhỏ híp lại. Có chút kinh hãi, hắn có thể hơi cảm giác được, ở đó cửa thành trên, là có cất giấu một tòa cường hãn đến không cách nào hình dung đại trận, ở canh giữ trước tòa pháo đài này. Mà tòa kia ẩn giấu trận pháp trình độ cường hãn, bất ngờ, cũng là muốn so bọn họ Minh Thần Động mới xây treo trên bầu trời mất đi trận. Cũng còn lợi hại hơn phân nửa. Như vậy nhắc tới nói, cái này tự nhiên là nhân trận tầng 8 trận pháp, không thể nghi ngờ.
không nghĩ tới, cái này Hắc Phong Hạp lại còn có như vậy nội tình. Có thể dựng đứng dậy một tòa nhân trận tầng 8 hộ sơn đại trận. Hắc Phong Hạp, Thanh Vũ gặp qua Trần Phi Trần động chủ. Thương Khôn, trở về. Nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ khẽ dơ lên thanh âm truyền tới. Sau đó Trần Phi bọn họ liền thấy mấy đạo yêu quang bay vút tới, cuối cùng xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Người cầm đầu, bất ngờ là một vị khí vũ hiên ngang đầu ưng thân người đại yêu. Tài hoa xuất chúng, cả người tràn ngập cường hãn yêu khí, cuồn cuộn lưu động. Khí vũ hiên ngang đầu ưng thân người đại yêu sau khi xuất hiện, quanh thân trực tiếp là tản ra cường hãn uy áp, cho người một loại vô cùng cái cảm giác bị áp bách mãnh liệt. Hiển nhiên ít nhất đều là một vị yêu thú cấp 3 cảnh giới tầng 2 trở lên cao thủ. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là hắn danh tự này. Thanh Vũ, Thanh Thứ, cái này hai người nếu là không có quan hệ gì mà nói ra, sợ rằng cũng không ai tin. Nguyên lai là Thanh Vũ tiên sinh, thất kính, rồi sau đó liền gặp hắn theo sườn núi mà giơ tay lên nói. Ánh mắt nhưng ở Thương Khôn trên mình đi lanh quanh. Thanh Vũ thúc thúc, thật là đã lâu không gặp. Ngươi những năm này có tốt không? Quả nhiên, Thương Khôn đích xác là biết đối phương. Nghe được đối phương nói sau đó, trực tiếp là mở miệng nói. Ta dĩ nhiên là khá tốt, bất quá mấy vị bá phụ, cũng vẫn đủ nhớ ngươi. Có rảnh rỗi, vẫn là đi xem bọn họ một chút đi. Thanh Vũ khẽ mỉm cười một cái này lại nhìn về Trần Phi thái độ vô cùng là khách khí, ôn hòa cười nói, Trần động chủ khách quý ở xa tới. Xin đến chúng ta Hắc Phong Hạp lâu đài chính giữa đặt chân nghỉ ngơi một chút đi. Toàn bằng an bài, Trần Phi gật đầu một cái, mở miệng cười nói. Tốt lắm, mời Trần động chủ theo ta tới. Ta mang các người đi thiên viện. Thanh Vũ cười một tiếng, trực tiếp là xoay người, chuẩn bị đem Trần Phi hai người hướng về cửa lâu đài bên trong hướng dẫn. Bất quá, ngay tại hắn những lời này sau khi nói ra, ở bọn họ bên người chung quanh, vô luận là các phe khách tới. Hoặc giả là vậy Hắc Phong Hạp môn nhân, đều là nhận không dừng được hơi ánh mắt lấy làm kinh hãi. Thần sắc chấn động. Bởi vì cái này Thanh Vũ trong miệng thiên viện, vậy cũng phải cần, bị đồng ý, thế lực cao cấp phái người tới, mới có tư cách được an bài vào ở trong đó. Toàn bộ Hắc Phong Hạp bên trong lâu đài cao cấp nhất quy mô, tầng cao nhất tân khách sân. Mà bây giờ, Trần Phi bọn họ cũng chỉ có hai người, nhưng lại có thể. Bất quá sau đó mọi người suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng cảm giác không như vậy ngoài ý muốn. Dẫu sao trước Trần Phi chỉ muốn sức một mình, liền đem vậy Nhan Chân phái người đến rơi mặt mũi vô tồn. Càng cùng vậy Hắc Bạch nhị lão, cũng đấu được kỳ cổ tương đương. Như vậy thực lực, vô luận bối cảnh, dù sao cũng là đủ tư cách vào ở đến ngày đó viện trong. Nghĩ đến đây, trên mặt mọi người diễn cảm ngượng ngùng, rồi sau đó cũng là thu hồi chấn động ánh mắt. Sau đó Trần Phi, Thương Khôn hai người đã là theo Thanh Vũ, tiến vào Hắc Phong Hạp cửa lâu đài bên trong. Bị dẫn hướng liền một nơi khỏe mạnh, nguy nga lãnh địa chính giữa. Chỉ gặp nơi đó đình viện thành đoàn, cổ sắc thơm ngát, linh khí sung túc, phủ đầy ở trong không khí, trực tiếp là đều có chút hóa không mở. Vậy dọc đường hai bên đường còn mới trồng các loại linh thảo, kỳ hoa, làm người ta trước mắt sáng lên. Trần động chủ, chính là nơi này. Ngươi xem hoàn cảnh này. Các người có hài lòng không? Ngừng ở vậy đình viện thành đoàn nơi nào đó cổ thơm tiểu bỏ trước, Thanh Vũ quay đầu lại, cười nói. Dĩ nhiên là hài lòng, Trần Phi nghe vậy gật đầu cười. Thanh Vũ thúc thúc, làm phiền, Thương Khôn vậy là theo chân cảm kích nói, ánh mắt phức tạp. Hắn rời đi cái này Hắc Phong Hạp ít nhất đã mấy chục năm, nhưng lần này trở về, nhưng không có cảm giác được xa lạ, hoặc là đã đóng băng nhân tế quan hệ. Nói thật. Đây đúng là rất đáng quý, làm trong lòng của hắn có chút cảm động. Theo ta còn muốn nói cảm ơn sao? Đây nếu là để cho Thanh Thứ thúc thúc nghe gặp, lại được mắng ta, ha ha. Thanh Vũ lắc đầu cười một tiếng, lại nói sau nói, đi thôi, ta mang các người đi vào. Rồi sau đó, liền gặp bọn họ đoàn người mua vào vậy đình viện chính giữa, đợi được chỗ không có người, Thanh Vũ mới chợt giống như là lơ đãng vậy ở Trần Phi bên người bên tai chuyển qua. Miệng động mấy cái, sát theo liền gặp Trần Phi sắc mặt hơi ngẩn ra đứng lên. Sau đó, vẻ bất đắc dĩ cười khổ, liền từ hắn trên mặt chợt lóe lên. Thương Khôn, Trần Phi há miệng một cái. Ừ, Thương Khôn dừng bước lại, diễn cảm có chút ngẩn ra, chủ nhân, có gì phân phó sao? Nghe vậy nhất thời Thanh Vũ trong con ngươi liền lóe lên một tia tinh mang, nhưng lại không lên tiếng.
ngươi trước tránh một chút, ta và Thanh Vũ tiên sinh đơn độc trò chuyện một chút. Trần Phi sát theo liền không mặn không lạt mở miệng nói. Nghe vậy Thương Khôn trên mặt thần sắc nhất thời đổi một cái, nhìn về Thanh Vũ, không nhịn được nói, Thanh Vũ thúc thúc, ta. Để cho ta theo Trần Động chủ đơn độc trò chuyện một chút đi. Ngươi yên tâm, cũng chỉ là rất đơn thuần trò chuyện một chút, ngươi chạy ra ngoài lâu như vậy, ta cũng muốn biết rõ ràng ngươi những năm gần đây tình trạng à. Thanh Vũ mỉm cười nói. Trần Động chủ, đi thôi, chúng ta đến bên kia đi. Ở trong đó thật giống như sẽ u tĩnh một ít, vừa nói. Thanh Vũ liền bước chân một bước, đem Trần Phi hướng vậy sân chỗ sâu hướng dẫn. Không phải, ta, Thương Khôn hơi biến sắc mặt, giống như là còn muốn nói điều gì. Nhưng sát theo, một cái tay nhưng ở bả vai hắn lên vỗ nhẹ nhẹ một cái. Trần Phi cười nói, ta đi một lát sẽ trở lại tới. Dứt lời, liền gặp hắn đi theo Thanh Vũ bước chân, bước vào đình viện chỗ sâu. Thương Khôn nghe vậy thấy vậy, nâng lên tay, muốn nói lại thôi thật lâu. Cuối cùng mới là bất đắc dĩ lắc đầu khẽ thở dài một tiếng, buông tha ngăn trở. Hắn hồi nào không biết Thanh Vũ muốn cùng Trần Phi, đơn độc trò chuyện một chút, dụng ý. Chẳng qua là hắn nhưng không có biện pháp ngăn cản à. Mặt khác mà, Thanh Vũ, Trần Phi hai người một trước một sau bước vào đến sân chỗ sâu sau. Trong không khí nhiệt độ đều giống như là dần dần đổi được băng lạnh xuống, yêu khí thấm vào. Lại đi nữa một hồi, Thanh Vũ cuối cùng là chậm rãi dừng bước. Đột nhiên xoay người, ánh mắt đã là trở nên có chút nổi nóng dị thường nhìn chằm chằm Trần Phi, nói Trần Động Chủ, người thật đúng là lớn gan tự tìm cái chết à, lại dám đem Thương Khôn cũng thu là nô bộc. Người có biết hay không, hắn ở chúng ta Hắc Phong Hạp, là thân phận gì? Thân phận gì? Trần Phi nhìn vậy mặt đầy tức giận Thanh Vũ, khẽ mỉm cười một cái, thân sắc bình tĩnh, nói, ở chỗ này trước, ta đích xác là không biết, Thương Khôn lại còn cất giấu có như vậy bí mật. Cùng các người Hắc Phong Hạp cũng còn có cái gì sâu xa. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu. Hắn nhàn nhạt nói. Cái này cũng không trọng yếu. Thanh Vũ ánh mắt xét một cái, nhìn Trần Phi hai tròng mắt có chút phiền muộn nói, người biết không? Chỉ cần Thương Khôn nguyện ý, bây giờ chúng ta Hắc Phong Hạp liền sẽ xuất thủ đối phó ngươi. Chỉ muốn ngươi chết, Thương Khôn vậy liền có thể khôi phục thân tự do. Thứ nhất, Trần Phi đưa ra một ngón tay. Chậm rãi mở miệng nói, ta thừa nhận, các người Hắc Phong Hạp đúng là thực lực rất mạnh, rất lợi hại. Nhưng là, nếu như các người muốn đối phó ta, sợ rằng, chắc không như vậy dễ dàng. Thứ hai, Trần Phi lại đưa ra một ngón tay, thản nhiên nói, Thành là ta nô bộc, là Thương Khôn tự nguyện lựa chọn. Cho nên các người nếu là cho rằng đây là ta cưỡng bách hắn, hoàn toàn có thể đi hỏi thăm một chút chính hắn ý kiến. Chỉ cần hắn không muốn. Ta lập tức có thể còn hắn tự do. Bất quá, có lẽ hắn cũng không muốn làm như vậy. Ngươi nói sao? Trần Phi lại đang nhàn nhạt cười một tiếng, nói. Ngươi, Thanh Vũ chau mày, hiển nhiên là cảm thấy lúc này Trần Phi quá mức cuồng ngông. Bất quá, hắn nhưng cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, Trần Phi có mấy lời là nói không sai. Nếu như Thương Khôn thật sự là bị cưỡng bách nói, hắn bây giờ hẳn là trực tiếp cũng không thấy được đối phương. Bởi vì thúc thúc hắn Thanh Thứ sẽ trực tiếp đem giết chết, còn Thương Khôn tự do, nhưng mà, thúc thúc hắn Thanh Thứ lại không có làm như vậy, vậy chỉ có thể là. Nghĩ đến đây, Thanh Vũ cũng chỉ có thể là khẽ thở dài một tiếng, thu hồi khí thế, nhìn Trần Phi, có chút ánh mắt phức tạp nói, có thể nói cho ta, Thương Khôn tại sao phải lựa chọn Thành là đầy tớ của ngươi sao? Tại sao? Trần Phi dừng một chút, khóe miệng bỗng ngoác ngoác, nói thật ra thì ta cũng không biết, nhưng có lẽ... Là bởi vì là hắn ở trên người ta có thể thấy được hy vọng đi. Hy vọng, Thanh Vũ đầu tiên là sững sốt một chút, rồi sau đó nhất thời ngay tức thì rụt một cái. Lau một cái ngưng trọng lạnh lùng vẻ hiện lên. Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi lấy là, ngươi là ai? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói cái gì? Ngươi lấy là, ngươi là ai? Ta có biết hay không ta đang nói cái gì? Trần Phi nhìn trước mắt trên gương mặt kia tràn đầy dị thường nổi nóng theo lạnh nhạt Thanh Vũ, con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói, đúng vậy, trước ta đích xác là không biết, bất quá, bây giờ ta hoặc giả là không tự lượng sức, có chút đoán được một ít. Thương Khôn hắn còn có vị gia gia sao? Gia gia hắn là chết như thế nào, có thể nói cho ta sao? Trần Phi ánh mắt bình tĩnh, nhìn đối phương ánh mắt đột ngột lộ vẻ được có chút lạnh lùng, nói. Thương Khôn gia gia hắn.
Thanh Vũ nghe vậy chợt mặt liền biến sắc, thái độ lại trực tiếp là không khách khí, lạnh nhạt nói cái này không liên hệ gì tới ngươi. Không nên hỏi, liền đừng hỏi. Không nên hỏi, ngươi có thể nói cho ta cái gì gọi là không nên hỏi sao? Trần Phi như cũ sắc mặt bình thản cười một tiếng, nhìn vậy khác thường Thanh Vũ, bình tĩnh nói, ta nếu là đoán không lầm, là Thanh Thứ Đại Nhân để cho ngươi tới tiếp đãi chúng ta chứ. Bất quá, ngươi có hay không suy nghĩ một chút, hắn tại sao phải cố ý để cho ngươi tới? Cũng chỉ là muốn cho chúng ta như thế không liên quan đau ngứa, không vui làm ồn ào. Thanh Vũ nghe vậy không nói, ánh mắt nhưng là có chút lóe lên theo kinh dị. Bởi vì đúng là như vậy. Nếu không phải có cái gì nội liễm ẩn núp dùng ý, Thanh Thứ Thúc Thúc quả thật không cần phải chỉ danh điểm họ để cho hắn đích thân tới. Hừ, coi như là như vậy, vậy thì như thế nào? Nhưng sau đó, Thanh Vũ vẫn là hừ lạnh một tiếng, không mặn không lạt nhìn Trần Phi, lạnh lùng nói, đến 10 năm trước, chúng ta Hắc Phong Hạp cộng có 6 đại kiện tướng, mà không phải là bây giờ năm lớn. Hơn nữa vị kia vẫn là lúc đó 6 đại kiện tướng đứng đầu, Thương Khôn, chính là hắn cháu trai. Cho nên ngươi bây giờ hẳn biết, Thương Khôn ở chúng ta Hắc Phong Hạp, là địa vị gì. Nghe vậy, Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó trực tiếp là trầm mặc. Hiển nhiên, coi như là có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng hắn nhưng vẫn là không có nghĩ đến, cảm giác được bất ngờ. Thương Khôn ra ra, lại là năm đó Hắc Phong Hạp 6 đại kiện tướng đứng đầu. Hơn nữa như vậy cường giả, năm đó kết quả là chết như thế nào? Liên Hắc Phong Hạp cũng không dám cho hắn trả thù. Mà ở thấy Trần Phi yên lặng, Thanh Vũ hơi dừng lại một chút, đi theo vậy vẫn là đột nhiên bất đắc dĩ thở dài một cái, chậm rãi nói, ta như thế nói, cũng không phải đơn thuần vì hù dọa ngươi cái gì. Mà là, vậy cựu nhân thật sự là quá mạnh mẽ, quá đáng sợ. Ngươi có biết ta Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh, đi theo liền gặp có như vậy mở miệng hỏi. Dĩ nhiên biết, Trần Phi gật đầu một cái. Nói, nghe nói Phách Thiên Đại Nhân có, Phách Thiên Vượn Ma, huyết mạch, dị bẩm thiên phú, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, coi như là tầm thường, trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, cũng không gặp phải là địch thủ của hắn. Không sai, Phách Thiên Đại Nhân đích xác là thiên tạo kỳ tài, dị bẩm thiên phú, hơn nữa hắn còn không có bất kỳ thiên tài phải có kiêu táo khí. Những năm gần đây, hắn cơ hồ là đạp vẫy thiên hạc yêu tộc thành viên thi thể. Từng bước một từ bên kia duyên chiến trường chính giữa quật khởi lên. Hắn hôm nay, coi như là ở thành U Lang cái loại địa phương đó, đều là có vô cùng là hiển hách danh vọng. Nói đến đây, Thanh Vũ dừng một chút, lại đang ánh mắt hơi có vẻ kích động, nói, Phách Thiên Đại Nhân như vậy tính tình, cùng với thiên phú, tương lai thành tựu tất nhiên sẽ là không thể giới hạn, không cách nào tưởng tượng. Thậm chí muốn thành là chúng ta cái này thành U Lang hạt hạ bên trong chóp đỉnh, đều không phải là vọng tưởng. Nhưng mà, nói đến đây, Thanh Vũ trên mặt thần sắc lại đột nhiên lập tức ảm đạm xuống, nhìn chằm chằm Trần Phi, chậm rãi nói, có thể coi là như vậy, Phách Thiên Đại Nhân vậy vẫn là không có là Thương Khôn ra ra trả thù. Trần Phi khẽ nhíu chân mày, yên lặng hồi lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn thẳng đối phương, chậm rãi nói, Thanh Vũ tiên sinh, ngươi nói lời này, là dự định để cho ta biết khó mà lui. Không phải biết khó mà lui. Hơn nữa. Ta nói cũng vẫn chưa nói hết. Thanh Vũ lắc đầu một cái, trên mặt hiện ra lau một cái chết lặng, thản nhiên nói, ngươi biết không? Thật ra thì chuyện này, thúc thúc ta chắc chưa từng nghĩ ta sẽ nói cho ngươi, nhưng là, ta bây giờ vẫn là muốn nói thẳng ra. Đến 10 năm trước, chúng ta Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh, cũng không phải là Phách Thiên Đại Nhân, mà là một vị khác, Phách Thiên Đại Nhân thúc phụ. Thanh Vũ chậm rãi nói. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi lập tức ngưng ngưng. Con mắt lóe lên. Nói như vậy mặc dù đối với Lôi Ngư Bá Bá có chút không tôn kính, nhưng trên thực tế, Lôi Ngư Bá Bá, cũng chính là Thương Khôn Gia Gia, hắn năm đó cũng chỉ là nhân tiện mất mạng. Thanh Vũ lại chậm rãi nói. Nhân tiện mất mạng, Trần Phi lại lần nữa ngẩn ra. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Không sai, Thanh Vũ gật đầu một cái, sắc mặt hiện ra vẻ mất tự nhiên, nói Tây Bắc 17 ngoài vạn dặm. Thành Khuê Kinh Tử Ma Tôn giả. Ta muốn người có lẽ có nghe nói qua, vậy có thể không biết, nhưng, tôn giả cái này hai chữ, ta muốn người hẳn rõ ràng vậy đại biểu cái gì chứ? Dẫu sao đây chính là tu chân giới chính giữa, đại biểu cao nhất vinh dự hai chữ. Nghe vậy, Trần Phi vậy con người cuối cùng là hơi rụt một cái, tự lẩm bẩm, chỉ có nguyên đan chân quân cảnh trở lên tồn tại, mới có tư cách danh hiệu tôn giả,
Chẳng lẽ? Không sai, đếm 10 năm trước, ta thành U Lang thành chủ Đoạn Hằng Hà, 700 tuổi tiệc mừng thọ, mời thiên hạ. Lúc ấy ta Hắc Phong Hạp đời trước đại thủ lãnh, cùng với Thương Khôn gia gia hắn, còn có Vậy Thành Khuê Kinh Tử Ma Tôn giả, đều có đến sân chúc mừng. Nói đến đây, Thành Vũ chậm rãi một lần, lúc này mới mặt đầy chết lặng lắc đầu nói, có thể sau đó, ở yến hội sau khi kết thúc, bởi vì một lần bất ngờ đụng, nhắc tới cũng không phải là cái gì nghiêm trọng sự việc, có thể Vậy Tử Ma Tôn giả, vẫn là tàn nhẫn, lạnh lùng hạ hạ liền sát thủ, đem lúc ấy chúng ta Hắc Phong Hạp phái đi thành U Lang đội ngũ, toàn giết đi, không còn một mống. Lúc ấy, lão thủ lãnh là chủ yếu, những người khác, đều là bổ sung thêm. Nghe được cái này, Trần Phi trực tiếp là thật sâu trầm mặc. Con người hơi co lại. Hiển nhiên, coi như là hắn có chút chuẩn bị tâm tư, nhưng mà, hắn vẫn còn là tuyệt đối không nghĩ tới, sát hại Thương Khôn gia gia người, lại có thể sẽ là một tôn mắt nhìn xuống chúng sanh nguyên đan chân quân cảnh tồn tại. Cái tầng thứ kia, đối với bây giờ hắn, quá mức xa xôi. Bây giờ, người biết lợi hại, Thanh Vũ vọng gặp Trần Phi trên mặt chấn động, có chút giễu cợt vậy nhàn nhạt nói. Nếu không phải là cửu nhân đúng là quá mức khủng bố, bọn họ Hắc Phong Hạp, há lại sẽ để mặc cho trước huyết hải thâm cửu này bỏ chi không để ý tới. Cắm đầu buông tha. Nói cho cùng, vậy vẫn là bọn họ Hắc Phong Hạp thực lực không đủ. Cho nên thật sự là lực bất tòng tâm à. Đúng là biết lợi hại. Nhưng vào lúc này, Trần Phi bỗng hơi híp mắt, cười lên, nụ cười giống như là nhiều xảy ra điều gì, chuyện thú vị. Không chút nào bất kỳ cầm cái gọi là cậy mạnh. Thanh Vũ tiên sinh, như thế nói, có lẽ ngươi sẽ cho rằng ta cuồng ngông rốt nát, hoặc là không biết trời cao đất rộng, bất quá, nếu ngươi có thể nói cho ta chuyện này, hết sức cảm ơn. Hơn nữa ta còn muốn nói. Trần Phi nhìn lướt qua đối phương vậy dần dần tung lên kinh động gương mặt, bình tĩnh cười lên. Cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, là có ác liệt thần thái tóe ra. Tương lai nếu là có cơ hội, ta đây muốn đi thành Khuê Kinh, sẽ một hồi vậy. Tử Ma Tôn giả. Truyền thuyết kia trong nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đúng là có tư cách mắt nhìn xuống chúng sanh, cao cao tại thượng bá chủ. Bất quá, coi như là như vậy, chỉ cần là đang cho hắn một đoạn thời gian, đến lúc đó, bất kể là cái gì thành Khuê Kinh, cái gì Tử Ma Tôn giả, vẫn là cái gì nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, hắn đều đưa không sợ hãi. Ngươi, mưa gió cuốn lên, nhưng vẫn là không cách nào thổi đi Thanh Vũ trên mặt diễu cợt theo động lại thần sắc. Sẽ một hồi vậy thành Khuê Kinh Tử Ma Tôn giả. Trước không nói, cái này ở hắn xem ra đến tột cùng là ngu xuẩn dường nào, biết bao ngây thơ, biết bao không thiết thực xa xỉ niệm tưởng. Liền nói vậy hoành như ngân hà thực lực sai biệt. Nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, thằng nhóc này, hắn đến tột cùng là có biết hay không, vậy chờ mắt nhìn xuống thiên hạ tồn tại, đến tột cùng là cường hãn đến loại nào khái niệm. Hừ, nghĩ đến đây, Thanh Vũ không nhịn được lại lần nữa hừ lạnh một tiếng, chau mày cùng sắc mặt lạnh nhạt chăm chú nhìn Trần Phi, nhưng người sau cặp mắt kia, vậy trong tròng mắt bình thản, cùng với hơi đỏ thắm, lại nhưng là làm hắn không nhịn được tim theo bản năng run rẩy. Loại cảm giác này, đối phương hiện vào lúc này cho hắn tư thái khí thế, tựa hồ là nghiêm túc. Cũng không phải là cái loại đó mù quáng cái gọi là không biết trời cao đất rộng, không biết tự lượng sức mình. Mà là một loại bên ngoài thả vào làm hắn cũng có thể cảm giác đến thái độ kiên định, và tự tin. CMN, người điên. Nhất thời, Thanh Vũ không nhịn được hung hăng cau mày mắng nhỏ một tiếng. Nhìn sắc mặt bình tĩnh Trần Phi. Ta nói cho ngươi, vô luận ngươi cái này sức, hoặc là tự tin, đến tột cùng là từ đâu ra. Nhưng là, Tử Ma Tôn giả cái loại đó mắt nhìn xuống thiên hạ siêu cấp tồn tại, đã tuyệt không phải chúng ta loại này con kiến hôi. Có thể không biết tự lượng sức mình với cao. Cho nên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi chết chưa quan hệ, nhưng nếu là liên lụy đến chúng ta, liên lụy đến Thương Khôn, ta sẽ để cho ngươi trả giá thật lớn. Hối hận. Thanh Vũ ánh mắt có chút dữ tợn nhìn Trần Phi, nói. Nghe vậy, Trần Phi không thể đưa hay không hơi bĩu môi, nhàn nhạt nói cái này cũng không nhọc đến Thanh Vũ tiên sinh ngươi phí tâm. Bất quá, ngươi nếu có thể sống đến ngày đó. Có lẽ, ngươi sẽ thay đổi ngày hôm nay đối với ta cái nhìn. Thay đổi, ta bây giờ cảm thấy vậy căn bản cũng không có thể. Cuồng ngông người tự đại, hừ. Thanh Vũ ra mặt co quắp, vậy lười được nói nhảm nữa đi xuống, giận như vậy phất tay áo rời đi. Tuy nói bọn họ yêu tộc là nổi danh sinh mạng du dài, chính là cùng cấp loài người cường giả ba tới năm lần.
có thể muốn cho hắn đến khi Trần Phi có tư cách cùng Tử Ma Tôn giả kéo cổ tay ngày hôm đó, ha ha, hắn thật giống như nhưng là không sống đến ngày đó à. Cuồng ngông người tự đại, hừ. Trần Phi nhìn Thanh Vũ rời đi hình bóng, hơi cảm thấy nín thở cũng muốn hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó bàn tay kia cũng có chút không kềm hãm được chặt nắm lại. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn là đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, cảm giác không cần phải đi làm những thứ này ý khí tranh. Dẫu sao nghiêm ngặt nhắc tới, đối phương vậy không sai. Nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, đối với bọn hắn bây giờ mà nói, đích xác là có chút quá xa xôi. Quá cao không thể leo tới. Cho nên đối với phương không coi trọng mình, thậm chí có lẽ dứt khoát là cho rằng hắn ở trên không miệng răng trắng, nói mạnh miệng, cái này cũng là bình thường. Hết thảy tất cả, cũng vẫn là phải thành lập ở sự thật trên căn bản, mới sẽ cho người hơn nữa tin phục à. Nhưng vào lúc này, hoặc giả là thấy Thanh Vũ đã rời đi. Thương Khôn sắc mặt phức tạp đi vào, nhìn Trần Phi, không nhịn được hỏi, chủ nhân, có thể nói cho ta, các người đã nói những gì sao? Ngươi muốn biết, Trần Phi liếc hắn một cái. Thương Khôn không lên tiếng, nhưng là gật đầu một cái. Diễn cảm lộ vẻ được hết sức ngưng túc, cùng trịnh trọng. Nếu là thật và hắn trong nội tâm nghĩ như nhau, Thanh Vũ thúc thúc và Trần Phi nói những chuyện kia, như vậy, thật ra thì trong lòng của hắn cũng có chút một nắm mong đợi, cùng kịch liệt thống khổ dẫy dụa. Dẫy dụa là, vậy cửu nhân thật sự là quá kinh khủng. Mắt nhìn xuống thiên hạ, làm hắn, thậm chí là liền Hắc Phong Hạp cũng sinh không dậy nổi chút nào báo thù ý niệm. Mà mong đợi, chính là bởi vì những năm gần đây, Trần Phi dành cho hắn rung động và giật mình quá nhiều. Cho nên, có lẽ thật nếu là có như vậy một chút khả năng. Thương Khôn trong lòng giống như là có hai luồng to lớn mây đen đang đối với đụng, một lát sau, tính táo lại hắn, nhưng trực tiếp là lắc đầu cười một tiếng, diễn cảm có chút ảm đạm. Cái này có chút thời điểm à, hy vọng vẫn là tốt, nhưng có chút quá không thiết thực. Dạng cường hãn tồn tại, hắn coi như ước chừng chỉ là có chút không nên có nghiêng ý niệm, vậy, cũng đều có thể tính là không tự lượng sức xúc phạm chứ. Thật là không biết trời cao đất rộng à. Làm sao? Sợ ta cùng ngươi vậy chú đánh, yên tâm đi, ta không như vậy xung động, ta xem hắn vậy không như vậy xung động. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, nói. Gặp Trần Phi như vậy nhìn bên trái nói hắn, Thương Khôn ánh mắt nhanh tránh, đột nhiên có chút xin lỗi hướng Trần Phi cúi đầu một cái, nói, xin lỗi. Thương Khôn đột nhiên tới như thế một chút, Trần Phi dĩ nhiên là ngây ngẩn. Chỉ chốc lát sau, mới gặp hắn bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đưa tay ở Thương Khôn vỗ vỗ lên bả vai, nói chuyện ngươi, ta đại khái hiểu được một ít, bất quá, bây giờ ta còn không có biện pháp cho ngươi làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như cam kết. Không phải, chủ nhân ta không phải ý này. Ngài hiểu lầm, nghe vậy Thương Khôn mặt liền biến sắc, vội vàng nói. Có thể Trần Phi nhưng trực tiếp khoát tay một cái, đem hắn tiếng nói cắt đứt. Cười nói, mặc dù ta bây giờ không có biện pháp cho ngươi làm xảy ra cái gì dáng dấp giống như cam kết. Nhưng lúc này buông tay vậy, khắc khổ cố gắng, vậy nói không chừng tương lai khi đó, sẽ là cái gì tình trạng. Hơn nữa, nghiêm ngặt nhắc tới, đây cũng là chính ngươi nhiệm vụ, cho nên phải là ngươi có thể mình đi là ra ngươi trả thù, như vậy có lẽ mới càng có ý nghĩa chứ. Ngươi nói sao? Trần Phi hé mắt, cười nói. Ta, nghe vậy Thương Khôn sắc mặt chợt biến đổi, sắc mặt có chút cứng ngắc, môi run rẩy, nói ta sao? Vậy làm sao có thể? Tại sao không thể nào? Ngươi cũng đừng quên, ta nhưng mà một vị luyện đan sư. Trần Phi hỏi ngược lại hắn một câu, lên tiếng trực tiếp là bật cười, nói, bất kỳ muốn cùng luyện đan sư là địch người, đều là ngu xuẩn. Những lời này mặc dù không quá chuẩn bị, nhưng là, ngươi có thể không nên coi thường một vị năng lực của luyện đan sư, biết không? Thương Khôn nghe vậy trầm mặc một lúc lâu, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Trần Phi cặp kia bình thản mà lại mang kiên định cặp mắt. Lúc này mới hốc mắt chấn động một cái, lau một cái kích động tinh mang vẻ trực tiếp là hiện lên. Ta hiểu ý, chủ nhân, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Thương Khôn giống như là sinh ra kiên định dũng khí, cho người cảm giác khí chất cũng ngay tức thì có chút bất đồng. Bên trong thân thể một cổ thần bí nước lũ xuất hiện, hắn cả người, trực tiếp là hiện ra chút nhàn nhạt sấm sét. Giống như lao nhanh ngân xà. Đây là, Trần Phi hơi sững sờ. Con ngươi nhưng đi theo thật giống như có kỳ dị gì tinh mang thoáng qua. Ta cũng không biết đây là cái gì, nhưng từ ta đột phá thành là yêu thú cấp 3 sau đó, loại chuyện này,
liền thỉnh thoảng thường xuyên sẽ xuất hiện. Hơn nữa chính ta còn không cách nào khống chế. Thương Khôn cũng là xa lạ lắc đầu một cái, nói. Phải không? Trần Phi lẩm bẩm một tiếng, không nói nữa, trong ánh mắt kia suy tư vẻ nhưng đang nhanh chóng xoay tròn. Cái này đích xác là có chút cổ quái. Cái này thật giống như là huyết mạch thức tỉnh. Trong thức hải truyền đến một đạo không xác định Trần Trở Thanh, nhưng là vậy Trần Kinh không nhíu mày, nói. Loại chuyện này hắn vậy không gặp qua, nhưng thật giống như, có nghe nói qua. Huyết mạch thức tỉnh, Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, sau trực tiếp là giơ tay lên cho mình óc hạ một chút. Lau một cái tinh mang rồi sau đó liền từ hắn trong đôi mắt lướt ra ngoài. Đúng vậy, ta làm sao đưa cái này quên mất. Có thể đem dị tượng như thế đều như vậy đồng bộ đến thân thể ra, cái này không rõ ràng, chính là huyết mạch trong có vấn đề sao. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn ngược lại cũng không cảm giác có cái gì kỳ quái. Bởi vì Thương Khôn ra ra hắn năm đó như vậy lợi hại, cho nên có thể ở trong huyết mạch lưu lại chút gì, vậy chẳng có gì lạ. Dẫu sao quang từ huyết mạch truyền thừa về điểm này mặt xem ra, yêu tộc nhưng mà so loài người muốn dễ dàng hơn. Vậy bây giờ, ít nhất là trăm lần chênh lệch. Chủ nhân, ngài đây là... Thương Khôn sắc mặt kinh ngạc nhìn một màn này, có chút không rõ cho nên. Không có sao, Trần Phi lắc đầu một cái, con người chớp mắt, cười nói, được rồi, đi đường vất vả lâu như vậy, trước nghỉ ngơi đi. Tuy nói máu này mạch thức tỉnh là chuyện tốt mà, không phải nhìn dáng dấp, hắn không hề dự định nói cho Thương Khôn. Một là bởi vì là bây giờ thời điểm còn sớm, thời cơ chưa tới. Thứ hai là, thuận theo tự nhiên hẳn sẽ so giúp ra miêu giúp giải tốt hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, vậy Hắc Phong Hạp chỗ sâu cũng đang phát sinh như vậy một màn. Trong không khí tràn ngập đọng lại bầu không khí. Ngày hôm nay trước hết nhiều như vậy, mọi người xem ở năm mới phân thượng, sẽ để cho bong bóng mấy ngày nay len lén lười thôi. Trước thời hạn chúc mọi người mới xuân vui vẻ, hạp nhà hạnh phúc, tài nguyên rộng vào. Trọng yếu nhất chính là thế gian cũng lại không có độc thân chó, hì hì. Thật xin lỗi, ta chạy trước, đi tiểu ngủ một hồi. Nha, đúng rồi, ngoài ra lại đề cử một bản tốt huyền huyễn sách Bắc Thần Thần Chủ. Mọi người có hứng thú có thể đi xem, tạm biệt. Chỉ gặp ở đó Hắc Phong Hạp chỗ sâu, đó là một phương hôn mê yêu khí tràn ngập bên trong không gian, mấy chục mét cao khủng bố hài cốt tầng thứ không đủ lần lượt thay nhau cửa hàng trước, lạnh như băng đen nhánh, lóe lên làm người sợ hãi u quang. Một mấy thước cao ngai vàng sừng sững hắn ở giữa, đưa lưng về phía trước, một đạo khổng lồ bóng người đen nhánh đóng chặt đôi mắt, ngồi ở ngai vàng, cả người tản ra nhàn nhạt kinh khủng yêu khí. Hiển nhiên, đây tuyệt đối là ký hiệu thân phận hiển hách chí cao chủ vị. Mà ở nơi này chủ vị phía dưới, thì đều là còn ngồi những thứ khác một ít bóng người. Những thân ảnh kia phân ngồi ở đen nhánh thân ảnh khổng lồ thủ hạ hai bên trái phải, không vượt qua 7 cái vị trí, thậm chí còn có rảnh, 5 người đang ngồi. Lúc này những người đó đều bị bóng tối ánh sáng bao phủ trước, che đậy dung mạo, không thấy rõ, nhưng bọn họ cơ hồ mỗi một trên người, vẫn còn là lưu chuyển cực kỳ đáng sợ chập chờn. Cùng yêu khí, làm người bất kỳ cũng không dám khinh thị bọn họ. Những người này thân phận và thực lực, đích xác là không bình thường. Bởi vì cái này mờ tối, bóng tối ánh sáng che phủ dưới không tới 7 người, bất ngờ là Hắc Phong Hạp cao cấp nhất quyền lực cùng sức chiến đấu giai tầng 2 đại hộ pháp. Cùng với, 5 đại kiện tướng. 2 đại hộ pháp, 5 đại kiện tướng, tượng trưng cho toàn bộ Hắc Phong Hạp cường hãn nhất vậy 7 người. Trừ đại thủ lãnh Phách Thiên gia. Mà bây giờ, chỉ có 2 người bởi vì đặc biệt chuyện trọng yếu, chưa tới hiện trường ra, còn lại 5 người, lại có thể toàn đều tới đông đủ. Đây nếu là để cho cửa phía dưới người, thành viên biết, nhất định sẽ dọa cho giật mình. Cái này 5 người, không một cái là thân phận đơn giản. Nếu không phải cực độ chuyện trọng yếu, như thế nào giống như bây giờ, toàn đều tụ ở một chỗ. Hơn nữa hiện vào lúc này, liền bọn họ 5 người đều là ngồi ngay ngắn ở đó khổng lồ chủ vị dưới. Cái này há chẳng phải là nói. Thân cư ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ thân phận, chiêu chi nhược yết. Ông! Nhưng vào lúc này, bên trong không gian có một đạo thần bí ông minh tiếng vang lên, đi theo liền thấy vậy trong 5 người một vị trong đó lại chậm rãi đứng dậy, hướng vậy ngai vàng giơ tay lên chắp tay một cái, đục ngầu, con ngươi già nua ẩn hiện khác thường cười nhạt. Đại thủ lãnh, là Vân Như Nguyệt tiểu thư còn có Hoàng Tiên sinh đến. Người kia cười nói. Con người già nua lạnh lùng chuyển động. Hừ,
Một tiếng hừ lạnh thanh trực tiếp là vang lên, hào hùng yêu khí dâng lên, tựa như là hắc phụ, mà ở đó trong hắc phụ, lại trực tiếp là có tương tự với dao mãng một loại dài tiếng rên xuất hiện. Chỉ gặp vậy trong hắc phụ lăn lộn từng cái màu xám cho yêu khí chăn lớn bóng người, đem một vị người mặc vào trường bào màu xanh mặt mũi lạnh lùng ông già bảo vệ ở trong, hiển hiện ra vô cùng là kinh người thực lực cường hãn. Nhìn chằm chằm đại điện lối vào phương hướng, hắn lạnh lùng mở miệng nói, những người này, lại còn thật dám tới đây. Nói những lời này thời điểm, hắn lời nói thanh chính giữa bất ngờ mang theo một ít thấu xương ý định giết người. Trong đại điện, nhất thời lộ vẻ được yên lặng không nói. Một lát sau, mới gặp vậy nhất đầu tiên đứng dậy ông già nhẹ giọng cười một tiếng, nhìn chằm chằm trường bào màu xanh ông già, nhàn nhạt nói quân xà, phản ứng lớn như vậy làm gì. Nhưng chớ đem chúng ta tôn quý quý khách, đã quấy dày. Hắn cái này lời mặc dù nói rất bình thản, nhưng lại cho người một loại trong lòng phát cảm giác lạnh. Giống như là dấu lý tử dặm đao. Làm trường bào màu xanh ông già sắc mặt hơi đổi một cái, nhìn đối phương, ánh mắt lăng liệt. Vèo, vèo. Nhưng mà ngay tại lúc này, có hai đạo thân ảnh không đạt được cho phép, lại là trực tiếp lăng không chung bước chân vào trong đại điện. Hai đạo thân ảnh kia một người già một trẻ. Thiếu, là một cô gái, quốc sắc thiên hương, dáng người thướt tha, cho dù ai nhìn cũng sẽ là không nhịn được khen ngợi một tiếng, nhưng duy chỉ có không tốt, chính là trên người nàng cái loại đó khí chất, thật sự là có chút quá cao ngạo một ít. Bất quá lão kia, lúc này tương dưới so sánh, lập tức khí chất liền lộ vẻ phải hơn khéo đưa đẩy, ôn hòa rất nhiều. Chỉ gặp hắn ôn hòa cười hướng vậy ngai vàng giơ tay lên một cái, rồi sau đó chính là mở miệng cười nói. Phách thiên đại thủ lãnh, Hoàng Liệt, lễ độ, nói xong cũng gặp hắn hai quả đấm ôm ở trước ngực, hơi làm ra một người vô cùng là khách khí lễ nghi. Ngược lại thì phụ nữ kia xinh đẹp mi hơi nhíu mắt đẹp lạnh lăng, cao ngạo ngẩng đầu, không có động tĩnh. Mà vậy ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ, cũng chính là Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh Phách Thiên, thâm thúy, sâu kín ánh mắt đầu xuống, chiếu sáng ở đó tự xưng là Hoàng Liệt, trên người lão giả. Nhìn hồi lâu. Nhưng không có lên tiếng. Thấy tình cảnh này Hoàng Liệt con ngươi lóe lên cười một tiếng, vậy không thèm để ý, xoay người lại hướng vậy tại chỗ còn lại năm vị cười giơ tay lên một cái, nói chư vị, thật lâu không gặp. Hoàng tiên sinh, đích xác là thật lâu không gặp, đã lâu, vậy mới bắt đầu đứng dậy ông già cười một tiếng, thái độ vô cùng là hiền hòa mở miệng nói. Giống như, cố ý muốn thân cận đối phương. Sát theo. Ngoài ra cũng có hai vị Hắc Phong Hạp năm đại kiện tướng một trong cường giả, cười lên tiếng cùng Hoàng Liệt đánh nhau gọi. Giống như nhiều năm bạn cũ nói chuyện cũ vậy. Bên kia, vậy được gọi là quân xà, trường bào màu xanh ông già, cùng với một vị khác sắc mặt khô héo, chán chiều dài sừng người trung niên thì lại là có chút tức giận lạnh như băng nhìn bọn họ. Loại ánh mắt đó, giống như là chính mắt nơi hiện ra trước phản đồ như nhau. Ngoài ra, còn có đáng một nói là... Hắn hai người chúng ta, và vậy đang cùng đối phương ông già nhiệt tình nói chuyện với nhau ba người, lại thật giống như sông kính rõ ràng phân ngồi ở hoàn toàn bất đồng trận doanh. Ba người, hiện vào lúc này đang ngồi ở ngai vàng phía dưới bên tay trái. Trường bào màu xanh ông già quân xà và vậy mặt mũi khô héo sừng người trung niên, chính là hiện vào lúc này ngồi ở ngai vàng bên tay phải. Xa xa đối lập. Hừ, ba tên phản đồ, nhưng vào lúc này... Một đạo đột ngột lạnh lùng tiếng giễu cợt vang lên. Nhưng là trường bào màu xanh ông già quân xà, hình như là chân thực không nhịn được, mở miệng nói, làm ba người, cùng với lão kia người Hoàng Liệt trên mặt, đều là hơi cứng đờ. Bất quá sau đó, cái này cứng ngắc liền trực tiếp là rất tự nhiên biến mất. Giống như trước, cái gì cũng không có xảy ra, bọn họ vậy không có nghe được bất kỳ không tốt như nhau. Có thể bọn họ phần này ẩn nhẫn công phu mặc dù biết rõ. Thế nhưng diện mạo cao ngạo vân như nguyệt. Hiện vào lúc này nhưng gặp hắn cao ngạo ánh mắt, ở trường bào màu xanh ông già quân xà trên mình quét một vòng, chợt kiêu căng, lãnh đạm mở miệng nói. Hoàng thúc thúc, nhanh lên một chút đi, không muốn lãng phí ta thời gian. Ừ, lãng phí nàng thời gian. Người ở chỗ này cuối cùng là sắc mặt hơi đổi một chút. Cô gái này, quả nhiên là giống như nàng khí chất như vậy, kiêu ngạo, ngạo mạn quá đáng. Lãng phí nàng thời gian, nàng thật đúng là đem mình làm đúng rồi nhân vật chính của hôm nay, lấy là người khác đều là nền sao. Trường bào màu xanh ông già quân xà, cùng với mặt mũi khô héo sừng người trung niên trực tiếp là chậm rãi đứng lên.
Ngoài ra vậy những thứ khác ba người, hiện vào lúc này thần sắc trên mặt bọn họ cũng là hơi có chút không tốt lắm xem. Cái này bé gái, dựa vào bản thân có tốt ra ra, thật đúng là đem mình làm đúng rồi bầu trời Minh Châu. Tất cả mọi người đều được nhân nhượng nàng sao. Ha ha. Cái này đột biến không khí, làm lão kia người Hoàng Liệt sắc mặt cũng là hơi đổi, con mắt hơi chăm chú. Rồi sau đó liền gặp một hạ bước lên trước, ngăn ở Vân Như Nguyệt trước mặt, một mặt xin lỗi giơ tay lên nói, Như Nguyệt tuổi quá nhỏ, nói chuyện không chịu nổi cân nhắc, xin các vị chớ để ý. Thứ tội thứ tội. Nghe được lão kia người Hoàng Liệt lại nói mình không biết nói chuyện, Vân Như Nguyệt kiêu ngạo mặt mũi trực tiếp là có chút bởi vì tức giận, mà đỏ lên. Bất quá, nàng cũng không phải thật không đầu óc, rõ ràng mình mới vừa rồi đúng là có chút nói sai. Chợt chỉ có thể giận dữ hừ lạnh một tiếng, quay đầu sang chỗ khác, mắt không gặp lòng không phiền. Bất quá coi như là như vậy, không khí hiện trường vậy vẫn là rất có mấy phần động lại. Làm người ta trong lòng cảm giác được chút áp lực. Nhưng sau đó, liền gặp lão kia người Hoàng Liệt ho nhẹ một tiếng, ánh mắt ngưng nhiên, xa xa hướng vậy ngai vàng nhìn lại. Phách Thiên đại thủ lãnh, hôm nay chúng ta tới đây dụng ý, ta muốn ngươi chắc cũng là biết chưa? Lời vừa nói ra, mọi người tại đây con ngươi đều là hơi ngưng trọng. Ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ như cũ không lên tiếng, chẳng qua là lẳng lặng nhìn hắn. Ho khan, lão kia người Hoàng Liệt phảng phất là có chút không chịu nổi Phách Thiên bình thản ánh mắt nhìn chăm chú, ho nhẹ một tiếng, lại lần nữa đi về phía trước một bước, hướng về phía ngai vàng cung kính chắp tay, mỉm cười nói, Phách Thiên đại thủ lãnh, lần này chúng ta tới đắt thung lũng. Một là vì liền cành thiếu hạp chủ theo như Nguyệt tiểu thư tần tấn tốt. Nói đến đây, hắn tận lực dừng lại một chút. Phảng phất là nghe được đối phương từ hắn nơi này đem lời đầu nhận lấy đi. Nhưng mà, lần này hắn vẫn như cũ là có chút thất vọng. Bởi vì vậy ngai vàng khổng lồ đen nhánh bóng người, vẫn như cũ là không có động tính, lãnh khốc yên lặng. Thấy tình cảnh này, lão kia người Hoàng Liệt cuối cùng là ánh mắt cũng có mấy phần nóng giận vẻ. Trên mặt hiện ra có chút lúng túng. Ban đầu người nói chuyện ông già thấy vậy, còn người nhanh tránh, đứng ra giơ tay lên cười nói. Thiếu hạp chủ năng đủ cùng Như Nguyệt tiểu thư vui kết liền cành, cái này tự nhiên là chúng ta Hắc Phong hạp phúc phận, đại hỷ sự, dĩ nhiên không thành vấn đề. Ông già Hoàng Liệt sắc mặt lúc này mới đẹp mắt mấy phần. Lại lần nữa nhìn về vậy ngai vàng đen nhánh thân ảnh khổng lồ, Hoàng Liệt con ngươi chớp mắt, nói, ngoài ra, Phách Thiên đại thủ lãnh, chúng ta lần này tới, vậy vẫn là chủ yếu có khác một chuyện muốn nhờ. À, chuyện gì, vậy ngai vàng. Rốt cục thì có một cổ vô cùng là vừa dày vừa nặng lạnh lùng thanh chậm rãi vang lên. Phách Thiên đại thủ lãnh lạnh lùng nhìn ông già Hoàng Liệt, mặt không cảm giác. Ha ha, Hoàng Liệt tiên sinh, có chuyện mời nói chính là. Nếu là chúng ta Hắc Phong hạp có thể khả năng cho phép, đại thủ lãnh, hẳn sẽ không từ chối. Vậy nhất đầu tiên đứng dậy, nói chuyện ông già cũng là vào lúc này vẻ mặt ôn hòa nói. Đối với Hoàng Liệt, đối với cái này Hoàng Liệt sau lưng Vân Chân Đan Vương. Hắn có thể không muốn lạnh nhạt cái gì. Dẫu sao nói không chừng vậy chính là mình các người tương lai đồng liêu, theo chủ tử. Có thể đi theo đến một vị thân phận cao quý, thanh danh hiển hách thành U Lang Đan Vương, coi như là vinh hạnh của bọn hắn, càng không biết bôi nhọ bọn họ thực lực, theo thân phận. Mà trường bào màu xanh ông già quân xà, cùng vậy mặt đầy khô héo, mọc sừng người trung niên thấy một màn này, chính là một mặt phẫn nộ. Địch ý, trực tiếp là viết ở trên mặt bọn họ. Bọn họ là phản đối thành là Vân Chân lão già kia chó săn một phái. Nhưng bây giờ, bởi vì một ít sự việc, bọn họ phản đối theo thái độ, nhưng có chút lộ vẻ được lực bất tòng tâm đứng lên. Ha ha, lão kia người Hoàng Liệt nghe vậy vẻ mặt ôn hòa cười một tiếng, đưa ra một cái tay, bàn tay hướng lên một quầy, rồi sau đó lập tức liền gặp có một đoàn quang mang lóe lên, chiếu sáng đứng lên. Hết sức sáng ngời. Mà ở tia sáng kia chính giữa, lơ lửng một quyển quyển trục. Từ bên ngoài biểu nhìn như cũng không thể đủ phân biệt cái gì, bởi vì và cuốn lên. Bất quá vậy ước chừng hiển lộ ra toàn tính tầng, phía trên nơi in hoa quỷ dị máu đỏ đường vân, nhưng làm mọi người thấy sau đó, tim theo bản năng hơi rụt một cái. Quyển trục này, bọn họ mặc dù không biết, có thể vậy quyển trục phía trên máu đỏ hoa văn, nhưng lại sẽ làm bọn họ cảm giác được lòng im lìm. Hiển nhiên, cái này tuyệt không sẽ là cái gì bình thường vật. Nếu không, Hoàng Liệt cũng không biết ở bây giờ lấy ra. Ha ha, Phách Thiên đại thủ lãnh, các vị, các người có thể biết vật này.
Nhưng vào lúc này, lão kia người hoàng liệt lại lần nữa cười một tiếng, chỉ trong ánh sáng máu đỏ quyển trục nói. Ngạch, thứ cho ta mắt phụng về, đây là. Nghe vậy, vậy trước nhất đứng dậy, nói chuyện ông già ngẩn ra, ánh mắt trên dưới ở đó máu đỏ quyển trục lên cẩn thận quan sát một hồi, nhưng cũng đi theo vẫn lắc đầu một cái, nói. Ta cũng không biết, vậy ngai vàng, phách thiên thâm thúy, ánh mắt lạnh lùng rơi vào máu kia đỏ quyển trục phía trên, yên lặng nửa khắc, vậy vẫn lắc đầu một cái, vừa dày vừa nặng thanh âm vang lên nói. Vật này, hắn vậy không nhận biết. Hụ hụ hụ, lão kia người hoàng liệt tận lực ho nhẹ một tiếng, ngẩng đầu lên, nhìn ngai vàng phách thiên, đột nhiên miệng kia rác cuối cùng buộc vòng quanh lau một cái quỷ dị lạnh lùng độ cong, cười nói, vật này tên chữ. Gọi là huyết hồn quyển trục. Đến từ 17 ngoài vạn dặm thành Khuê Kinh. Huyết hồn quyển trục, vậy một trên mặt mọi người thần sắc vẫn là mê mang, không rõ cho nên. Chỉ bất quá vật này lại là đến từ thành Khuê Kinh. Nó, kết quả có ích lợi gì? Đáng đối phương vạn dặm điều điều, từ địa phương xa như vậy lấy. Huyết hồn quyển trục. Ngai vàng, phách thiên trao mày, giống như là đột nhiên bị danh tự này cho tỉnh lại trí nhớ gì như nhau. Một lát sau. Liền gặp mắt thần lại là lạnh nhạt đột nhiên run lên, nhìn về trước người, một mặt mỉm cười hoàng liệt, nhàn nhạt nói. Đây là thành Khuê Kinh cực âm tông huyết hồn quyển trục. Thật khó là các ngươi, lại có thể bỏ phải đi lấy được loại vật này. Theo ta biết, thứ này giá cả hẳn so cao cấp thượng phẩm pháp khí còn cao hơn chứ. Phách thiên nhàn nhạt vừa nói, hắn ngôn ngữ nội dung, nhưng làm mọi người tại đây đều là ánh mắt lập tức lẫm nhiên liền rất nhiều. Quyển trục này giá cả. Lại có thể so với cao cấp thượng phẩm pháp khí giá cả cũng còn muốn quý hơn. Nó, đến tột cùng là có tác dụng gì? Ha ha, phách thiên đại thủ lãnh, nếu ngươi biết cái này huyết hồn quyển trục, vậy cũng không cần phải để cho ta nhiều đi nữa giới thiệu chứ. Ông già hoàng liệt cười khẽ một tiếng, nhìn về phách thiên, trên gương mặt diễn cảm, rốt cục thì lộ vẻ được có chút giễu cợt, theo cười lạnh, ngoài ra, phách thiên đại thủ lãnh, đã như vậy, liên quan tới Vân Chân Đan Vương ý nghĩa. Ta liền nói thẳng. Nghe được cái này, ở ngai vàng phách thiên chợt tròng mắt híp một cái, trong lòng cuối cùng là hiện ra khả năng nào đó tính, ánh mắt đổi được băng hàn liền rất nhiều, to lớn, lông xù bàn tay hơi lay động. Bởi vì tức giận. Bất quá cũng may bởi vì có khôi giáp che giấu, cho nên, hết thảy các thứ này cũng không từng bị chính hắn ra người phát hiện. Rồi sau đó liền gặp hắn cưỡng ép đè xuống bên trong lửa giận trong lòng, ánh mắt giá rét nhìn lão kia người hoàng liệt. Khóe miệng vén lên, răng dày đặc, nói, nếu là Vân Chân Đan Vương ý nghĩa, vậy cứ nói đi. Ta, Lăng Liệt dùng mình hướng mình nhào tới, coi như là lão kia người hoàng liệt, hiện vào lúc này cũng là không nhịn được ngay tức thì trong lòng nhảy loạn một cái. Lão già này không phải bị thương nặng liền sao? Tại sao, còn sẽ cho mình cảm giác như vậy lợi hại? Bất quá rồi sau đó liền gặp mắt thần dần dần bình chậm lại. Bởi vì hắn nhớ lại trong tay huyết hồn quyển trục. Nhớ lại trước khi đi, Vân Chân Đan Vương nói với hắn nói. Ha ha, đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu lên, lại cho người cảm giác có chút giễu cợt cười một tiếng, nhìn Phách Thiên, khóe miệng lạnh nhạt mở miệng, Phách Thiên đại thủ lãnh, người cũng biết, Vân Chân Đan Vương là một tương đối cẩn thận, người nghiêm nghị. Cho nên, hắn ý nghĩa là để cho ngươi ở nơi này huyết hồn quyển trục lên lưu dưới mình tên chữ, theo một giọt bổn mạng máu tươi. Như vậy chỉ cần cùng 30 năm sau. Cái này huyết hồn quyển trục sẽ gặp tự hủy, lại nữa có sức ràng buộc. Ta muốn người vậy hẳn biết, huyết hồn quyển trục cái này hạng đặc tính chứ. Ngai vàng, phách thiên vậy to lớn, lông xù dưới bàn tay tay vịn, ở giữa biến thành một chùm bột. Cùng lúc đó, một cổ minh mông, kinh khủng yêu khí trực tiếp là tràn ngập mở. Cuồn cuộn mà động, cực kỳ đáng sợ. Nhất thời tất cả mọi người tại chỗ ánh mắt cũng ngưng ngưng, bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt hoặc là chấn động. Hoặc là kinh dị, nhìn chằm chằm phách thiên, ánh mắt chỗ sâu hiện ra chút sợ. Mà vậy người sau, lúc này vậy rốt cục thì từ vậy ngai vàng chậm rãi đứng lên, lộ ra thân thể to lớn, người khoác khôi giáp, ánh mắt hung ác, ánh mắt sâu kín phong tỏa ở đó ông già hoàng liệt trên mình. Không có chút nào tình cảm lạnh lùng thanh, đi theo liền vang khắp ở cái này trong đại điện. Ở nơi này huyết hồn quyển trục lên lưu danh chữ, lưu lại nữa một giọt máu tươi. Đây là ý nghĩa muốn cho ta đem tánh mạng mình đại quyền sanh sát, đều giao cho hắn. Ngươi chắc chắn, hắn Vân Chân là cái ý này sao? Oanh! Lời vừa nói ra, toàn bộ trong đại điện, ầm ầm chấn động,
Từ phách thiên khổng lồ, thân thể to lớn bên trong trực tiếp là hiện ra kinh khủng hơn cuồn cuộn yêu cầu, phong tỏa ở đó ông già hoàng liệt trên mình, sâu kín trong con ngươi tràn ngập uy nghiêm vẻ. Trong đại điện mọi người đều yên tĩnh, ánh mắt lóe lên, kinh dị, cái trán kia lên còn bất ngờ nhiều hơn mấy giọt mồ hôi hột. Hắc Phong Hạp đại thủ lãnh phách thiên oai thế, lại cường hãn như vậy. Đích xác là không phụ lòng hắn hung danh à. Sau trong đại điện, bầu không khí lần nữa lộ vẻ được có chút đọng lại cùng cứng còng, vô luận là trường bào màu xanh ông già quân xà, đạt tới vậy sừng người trung niên, hoặc giả là vậy ngoài ra ba người, hiện vào lúc này biểu tình kia rất rõ ràng đều là bị phách thiên lời nói này cho, thật tốt, rung chấn động một cái. Nguyên lai cái này huyết hồn quyển trục cuối cùng có như vậy tác dụng. Nắm trong tay đại quyền xanh sát sao. Nghĩ đến đây, vậy nhất đầu tiên đứng dậy, nói chuyện ông già, hắn và bên người hai người nhìn về ngai vàng phách thiên trong ánh mắt, đã là nhiều hơn vẻ chế nhạo cùng cười nhạo. Ha ha, bị người đến cửa cưỡng ép đòi sinh mạng dấu vết, còn thật là thú vị à. Người cái này đại thủ lãnh, sau này còn mặt mũi nào đâu, cái gì uy vọng thống lĩnh chúng ta Hắc Phong Hạp đâu. Ha ha ha, ông già ở trong lòng thâm độc cười lớn. Hắn tên Kim Hồn, chính là Hắc Phong Hạp hiện đảm nhiệm tả hộ pháp, lại là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Thậm chí tư lịch của hắn so với bá ngày nay còn muốn giả hơn, chính là lão thống lĩnh cái thời đại kia lão gia. Nguyên bản, lão thống lĩnh sau khi chết, hắn còn lấy là đại thống lĩnh vị sẽ có thể rơi vào hắn trên đầu, nhưng ai biết, phách thiên ngang trời xuất thế, cứng rắn là rất miễn cưỡng đem hắn chen lấn đi xuống, điều này có thể làm trong lòng của hắn không có oán hận. Quyền thế hun người lòng. Coi như hắn Kim Hồn là yêu tộc, cũng giống như vậy. Sở dĩ năm đó hết thảy, trực tiếp là hôm nay tất cả. Chôn xuống mầm tai họa, hắn những thứ khác hai người đã âm thầm đầu hàng liền Vân Chân Đan Vương. Mà ngày nay ván này, mặc dù chuyện hắn trước cũng không có nhận được cái gì thông báo, nhưng là, tóm lại là muốn cho Phách Thiên đi lên đường cùng chứ. Ai kêu hắn có cái chuôi phạm ở Vân Chân Đan Vương trên tay. Sự kiện kia mà nếu như bị run rẩy lộ ra, chỉ sợ cũng coi như là cái này Hắc Phong Hạp, cũng được lập tức ngay tức thì bị san bằng. Cho nên, hắn Phách Thiên có gan này phản kháng sao? Có thể không cố kỵ trước cái này Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới sao? Còn có hắn vậy duy nhất đệ tử thân truyền. Ha ha, ha ha ha. Kim Hồn trực tiếp là ở trong lòng cười như điên, tràn đầy âm hiểm nụ cười, để cho người chán ghét. Hắn biết. Đây chính là một tử cục. Vân Chân Đan Vương tự tay bày ra không rõ ràng cục diện. Bởi vì cái này Phách Thiên cái gì cũng tốt, chính là nhẹ dạ, không làm được bỏ qua hết thảy. Càng không làm được như vậy tàn nhẫn vô tình. Nếu không, cái này Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, vậy hắn học trò, liền đều phải chết. Đều phải chết, ha ha, ha ha ha. Cùng lúc đó, vậy biệt rất lâu không lên tiếng Vân Như Nguyệt. Hiện vào lúc này cuối cùng là vừa tìm được, uy phong, cơ hội. Chỉ gặp hắn mặt đẹp sắc mặt đổi được đặc sắc, giọng mỉa mai giễu cợt ánh mắt, nhìn về phía ngai vàng phía trước, đang đứng dậy Phách Thiên. Đừng không mè nheo nữa, cái này huyết hồn quyển trục, nhanh lên ký xuống ngươi tên chữ, lại nhỏ xuống một giọt máu tươi đi. Chớ chỉ hoãn ta thời gian, nàng mặt đầy cao ngạo nhìn Phách Thiên, cười lạnh nói. Nàng giống như là đoán chừng, đối phương tuyệt không thể nào phản kháng. Hoặc là cự tuyệt. Ngươi, một đạo giận dữ hừ lạnh một tiếng vang lên, trường bào màu xanh ông già quân xà trực tiếp là mặt đầy âm trầm, cực kỳ tức giận đứng lên. Cả người bao quanh sao động hắc vụ, trong hắc vụ to lớn rắn khổng lồ màu đen hí. Nhìn vậy mặt đầy hơi có chút hốt hoảng Vân Như Nguyệt, quân xà hai tròng mắt đỏ nhạt, có chút xâm nhiên nói, Vân Như Nguyệt tiểu thư, các người Vân gia, có phải hay không có chút thật là quá đáng? Quá đáng. Kim Hồn cùng với Hoàng Liệt đồng thời ánh mắt lạnh lẽo. Người sau quát chói tai thanh, lại là tựa như sấm vậy tại đại điện trong vang tới, đây chính là các người Hắc Phong Hạp cầu người thái độ. Nếu là không phần này lòng, muốn chia tay liền, vậy liền trực tiếp nói rõ. Quân xà, còn không ngừng tay, ngươi còn muốn tiếp tục ở đây quấy rối. Kim Hồn cũng là sắc mặt trong trẻo lạnh lùng mắng. Thân thể chợt cứng đờ, quân xà cả người lăn chuyển động yêu khí cuối cùng là run rẩy. Chậm rãi thu liếm, thẳng đến. Cuối cùng hoàn toàn biến mất. Phịch một tiếng, quân xà đặt mông ngồi lên vị trí mặt, có chút ý chí lan san diễn cảm ảm đạm, thanh âm khàn khàn nói, Vân Như Nguyệt tiểu thư, các người làm như vậy, có phải hay không có chút quá làm người khác khó chịu?
làm người khác khó chịu. Vân Như Nguyệt cười lạnh cười, khóe miệng nhấc lên lau một cái âm mưu được như ý âm hiểm. Chính các ngươi xông đi ra ngoài họa, bao lớn, chẳng lẽ chính các ngươi còn không biết? Bây giờ muốn để cho ra ra ta vì các người lau cái mông, còn không muốn trả giá thật lớn, các người cảm thấy cái này trên đời, có chuyện tốt như vậy sao? Vân Như Nguyệt nhàn nhạt vừa nói, lại xoay người, bước liên tục bước ra chuẩn bị rời đi. Các người nếu là không nghĩ thông, vật thì dứt khoát đừng suy nghĩ. Vậy Thiên Hạc Yêu Vương tộc vương tử là chết như thế nào, chúng ta đều biết, sau khi trở về, ta sẽ để cho ra ra đem bí mật này công bố ra ngoài. Lớn như vậy lỗ thủng, các người thật đúng là lấy là, chúng ta Vân gia rất muốn vì các người tròn. Ha ha! Vừa nói, Vân Như Nguyệt trực tiếp là đi bộ muốn rời khỏi. Mọi người sắc mặt ngay tức thì đổi một cái, trong đại điện bầu không khí đi theo cũng là đông lại một cái. Vân Như Nguyệt tiểu thư chậm đã, có lời thật tốt nói, có lời thật tốt nói. Một giây kế tiếp, liền gặp Kim Hồn trực tiếp là đứng lên, một bên một mặt cười làm lành nói. Vừa ngắm hướng vậy ngai vàng trước, sắc mặt phiền muộn phách thiên, cười lạnh cười, cau mày nói, đại thủ lãnh, ngươi cũng nên nói chuyện liền chứ. Bỏ mặc nói thế nào, cái này họa là lửa gạt sông lên sông, bây giờ nhưng muốn chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người đều thay hắn gánh, cái này thích hợp sao? Kim Hồn, ngươi lời này có ý gì? Quân Xà lại tức giận nữa đứng lên, chỉ Kim Hồn chóp mũi quát lạnh. Có ý gì? Liền chữ mặt ý nghĩa. Ha ha, chẳng lẽ ta nói có sai? Kim Hồn nghe vậy cười lạnh cười, trong con người hiện ra lau một cái nhàn nhạt âm hiểm vẻ, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại đang hướng vậy ngai vàng trước phách thiên đầu đi, nhàn nhạt nói. Đại thủ lãnh, lần này vậy Thiên Hạc Yêu tộc nổi điên phản công, làm thành U Lang các thế lực lớn tổn thất có bao nhiêu thảm trọng, người hẳn biết chứ. Nếu để cho bọn họ biết, lần này chuyện này mồi dẫn hỏa, là bởi vì là Thiếu Hạp chủ tướng vậy Thiên Hạc Yêu Vương tộc vương tử giết đi, ngươi cảm thấy chúng ta Hắc Phong Hạp gặp mặt sắp bao kinh khủng tai nạn. Nói đến đây, Kim Hồn trong con ngươi hiện ra lau một cái run run. Tuy nói, hắn hiện vào lúc này cử động là có tâm hoài bất quý, nhưng cũng không thể chối hắn bây giờ nói, thật chính là sự thật. Lần này chết vậy vương tử, ở đó Thiên Hạc Yêu Vương tộc làm trong địa vị tựa hồ rất nặng. Cho nên lần này những cái kia chán ghét người phản công, báo thù, vậy đặc biệt là điên cuồng. Thậm chí nghe nói, có tối thiểu 3 vị trở lên trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, đều ở đây lần này trong chiến dịch bị thương rất nghiêm trọng. Lại tất cả gia tộc lớn, tất cả thế lực cao cấp cũng vậy, tổn thất thảm trọng, tổn thương nguyên khí nặng nề. Cho nên đây nếu là để cho bọn họ biết, mâu thuẫn mồi dẫn hỏa, đầu sỏ, là bọn họ Hắc Phong Hạp Thiếu Hạp chủ lừa gạt xông lên. Vậy không đem bọn họ Hắc Phong Hạp khuấy được long trời lỡ đất mới là lạ. Đến lúc đó, coi như là người phách thiên lợi hại hơn nữa, thì như thế nào? Ngăn cản tất cả mọi người sao? Ha ha! Đây không phải là nói chuyện giật gân, mà là chuyện thật cầu là. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, ngẩng đầu nhìn phách thiên, nhàn nhạt nói, đại thủ lãnh, tuy nói cái này đích xác là có chút làm người khác khó chịu, nhưng cái này dẫu sao quan hệ đến chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người tương lai theo mạng nhỏ. Cho nên, còn xin ngươi nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Kim Hồn bên cạnh hai đại kiện tướng vậy là đứng dậy theo, thanh âm hợp kim tiếng vang lên nói. Phách Thiên trên mặt thần sắc không nhúc nhích, nhưng hắn trong mắt lóe lên tần số, cùng với thổ khí thanh. Vẫn còn là hơi có chút kịch liệt, hắn cảm giác được trong lòng phảng phất là có một khối nặng đá lớn nặng đè, không thể ra khí. Bởi vì đây là đang ép hắn, buộc hắn nhất định phải bây giờ làm ra quyết định. Hoặc là buông tha học trò hắn lửa gạt sông lên, lại buông tha cho toàn bộ Hắc Phong Hạp, rút người ra chuyện bên ngoài. Bằng hắn thực lực, coi như là thành U Lang tất cả thế lực cao cấp, vậy tuyệt sẽ không dễ dàng đối với hắn động thủ, ném chuột sợ vỡ bình. Hoặc là chính là buông tha chính hắn, lấy này thành tựu trao đổi, làm vậy Vân Chân Đan Vương ra mặt, đem chuyện này cho hoàn toàn đè xuống. Bởi vì chỉ có là thành U Lang một trong năm đại Đan Vương, đặc thù như vậy thân phận tôn quý, mới đủ tư cách làm vậy các thế lực cao cấp đem cái này người câm thua thiệt ăn. Lúc này bỏ qua. Nhưng nếu là hắn đáp ứng ký cái này huyết hồn quyển trục, thì chẳng khác nào là đem số mệnh đưa cho đối phương. Nói thật,
hắn cũng không có như vậy chuẩn bị tư tưởng, nhưng bây giờ, đối phương từng bước bức bách, để cho hắn lâm vào lưỡng nan. Ha ha, gặp Phách Thiên như vậy yên lặng, Hoàng Liệt tựa hồ cũng biết là Kỳ Tâm trong bây giờ đang kịch liệt vùng vẫy. Sau đó liền gặp Kỳ Thần Bí cười một tiếng, tiến lên một bước, nhìn Phách Thiên cười nói. Phách Thiên đại thủ lãnh, Vân Chân Đan Vương vậy rõ ràng yêu cầu này, là có chút không quá lễ phép, cho nên, vì lấy thành ý, hắn đặc biệt làm ta mang tới mấy chia quà, coi như là bồi tội. Vừa nói, liền gặp hắn đưa tay ở hắn giữa eo túi đựng đồ kia lên lau một chút, mấy quả dịu dàng như ngọc trai vô căn cứ xuất hiện. Nhất thời, từng cổ một mùi thơm lạ lùng tràn ngập đại điện, người nghe tất cả đều là tinh thần làm một sướng. Kim Hồn tò mò hướng Hoàng Liệt đi vào, ở đó chai miệng nhìn xem, nhất thời cả người chấn động một cái, hai tròng mắt hiện ra lau một cái kinh động vẻ. Kinh ngạc thanh bật thốt lên, đây là Thiên Vân Đan. Cái gì? Thiên Vân Đan. Tất cả mọi người cả người chấn động một cái, đứng lên, con người chăm chú nhìn vậy đếm viên thuốc trong bình, một món kích động theo vẻ tham lam theo bản năng dòng nước chảy qua. Chỉ gặp ở đó đếm viên thuốc bình chính giữa, có một quả toàn thân tròn trịa, ánh sáng màu trắng sữa quả nhãn vậy lớn viên thuốc nhỏ, đang lẳng lặng nằm nằm, óng ánh hơi sáng, tản ra thấm vào lòng người mùi thơm lạ lùng. Mà đây Thiên Vân Đan, đây chính là thứ thiệt cấp 4 thượng phẩm cao cấp bảo đan. Nó tác dụng, chính là có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, đều có 50%, một nửa tỷ lệ, thành công lần nữa đột phá, thành là một tôn trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp tồn tại. Thuốc như vậy hiệu quả, ẩn chứa giá trị, không cần nói cũng biết, cực độ chân quý. Ngày này Mây Đan, chính là Vân Chân Đan Vương bảng hiệu. Những người khác vậy căn bản cũng không biết. Độc này một nhà. Nhưng bởi vì luyện chế độ khó thật sự là quá cao, thành đan trước tiên lại chân thực quá thấp, cho nên thành đan vô cùng thiếu, Vân Chân Đan Vương chính hắn sợ rằng đều không mấy viên, mà bây giờ. Mà bây giờ, cái này Vân gia lại có thể thật bỏ được lập tức lấy ra nhiều như vậy, nói là bỏ vốn gốc, vậy thật không quá đáng. Nhất thời, trong đại điện tất cả mọi người có chút thất thố. Một đôi ánh mắt nóng bỏng, thật chặt phong tỏa ở Hoàng Liệt đan dược trong tay trong bình. Đây chính là từng viên Thiên Vân đan à. Cho dù có bọn họ đã mình không dùng được, nhưng, cái này cũng có thể dùng để tạo phúc người bên người à. Đào tạo cường đại thủ hạ. Mạnh như trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp thủ hạ, bọn họ ai không muốn. Ha ha, nhìn mọi người thất thố, Vân Như Nguyệt đắc ý cười lên. Đây cũng là nàng lá bài tẩy, nàng dựa vào. Ra ra hắn nhưng mà một vị cấp 5 hạ phẩm luyện đan sư. Thành U Lang một trong năm đại đan vương. Phách Thiên đại thủ lãnh. Chúng ta Vân Chân đan vương thành ý này, có thể coi như là đủ chứ. Hoàng Liệt lúc này cũng là cười tủm tỉm nói. Cảm giác mình thật giống như rất uy như gió. Bàn về thực lực, 10 hắn cũng không nhất định có thể đánh thắng được Phách Thiên. Nhưng bây giờ, hết thảy phải hay không phải bối cảnh, còn không phải là quyền biến định đoạt sao. Ha ha, ha ha ha. Hoàng Liệt ở trong lòng cuồng tiếu, cùng Vân Như Nguyệt ánh mắt giao hội. Người sau ngầm hiểu cười một tiếng, nhìn như rất đẹp, nhưng lại hết sức âm hiểm. Bởi vì trên thực tế, lần này chuyện này, vậy thiên hạc yêu tộc vương tử chết, cũng không phải là lừa gạt xông lên cái gọi là. Mà là nàng. Có thể vì có thể có một thay tội dê con, cũng chỉ có thể là xin lỗi, ha ha. Vân Như Nguyệt nụ cười trên mặt giống như là đậu con nhện, hắc quả phụ. Cười rất âm hiểm, rất uy nghiêm. Cho dù ai sợ rằng cũng không nghĩ ra, cái này đáp án cuối cùng đáp án, lại là man thiên quá hải, đấu chuyển tinh di. Tất cả chứng cớ, đều bị nàng còn có ra ra chuyển gả cho lừa gạt xông lên. Cho nên, vì đêm dài lắm mộng, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ có người chết mới sẽ không bán đứng bọn họ. Trước kia rất sớm. Thật ra thì bọn họ cũng đã đem vậy lừa gạt xông lên nộp ra, thay nàng Vân Như Nguyệt mà chết, chỉ bất quá tin tức bị bọn họ Vân gia cố ý tắc nghẽn, cái này Hắc Phong hạp núi hoang vùng đất hoang, không biết mà thôi. Mà bây giờ, các nàng lại bắt cái này không biết, muốn đem cái này Phách Thiên cũng cho kéo xuống nước, mang theo bộ. Chỉ cần một khi khiến cho hắn ký xuống huyết hồn quyển trục, hết thảy các thứ này, còn không dưa quen thuộc đế rơi, mặc cho bọn hắn tùy ý. Mặc cho bọn hắn xẻ thịt. Dù sao nàng và gia gia nàng vậy căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ để cho Phách Thiên sống 30 năm. Cùng hắn thời điểm vô dụng, để cho hắn tự sát, không được sao. Nghĩ đến đây,
Vân Như Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn ngai vàng trước Phách Thiên, ngạo nghễ chất vấn, Phách Thiên đại thủ lãnh, cái này huyết hồn quyển trục, ngươi kết quả ký, còn chưa ký. Ha ha, Phách Thiên đại thủ lãnh, ngươi mời xem. Hoàng Liệt lúc này vậy lại đang đứng dậy, mở ra trước mặt một cái trong đó đan dược bình, cười tủm tỉm nói, cái này Vân Chân đan vương cố ý phân phó ta, phải để lại cho Phách Thiên đại thủ lãnh ngươi, mời xem. Trong lúc nói chuyện, vậy một quả thiên vân đan trực tiếp là từ đan trong chai thuốc bay ra. Có thể trong tầm mắt gặp vậy bay ra ngoài thiên vân đan, tất cả mọi người con ngươi cũng ngay tức thì không nhịn được rụt một cái. Hiện ra chấn động, vẻ giật mình. Cái này, đây là hai văn thiên vân đan. Kim hồn gần như chấn động cùng tham lam liếm môi một cái, nhìn vậy trôi lơ lửng ở giữa không trung, cuối cùng có hai cái văn lộ đan dược, kinh dị cực kỳ nói. Hai văn thiên vân đan. Hắn dược liệu ít nhất là đan dược thông thường gấp đôi. Ít nhất có thể đủ có 70% tỷ lệ, có thể để cho một vị trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ, thành là trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên đỉnh cấp. Mặc dù cái này vẻn vẹn chỉ là 20% khác biệt, nhưng giá trị cũng tuyệt đối là khác nhau trời vực. Ha ha, không sai, cái này chính là một quả hai văn thiên vân đan. So sánh các vị cũng hẳn biết viên thuốc này giá trị chứ. Nhìn mọi người thất thố, Hoàng Liệt trong lòng không nhịn được có chút đắc ý, mỉm cười nói. Rồi sau đó, liền gặp hắn nhìn về Phách Thiên, ánh mắt đông lại một cái, nói, Phách Thiên đại thủ lãnh, bây giờ hẳn là ngươi cho chúng ta đáp án chứ. Chỉ cần ngươi nguyện ý ký cái này huyết hồn quyển trục, cái này hai văn thiên vân đan, chính là của ngươi. Những thứ khác, ta bảo đảm, ngươi vậy hoàn toàn có thể cầm đi tự do phân phối, đan vương nói, không biết nhúng tay. Chỉ là nói đến đây, Hoàng Liệt ánh mắt chỗ sâu nhưng là có hiện ra cười lạnh trào phúng. Đem cái này hai văn thiên vân đan đưa cho ngươi. Ha ha, chờ ngươi ký xuống cái này huyết hồn quyển trục, ngươi lấy là, còn có ngươi Phách Thiên nói chuyện, và dẫy dụa địa vị. Phải biết, đến cuối cùng, bọn họ nhiệm vụ, đây chính là phải đem cái này một nhóm thiên vân đan nguyên si bất động mang về à. Phách Thiên, ngươi có thể muốn lấy được sao? Có như vậy đầu óc sao? Không biết đã là bị lo âu theo kinh hoàng thất thố, xông lên bất tỉnh đầu chứ. Vậy ngại quá, cũng chỉ có thể là xin lỗi. Ha ha, ha ha ha. Một bên trong lòng như vậy tùy ý cuồng tiếu, một bên, Hoàng Liệt ngược lại là lại cẩn thận nữa đối với kim hồn ném một cái ánh mắt. Hôm nay ván này nếu là ở, bức vua thoái vị, vậy thì càng thêm cần muốn cẩn thận một chút. Đến bây giờ, hắn đầu óc còn không có bất tỉnh. Nhận ra được Hoàng Liệt quăng tới ánh mắt, kim hồn mặc dù là sững sốt một chút, nhưng là, hắn cũng rất mau liền phản ứng lại, đáy mắt chỗ sâu dần dần nổi lên lau một cái cười lạnh trào phúng. Sát theo, liền gặp hắn lại lần nữa tiến lên một bước, hướng Phách Thể nhàn nhạt nói, đại thủ lãnh, đầu dựa vào Vân Chân đan vương, không hề bôi nhỏ chúng ta thân phận. Ngược lại, có lẽ còn có rất nhiều người sẽ hâm mộ chứ. Cho nên... Xin ngươi hãy xem ở chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, tất cả mọi người tương lai theo tánh mạng phân thượng, nhất định phải thâm tư thục lộ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Mời đại thủ lãnh nhất định phải nghĩ cặn kẽ. Kim hồn bên cạnh hai đại kiện tướng vậy đi theo lại lần nữa đứng dậy, thanh âm hợp kim tiếng vang lên nói. Nhất thời, toàn bộ trong đại điện lâm vào quỷ dị yên lặng chính giữa. Tiếng kim rơi đất có thể nghe, không khí hết sức kiềm chế. Các người ba tên phản đồ. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo phảng phất là bị đè nén rất lâu tiếng hét phẫn nộ, cuối cùng là có từ vậy người mặc trường bào màu xanh quân xà trong miệng, lại lần nữa vang lên. Chỉ gặp hắn bót một trường, đem vậy ghế ngồi tay vịn trực tiếp là đánh tan nát. Sát theo tức giận xâm nhiên một đỏ mặt lên nói, ta nói cho các người ba cái muốn đi làm vậy Vân Chân lão nhi tay sai, vậy thì mình đi. Đừng kéo dài chúng ta. Càng đừng kéo dài đại thủ lãnh. Quân xà, người có ý gì? Kim hồn sắc mặt cũng là lạnh xuống, nhìn chằm chằm quân xà. Một cổ kinh khủng yêu khí dần dần từ hắn bên trong thân thể tràn ngập ra. Nhất thời, trong đại điện cũng là thông suốt yên tĩnh lại. Sát theo tất cả ánh mắt đều là chuyển tới vậy mặt đầy tức giận quân xà trên mặt. Chỉ gặp Hoàng Liệt liếc mắt một cái, lại lần nữa ánh mắt nhìn về Phách Thiên, lãnh đạm nói, Phách Thiên đại thủ lãnh. Ngươi nếu là thật muốn nghiêm túc và chúng ta nói, sẽ để cho quân xà tiên sinh đi ra ngoài trước chứ? Nếu không, ta cảm thấy hắn hẳn sẽ rất khô nhiễu chúng ta hai bên. Quân xà hữu hộ pháp, người cái này đích xác là hơi quá đáng.
im miệng đi, kim hồn bên cạnh trong đó một người năm đại kiện tướng, đứng ra, lạnh lùng phẫn nộ quát. Không tệ, chẳng lẽ ngươi muốn cho chúng ta Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, cũng cho lửa gạt sông lên thằng nhóc kia chôn theo. Hắn có cái này tư cách chứ? Im miệng đi, hữu hộ pháp. Một vị khác kim hồn trận doanh năm đại kiện tướng cũng là lãnh đạm nói. Kim hồn sắc mặt lúc này cũng là có chút lạnh lùng, mất hứng. Bất quá sau đó, hắn vẫn là rất miễn cưỡng đem trong lòng hỏa khí, cho đè ép xuống. Nhìn quân xà, nhàn nhạt nói, quân xà, đi ra ngoài đi. Ta biết ngươi trong lòng không dễ chịu, bất quá ngày hôm nay đây cũng không phải là ngươi có thể qua loa quấy rối địa phương. Ngày hôm nay, đem quyết định chúng ta Hắc Phong Hạp tương lai. Ngươi biết không? Tương lai, ha ha, tả hộ pháp, ngươi lời này thật đúng là nói đại nghĩa lẫm nhiên, đường đường chính chính à. Bất quá ngươi có thể nói cho ta, ngươi là thật không nhìn ra âm mưu của đối phương, hay là làm bộ như, không biết. Một đạo hơi có vẻ nặng hồn già nua thanh từ bên ngoài đại điện truyền vào, mọi người sắc mặt đi theo liền biến đổi. Âm mưu, một đôi ánh mắt hướng bên ngoài đại điện nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy, một mặt lạnh lùng thanh thứ, chậm rãi từ vậy bên ngoài đại điện đi vào. Thanh thứ, là ngươi. Vậy mọi người tại đây có chút nhíu mày nhìn người đến. Thanh thứ, ngươi mới vừa nói âm mưu. Âm mưu gì, đừng hư hư lắc lư, có lời, ngươi không dám nói thẳng. Rồi sau đó liền gặp kim hồn lạnh nhạt nhìn đối phương, khinh thường nói. Âm mưu, hắn nói là âm mưu, đó chính là âm mưu. Chứng cớ đâu? Chỉ có Hoàng Liệt, Vân Như Nguyệt nghe vậy, trong lòng chợt giật một cái, ánh mắt cả kinh. Chẳng lẽ, cái này thanh thứ nhận được tin tức gì? Tả hộ pháp, nếu như ngày hôm nay bọn họ yêu cầu ký huyết hồn quyển trục chính là, hoặc giả là các người hai cái. Các người bây giờ còn biết như vậy nghĩa tránh ngôn từ nói sao? Thanh thứ từng bước một đi tới, nhìn sắc mặt kia đột biến ba người, khóe miệng ngậm giễu cợt nói. Hiển nhiên giao dịch gặp, hắn thái độ cũng là đứng ở hữu hộ pháp quân xà nơi này, cho nên, vậy cũng không cần phải sẽ ở kim hồn những thứ này tên phản đồ trước mặt trang kinh sợ. Ngươi, nghe vậy, kim hồn cùng với bên người vậy hai vị năm đại tướng xây đều là mặt liền biến sắc, thần sắc động lại. Nhất là vậy cái trước, lại là ánh mắt chừng một cái. Ánh mắt lộ vẻ được vô cùng là âm mai đứng lên. Không sai, tả hộ pháp, còn có các người hai cái, chuyện này, đại thủ lãnh mới là người trong cuộc, các người còn chưa muốn mù xen vào liền chứ. Dù sao vậy Vân Chân Đan Vương vậy không vừa ý các người ba cái, không phải sao. Một đạo vừa dày vừa nặng tiếng ầm ầm vang lên, nhưng là vậy sừng người trung niên chậm rãi đứng dậy mở miệng nói. Hắn một mực không lên tiếng, là bởi vì là miệng hắn có chút đần. Bất quá, bây giờ ngược lại là cũng tìm được rất tốt giễu cợt cơ hội. Đúng vậy, nếu như vậy Vân Chân Đan Vương coi trọng kim hồn các người ba cái, vì sao, không để cho các người ký huyết hồn quyển trục đâu. Vẫn là nói, đã ký. Ha ha, ba tên phản đồ. Nghe nói như vậy, trong đại điện không khí lại trở nên có chút ngưng động. Há lại là kim hồn, cùng với hắn bên người vậy hai vị năm đại kiện tướng, lại là bất đắc dĩ nhìn nhau một cái. Hướng một bên sắc mặt vô cùng là phiền muộn Hoàng Liệt ném một loại, bọn họ đã không có biện pháp, thần sắc. Dù sao nếu không phải bọn họ muốn hoàn toàn xé rách ra mặt, nếu không, lời này, đúng là không thể tiếp tục nói nữa. Dẫu sao bọn họ bây giờ nhưng mà đang ép cung, nhưng bây giờ, lại bị thanh thứ phá rối. Thấy tình cảnh này, Hoàng Liệt trên mặt âm trầm thần sắc càng khó coi. Cưỡng ép đè xuống trong lòng phiền muộn, Hoàng Liệt trực tiếp là không thấy phá rối thanh thứ. Tiến lên một bước, nhìn vậy ngai vàng trước Phách Thiên sắc mặt lạnh nhạt giơ tay lên một cái, nói. Phách Thiên đại thủ lãnh, đây chính là ngươi cho chúng ta câu trả lời. Câu trả lời, vậy ngai vàng chuyện trước tới một hồi lãnh đạm khẽ cười. Phách Thiên nhìn trước mắt Hoàng Liệt, nhẹ giọng nói, ngươi cảm thấy, ngươi có tư cách để cho ta cho ngươi cái gì câu trả lời. Lời vừa nói ra, Hoàng Liệt trên mặt thần sắc lập tức biến. Từng cây một tức giận gân xanh từ cái trán kia lên nhô ra. Rồi sau đó liền gặp hắn thở một hơi thật dài, ngẩng đầu nhìn Phách Thiên, lạnh lùng nói, ta đại biểu Vân Chân Đan Vương. Nếu không phải Vân Chân Đan Vương, ta bây giờ liền một gậy đập bể ngươi. Tin sao? Phách Thiên thản nhiên nói. Một cổ kinh khủng yêu khí tràn ra tới, vô cùng là khủng bố. Mà ở đó yêu khí trong, lại là có thể mơ hồ thấy một đạo khỏe mạnh bóng đen. Tựa như là thông thiên đồ sộ côn, đứng ở trời đất. T,
Hùng Kim Côn, Hoàng Liệt ánh mắt ngay tức thì chính là cứng đờ. Rồi sau đó sắc mặt kinh biến đứng lên, sau lưng lạnh cả người. Thành U Lang Hạt Hạ, côn hình binh khí có thể làm được như vậy khủng bố, làm hắn Hoàng Liệt đều cảm giác được run rẩy, chỉ này một nhà. Đó chính là Hắc Phong Hạp Phách Thiên trong tay pháp khí cao cấp, pháp bảo, Hùng Kim Côn. Pháp khí cao cấp, là trong pháp khí trình độ cao nhất. Lại bị gọi là pháp bảo, là căn cứ dĩ vãng thủ pháp luyện chế, còn có thành khí sau đó, pháp bảo bản thân cấm chế số lượng nhiều ít, tới phân chia và quyết định hắn trình độ cường hãn. Tối thiểu cần thất trọng cấm chế, mới có thể là một kiện pháp khí cao cấp, pháp bảo. Thất trọng cấm chế trở lên, 14 nặng cấm chế trở xuống, được gọi là bạc trắng pháp bảo. 14 nặng cấm chế trở lên, 21 nặng cấm chế trở xuống, được gọi là hoàng kim pháp bảo. Mà ở 21 nặng cấm chế trở lên, cũng chỉ có 22 nặng. Là pháp bảo nội bộ có thể ẩn chứa cấm chế số lượng trình độ cao nhất. 22 nặng cấm chế, liền bị gọi là nửa bước linh bảo, khủng bố dị thường. Mà đây Phách Thiên dựa vào thành danh Hùng Kim Côn, mặc dù cũng chỉ là thông thường bạc trắng pháp bảo, chỉ có tầng 8 cấm chế, nhưng pháp bảo cường hãn, vậy vẫn là làm người ta không thể nghi ngờ. Huống chi cái này còn là Phách Thiên, Hùng Kim Côn tổ hợp. Độc này một nhà, càng làm cho người ta ra đầu tê dại. Trừ cái này ra, đáng một nói là, Trần Phi trong tay vậy ly chân lô, bát cung huyền tháp, đều là mạnh hơn Hùng Kim Côn hoàng kim pháp bảo. Bát cung huyền tháp có 16 nặng cấm chế, lực phòng ngự vô cùng. Ly chân lô kinh khủng hơn, đạt tới hoàng kim pháp bảo cực hạn, ở trong chứa 21 nặng cấm chế, đứng sau trong truyền thuyết nửa bước linh bảo. Lúc này, Hùng Kim Côn tản mát ra uy thế cực kỳ đáng sợ, như núi đỉnh đánh xuống, sóng biển oanh tập kích, làm Hoàng Liệt thần sắc ảm đạm, trán tràn đầy mồ hôi hột. Ngươi rốt cuộc có ý gì? Ngươi còn có muốn hay không muốn ngươi vậy học trò mạng nhỏ? Nhưng vào lúc này, một đạo hơi hơi run rẩy giọng nữ đột nhiên vang lên. Nhưng là Vân Như Nguyệt, sắc mặt vô cùng khó coi nói. Lúc trước nhìn được Thanh Thứ đột nhiên đi ra phá rối, Vân Như Nguyệt trong lòng cũng đã là hết sức không thích. Bây giờ gặp Phách Thiên, lại còn dám, như vậy thử đè, sử dụng pháp khí cao cấp, đôi mi thanh tú lại là giận không dằn nổi được nhíu lại. Lão già này, thật đúng là không tán thưởng à, thật là đáng ghét. Nàng từ cầm thân phận không giống bình thường, chính là Vân Chân Đan Vương tôn nữ, đối phương không thể nào dám đem nàng như thế nào. Rồi sau đó liền gặp hắn đứng dậy, nhìn Phách Thiên, một mặt lạnh lùng, ngạo mạn nói các người Hắc Phong Hạp nếu là muốn tự đào mộ. Như vậy huyết hồn quyển trục, không ký cũng được. Hoàng thúc thúc, chúng ta đi. Dứt lời, liền gặp một mặt lạnh nhạt xoay người, lại lần nữa muốn rời đi. Nàng lấy là, còn sẽ có người đứng ra ngăn trở nàng. Nhưng mà lần này, lại không có. Nếu Vân Như Nguyệt tiểu thư muốn đi, vậy sẽ không tiễn. Tả hộ pháp, còn có các người hai, muốn không muốn đi đưa Vân Như Nguyệt tiểu thư, còn có Hoàng tiên sinh. Thanh thiếu chậm rãi mở miệng. Nhàn nhạt giễu cợt nói. Ngươi, bị Thanh Thứ như vậy một hồi cướp bạch, Vân Như Nguyệt một hồi nín thở, nhưng là tìm không ra phản bác chi tiếng nói, lập tức khí được khuôn mặt nhỏ nhắn có chút xanh mét. Kim Hồn cùng với bên người hai vị nam đại kiện tướng, lúc này cũng là sắc mặt có chút lúng túng. Nhìn lẫn nhau, không biết nên làm như thế nào lựa chọn. Thanh Thứ lời này có chút đem bọn họ đưa vào cầu độc mộc. Không đưa, từ đó sau đó, Vân Như Nguyệt tiểu thư. Vân gia đối với bọn họ ấn tượng khẳng định lớn rất. Ảnh hưởng sau này tương lai. Mà nếu là đưa nói, há chẳng phải là để cho bọn họ nhất định phải hoàn toàn tỏ rõ thái độ. Muốn theo những người khác quyết liệt. Nói thật, như vậy chuẩn bị, bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn chuẩn bị xong. Nhưng bây giờ, nhưng cũng phải là tên đã lắp vào cung, không phát không được. Chỉ gặp Kim Hồn thở một hơi thật dài, cắn răng, chuyển hướng vậy ngai vàng trước Phách Thiên. Chậm rãi nói, đại thủ lãnh, nếu không sẽ để cho ta mang Vân Như Nguyệt tiểu thư, còn có Hoàng tiên sinh đi nghỉ ngơi chứ. Lời vừa nói ra, trong đại điện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người đều con ngươi thật sâu nhìn hắn. Không sai, hắn Kim Hồn, đã là tỏ thái độ. Phách Thiên không lên tiếng, chẳng qua là một mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Những người khác, hiếu hộ pháp quân xà, sừng người trung niên cùng với Thanh Thứ, trẻ cũng là một mặt lạnh lùng, không thân nhìn hắn. Một lát sau, trực tiếp là rời ánh mắt, nhìn về cuối cùng hai người kia. Kim Hồn bên cạnh hai vị nam đại kiện tướng,
nhìn lẫn nhau, rốt cuộc vẫn là cắn răng, nói. Đại thủ lãnh, để cho chúng ta cũng đi đi. Tên đã lắp vào cung, rốt cuộc, bọn họ vậy làm ra mình lựa chọn. Hắc Phong Hạp Tả hộ pháp Kim Hồn, cùng với hai người bọn họ năm đại kiện tướng, lựa chọn bỏ qua từ trước, đầu dựa vào đến đối phương Vân Chân Đan Vương dưới quyền. Mà ở thấy cảnh tượng như vậy, Vân Như Nguyệt ngược lại là trong lòng có chút đắc ý, trên mặt ngạo mạn cười lạnh. Vô luận bọn họ trước khi mục tiêu là cái gì, nhưng bây giờ, mới có thể có một cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp, hai cái yêu thú cấp 3 tam trọng thiên lựa chọn đầu dựa vào bọn họ. Như vậy thu hoạch, cũng coi là cực kỳ phong phú. Bồn mãn bát mãn. Cùng lúc đó, vậy bao phủ ở Hoàng Liệt trên người khí thế kinh khủng, vậy rốt cục thì một chút xíu, chậm rãi tản ra. Làm Hoàng Liệt sắc mặt trắng bệch bừng tỉnh, sợ hãi, coi là kẻ thù nhìn Phách Thiên, há mồm thở dốc. Phách Thiên đại thủ lãnh, chuyện hôm nay, ta Hoàng Liệt không răng không quên. Đi theo liền gặp hắn cắn răng nghiến lợi nói, mặt đầy phiền muộn, cùng với tức giận. Nhưng mà, Phách Thiên nhưng liền cảnh đều giống như lười để ý hắn. Chỉ gặp hắn cuối cùng nhìn một cái Kim Hồn, còn có hai người khác, sau đó ánh mắt hắn liền rơi xuống Vân Như Nguyệt trên mình, nhàn nhạt mở miệng nói. Vân Chân Đan Vương ý nghĩa, ta suy tính một chút. Các người xin cứ tự nhiên đi. Phách Thiên gương mặt lãnh đạm. Hừ, gặp Phách Thiên lại có thể coi thường mình, Hoàng Liệt mặc dù cảm giác được tức giận, nhưng là, vậy không thể làm gì. Rồi sau đó, liền gặp hắn rất miễn cưỡng đem khẩu khí này biệt hạ, giơ tay lên hướng Phách Thiên cung kính cười lạnh nói. Phách Thiên đại thủ lãnh, chuyện hôm nay, nếu có vô lễ, ta thay Đan Vương hướng ngươi nói xin lỗi. Chúng ta thành U Lang Vân gia, kỳ vọng ngươi có rãnh rỗi làm khách. Dứt lời sau đó, liền gặp hắn cũng không muốn ở lâu, xoay người hướng về phía bên ngoài đại điện bước đi. Phía sau, Kim Hồn cùng với khác hai năm thứ năm đại học đại kiện tướng cũng mặt không cảm giác đi theo. Đến khi vậy mấy người đều đã từ vậy trong đại điện rời đi sau đó, một đạo nặng hồn lạnh lùng thanh, lúc này mới âm lãnh vang lên. Hừ, ba tên phản đồ, thanh thứ lạnh như băng nói. Được, nghe vậy, Phách Thiên lớn bàn tay giơ giơ, nhàn nhạt nói, người có chí riêng. Nếu bọn họ lựa chọn Vân gia, đây cũng là chính bọn hắn lựa chọn, chúng ta không có quyền can thiệp. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại hỏi, đúng rồi, Thanh Thứ, người mới vừa nói âm mưu, đó là cái gì? Đúng vậy, Thanh Thứ, âm mưu gì? Quân xà cũng là không nhịn được nói. Hôm nay, nếu không phải Thanh Thứ đột nhiên nhúng tay vào phá rối một phen, chính bọn họ cũng không có đem cầm, đại thủ lãnh kết quả sẽ làm ra lựa chọn như thế nào? Ký huyết hồn quyển trục, đó là nộp mạng. Không ký, cái này sợ rằng lại sẽ làm Hắc Phong Hạp từ trên xuống dưới, cũng đau lòng à. Thật là ác độc giết tâm kế. Mà vậy sừng người trung niên tựa hồ đầu óc không quay được như thế chỗ cong. Chỉ có thể nhìn Thanh Thứ, chờ đợi hắn giảng giải. Các người không phát hiện sao? Ngày đó mây đan, bọn họ đã cầm đi. Thanh Thứ chậm rãi nói. Cầm đi, mọi người ngẩn người. Quân xà nói, lấy đi thì đã có sao? Đúng vậy, lấy đi thì đã có sao? Không nên lấy đi sao? Nếu là ta đoán không lầm mà nói, bọn họ đánh từ vừa mới bắt đầu, liền không dự định chân chính cầm ra vậy mấy viên thiên vân đan. Thanh Thứ con ngươi nhanh tránh, nhàn nhạt nói các người suy nghĩ một chút, nếu như đại thủ lãnh thật ký xuống vậy huyết hồn quyển trục, đến lúc đó, còn không phải là mặc cho bọn họ định đoạt. Mọi người nghe vậy sững sốt một chút. Rồi sau đó hai tròng mắt tất cả nổi lên lau một cái tinh mang. Cùng nghĩ mà sợ vẻ. Đúng vậy, đơn giản như vậy đạo lý. Nếu như đại thủ lãnh thật ký xuống vậy huyết hồn quyển trục, hết thảy chuyện thành định cục, đến lúc đó, còn không phải là mặc cho bọn họ định đoạt. Những thứ này người âm hiểm xảo trá. Hừ, rốt cuộc nghe hiểu ngọn nguồn, vậy sừng người trung niên không nhịn được tức giận mắng một tiếng. Phổ biến mà nói. Bọn họ yêu tộc ở đầu óc lên cũng không có ưu thế, sở trường. Cho nên, rất dễ dàng bị người mưu hại. Cho nên, nếu không phải chuyện lần này quá đột nhiên. Vậy nháo được quá lớn. Bọn họ căn bản cũng không biết đi và những cái kia âm hiểm xảo trá loài người, khuấy chung một chỗ. Đây đối với tuyệt đại đa số yêu tộc mà nói, đều là hết sức ngu xuẩn, còn có nguy hiểm được là. Đại thủ lãnh, người trước nhờ ta chuyện điều tra tình, bây giờ cũng có chút manh mối. Nhưng vào lúc này, Thanh Thứ lại lên tiếng lần nữa nói. Chẳng qua là, hắn nói lời này, nhưng không nhịn được theo bản năng cắn răng nghiến lợi.
mặt đầy âm lãnh, vẻ giận dữ. Phải không, có cái gì mặt mũi? Phách Thiên thấy Thanh Thứ trên mặt cắn răng nghiến lợi, không khỏi cau mày. Trong lòng có chút bất an. Đây là kết quả của điều tra. Đại thủ lãnh, chính ngài xem đi. Thanh Thứ quăng ra một bản óng ánh tỏa sáng ngọc phù. Đi theo rơi xuống Phách Thiên vậy lớn lòng bàn tay chính giữa. Nghe vậy, Phách Thiên lập tức đem mình thần thức ném vào ngọc phù chính giữa. Một lát sau, một cổ kinh khủng yêu khí, đi đôi với một đạo giận dữ tiếng gào thét, ở trong đại điện này ầm ầm vang dội đứng lên. Cái gì, Vân Chân lão thất phu hắn lại có thể? Hống! Phách Thiên lại trực tiếp là tức giận phát ra một tiếng giống giận, trong ánh mắt hiện ra giận dữ vẻ. Cả người gân xanh nổi lên, dữ tợn dị thường, yêu khí cuồn cuộn, làm đại điện này bên trong đều bắt đầu lay động, rung chuyển. Thấy tình cảnh này, vậy hữu hộ pháp quân xà cùng với sừng người trung niên trực tiếp là thần sắc kinh biến đứng lên. Kinh ngạc nói. Đại thủ lãnh, Thanh Thứ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thiếu hạp chủ đã chết, bị Vân Chân lão thất phu làm là đầu sỏ, giao cho thiên hạc yêu tộc phương tộc. Thanh Thứ cũng là mặt đầy âm trầm, cắn răng nghiến lợi nói. Cái gì? Hữu hộ pháp quân xà cùng với sừng người trung niên sắc mặt lập tức biến. Mặt mũi ngay tức thì trở nên được dữ tợn. Cái này Vân Chân lão thất phu lại dám đùa bỡn chúng ta. Đại thủ lãnh, nếu không chúng ta trực tiếp đi đem bọn họ giết, thay thiếu hạp chủ trả thù. Chỉ gặp vậy tính cách nóng nảy hữu hộ pháp quân xà đằng đằng sát khí nói. Trực tiếp là liền muốn giết người. Mà hắn trong miệng bọn họ, hiển nhiên, tất nhiên là Vân Như Nguyệt cùng với Hoàng Liệt không thể nghi ngờ. Chúng ta Hắc Phong hạp chết một cái thiếu hạp chủ, người Vân Chân chết cái tôn nữ, cái này rất công bằng công chính, không phải sao? Hữu hộ pháp, bình tĩnh một chút. Có thể Thanh Thứ vẫn còn là lập tức nói như vậy nói. Lắc đầu một cái, thần sắc có chút không biết làm sao theo ảm đạm, đừng nói là chúng ta bây giờ. Coi như là chúng ta Hắc Phong hạp thời kỳ toàn thịnh, dám hướng vậy Vân Chân ra tay, cũng là tự tìm cái chết. Vậy thì như thế nào? Ta không sợ chết, hữu hộ pháp lập tức nói. Ngươi không sợ chết, vậy chúng ta Hắc Phong hạp từ trên xuống dưới đâu? Thanh Thứ hỏi ngược lại hắn một câu, bất đắc dĩ nói, luôn không khả năng, để cho bọn họ bồi chúng ta cùng nhau điên. Hoặc là dứt khoát liền đem cái này Hắc Phong hạp giải tán chứ. Ta, vậy hữu hộ pháp quân xà cả người cứng đờ, yên lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn là chỉ có thể không biết làm sao thân thể sụi lơ ngồi về chỗ ngồi. Nhắm mắt lại, ánh mắt có chút thống khổ. Đều bị khi dễ như vậy tới cửa, vẫn không thể phản kích, bởi vì không địch lại. Như vậy cảm giác, thật sự là làm hắn quá khó chịu. Đại thủ lãnh, ta lần này đi thành U Lang, còn chiếm được thứ nhất tin tức. Đi theo liền gặp Thanh Thứ lắc đầu một cái, lại nói. Tin tức gì, vậy giận dữ sau Phách Thiên cũng có chút tâm trạng thấp xuống. Thấp giọng nói. Loại này cảm giác vô lực, đối với bọn họ yêu tộc tính cách mà nói, thật sự là quá khó chịu. Thật quá khó khăn bị. Nhan Chân phái mật mưu liền rất nhiều năm. Bây giờ rốt cục thì muốn phải thử đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực. Bây giờ đang các phe triều binh mãi mã, mà vậy Vân Chân lão thất phu, tựa hồ đã cùng bọn họ đi tới một khối mà. Thanh Thứ một hơi nói xong lời này. Nhan Chân phái muốn phải thử đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực ngai vàng, cái này ở thành U Lang nháo rất lớn, không người không biết không người không hiểu. Nếu không phải là bọn họ Hắc Phong hạp vị trí địa lý. Thật sự là theo vậy thành U Lang quá mức Nam Viên Bắc rút lui. Một cái ở Đông, một cái ở Tây, ước chừng cách nhau hơn 6 vạn bên trong. Nếu không, bọn họ làm sao cũng không khả năng không thu được tin tức này mới đúng. Nhan Chân phái, nghe vậy, mọi người tại đây con ngươi lại là rụt một cái. Nếu như nói, Vân Chân người như vậy vật, đối với bọn họ Hắc Phong hạp mà nói đã là khó mà tương đương liền nói. Như vậy Nhan Chân phái. Thì càng là bọn họ căn bản là so không dậy nổi khủng bố núi cao. Nhan Chân phái chỉ là trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ, liền tối thiểu không thấp hơn 5. Huống chi, hắn đại trưởng lão còn lại là danh chấn toàn bộ thành U Lang bên trong khu vực trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên tồn tại. Cái này bây giờ có loại nào chênh lệch thật lớn, liếc qua thấy ngay. Vân Chân không đầu dựa vào Nhan Chân phái thời điểm, bọn họ Hắc Phong hạp cũng không chọc nổi. Chớ nói chi là hiện tại, thành U Lang một trong 5 lớn đan vương Vân Chân, cộng thêm Nhan Chân phái như vậy tổ hợp, lại là làm bọn họ tuyệt vọng. Hụ hụ hụ,
khụ khụ khụ. Nhưng vào lúc này, vậy ngai vàng trước Phách Thiên đột nhiên một hồi ho khan kịch liệt, rồi sau đó, một hớp mang màu tím đen sáng bóng huyết dịch, liền từ hắn trong miệng không cách nào khống chế phun ra ngoài. Đại thủ lãnh ngươi thế nào? Mọi người sắc mặt biến. Không có chuyện gì, Phách Thiên phất phất tay, tỏ ý mình không có sao. Hồi lâu sau, mới gặp hắn sắc mặt chán nản lắc đầu một cái, nói trước khi bệnh cũ phạm vào. Hơn nữa khí huyết công tâm. Bệnh cũ, chẳng lẽ là... Mọi người nghe vậy sững sốt một chút, rồi sau đó đồng loạt sắc mặt có chút khó coi. 18 người trước, Phách Thiên từng cùng một vị rất lợi hại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cường giả quyết tử chiến một trận. Đến cuối cùng, hắn mặc dù thắng, nhưng lưu lại nghiêm trọng tai họa ngầm theo nội thương. Những năm gần đây, Phách Trời mặc dù một mực cố gắng, muốn ma bình vậy tai họa ngầm, vết thương cũ, nhưng vẫn là một mực không thể thành công, còn kém một bước cuối cùng. Mà bây giờ, liên tiếp vọt tức giận cùng tâm trạng biến hóa đả kích, làm hắn câu động trong cơ thể vết thương cũ, tai họa ngầm. Khí huyết công tâm. Mà cái này đối với bọn hắn bây giờ mà nói, nhất định chính là liên tiếp gặp tai nạn à. Bởi vì thân có bệnh kín dưới trạng thái Phách Thiên, sợ rằng hắn sức chiến đấu, sẽ trực tiếp thấp tới theo hữu hộ pháp quân xà không nhiều lắm khác biệt. Hữu hộ pháp quân xà chính là một vị yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong, mặc dù vậy rất mạnh, nhưng loại trình độ này nếu là muốn đối mặt một vị trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ nói. Vậy còn chưa đủ. Đổi câu mà nói, thật nếu là xích mích, vậy Vân Chân đem thủ hạ mình hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tứ trọng thiên cao thủ phái tới một vị, vậy bọn họ Hắc Phong Hạp, không phải hoàn toàn xong rồi. Thật nếu là xích mích, thẹn quá thành giận Vân gia, lại làm sao có thể sẽ bỏ qua cho bọn họ Hắc Phong Hạp. Tức chính là vì chấm dứt hậu hoạn, vậy nhất định sẽ đem bọn họ Hắc Phong Hạp tiêu diệt à. Trừ phi là Phách Thiên bây giờ là có thể đem bên trong thân thể bệnh kín diệt trừ. Không, cái này cũng còn chưa đủ. Diệt trừ bên trong thân thể bệnh kín sau, trừ phi là Phách Thiên vẫn có thể tiếp tục đột phá đến yêu thú cấp 3 tứ trọng thiên cảnh giới, chỉ có như vậy, mới có thể ổn định cục diện. Thậm chí là, trả thù, nhưng mà vậy căn bản cũng không có thể. Vân Chân, vậy ngai vàng trước Phách Thiên lớn trong tròng mắt trực tiếp là bắn ra hai món yêu quang, trên mình tản ra tiêu nghiêm túc sát khí. Từ hắn trong miệng khạc ra hai cái lạnh như băng chữ. Nhưng sau đó, liền gặp thật sâu sâu thở dài, lắc đầu một cái, Phách Thiên chậm rãi nói, Thanh Thứ, bí mật giải tán chúng ta Hắc Phong Hạp người. Là ta Phách Thiên thật xin lỗi bọn họ, nhưng là... Bây giờ có thể đi nhiều ít, liền đi nhiều ít đi. Đại thủ lãnh. Nghe vậy, Thanh Thứ, quân xà, sừng người trung niên câu cũng trên mặt thần sắc cả kinh. Nhưng rồi sau đó, bọn họ nhưng cũng là không biết làm sao, oán giận buông tha khuyên ý niệm. Sâu đậm than thở một tiếng. Ai? Bởi vì bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng, đây đúng là, hiện thực thì, tốt nhất phương thức xử lý. Ta hiểu ý, Phách Thiên đại nhân, tiểu thương khôn trở về, người muốn không muốn đi thăm hắn. Thuận tiện giải sầu một chút, đi theo liền gặp Thanh Thứ chậm rãi mở miệng, dứt lời hạ sau đó, lại thích giống như đột nhiên vang lên cái gì, tiếp tục nói. À, thương khôn trở về. Cái này đều đã mấy chục năm không có thấy hắn chứ. Được rồi, ta đi xem. Phách Thiên nghe vậy hơi sững sờ, chợt bóng người động một cái, trực tiếp là hướng vậy bên ngoài đại điện đi ra ngoài. Thân hình càng ngày càng nhỏ, cuối cùng, trở thành một người cao chừng. Hắn bây giờ đích xác là cần muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, tìm người giải buồn một chút, bất an nói, bên trong thân thể hắn ám tật, bởi vì tâm trạng ảnh hưởng, sợ rằng sẽ nghiêm trọng hơn. Đến lúc đó, thì thật là thần tiên tới, cũng khó cứu. Cùng lúc đó, Trần Phi đang cùng Thương Khôn ở đó Hắc Phong Hạp lớn nhất, sang trọng nhất trên tử lâu uống rượu. Trần Phi trong tay cầm một bản ánh vàng rực rỡ thiệp mời, thần sắc vô cùng là kinh ngạc nói, người nói đây là Nhan Chân Phái đưa tới. Buổi tối mời chúng ta đi tham gia hội đấu giá. Tại sao bọn họ sẽ đưa tới vật này? Trần Phi cầm trong tay thiệp mời có chút đờ đẫn, không rõ cho nên. Dẫu sao ở chỗ này trước. Hắn theo vậy Nhan Chân Phái người mới vừa nháo qua một lần, giết không ít người, mũi châm đối với mạch mang, nhưng còn bây giờ thì sao? Đối phương lại có thể không giải thích được đưa tới một giấy thiệp mời, mời hắn đi tham gia cái gì hội đấu giá. Ngươi nói trong này không quỷ, phỏng đoán liền quỷ đều không tin. Ta cũng không biết bọn họ tại sao phải đưa tới cái này thiệp mời,
bất quá, ta trước ở bên ngoài nghe được một ít tiếng gió tin đồn. Thương Khôn nói. Phong Thanh gì tin đồn? Trần Phi hứng thú, tò mò hỏi. Ta nghe nói, cái này Nhan Chân phái tựa hồ gần đây đang có ý đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Ngai Vàng. Cho nên gần đây cũng đang khắp nơi chiêu binh mãi mã, lôi kéo thế lực khắp nơi, là hắn tạo thế. Chẳng lẽ, bọn họ xem chủ nhân thế lực ngài như thế lợi hại, cũng muốn bất kể trước khiêm, lôi kéo chúng ta? Thương Khôn trần chờ nói. Đánh vào thành U Lang thứ 5 lớn đứng đầu cấp thế lực Ngai Vàng. Trần Phi nghe vậy ngẩn người, chợt cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra nhàn nhạt cười nhạt. Rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nói, theo ta xem à, bọn họ có thể không phải là muốn lôi kéo chúng ta, mà là muốn cầm chúng ta lập uy. Cầm chúng ta lập uy. Thương Khôn nghe vậy cũng là sững sờ, rồi sau đó liền gặp hắn cặp kia già nua trong con ngươi, nổi lên một người tinh mang. Chủ nhân, ngài là nói. Thương Khôn sắc mặt có chút khó khăn xem, cũng có chút hồi qua tương lai. Trước Trần Phi và Hắc Bạch Nhị lão đại chiến sự kiện kia, truyền khắp toàn bộ Hắc Phong Hạp, làm Nhan Chân phái mặt mũi quả thật có chút không ánh sáng. Mà lần này, Nhan Chân phái bầy cục, quần hùng hội tụ, đến lúc đó nếu là đối phương có thể đem chàng tử này tìm trở về. Vậy đích thực coi như là đang lấy hắn cửa lập uy. Hơn nữa còn nhân tiện báo trước đây thù, có thể nói là một lần hành động hai được. Dẫu sao trước Trần Phi nơi bày ra thực lực, lực chiến hai đại trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 trời cao tay bất bại. Như vậy trình độ bị kéo ra ngoài lập uy, đương nhiên là hoàn toàn đủ tư cách. Nghĩ đến đây, Thương Khôn sắc mặt có chút căm giận. Nhìn Trần Phi, Trần chờ nói, vậy buổi đấu giá này chúng ta không đi. Đi, tại sao không đi? Có thể Trần Phi nhưng lại có thể trực tiếp lắc đầu một cái, nói, những tên kia muốn mang đá lên đập mình chân. Chúng ta thế nào mà không là? Hơn nữa, bọn họ muốn cầm chúng ta lập uy, ta làm sao thường đều không phải muốn cầm bọn họ làm đá mài đao. Mọi người như nhau. Đá mài đao, Thương Khôn con người hơi ngẩn ra, rồi sau đó đột nhiên nổ bắn ra ra lau một cái thành tựu xuất sắc. Kinh ngạc vui mừng nhìn Trần Phi, nói chủ nhân, chẳng lẽ nói ngươi lại phải đột phá? Hắn bây giờ tựa hồ đã rõ ràng Trần Phi trong lòng. Mỗi tương ứng Trần Phi sắp thời điểm đột phá, cũng biết muốn làm chút chuyện đi ra, trợ giúp chính hắn đánh vỡ cổ trai. Lần này hơn phân nửa giống như cũng là như nhau chứ. Nhanh, nếu là những tên kia có thể giúp ta một tay. Ừ, Trần Phi cười nói trước, đột nhiên, hắn trong miệng nói lại đột nhiên trệ ở, ánh mắt từ từ hướng hành lang một phương hướng cau mày nhìn lại. Ở nơi đó, một đầu người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ đang có nhiều ý vị đánh giá bọn họ. Yêu khỉ hiện ở lúc này mặc dù tận lực thu liếm khí thế, nhưng, Trần Phi nhưng chú ý tới, hắn toàn thân đều bị ánh sáng nhàn nhạt hoa cái gọi là lượn quanh. Vậy ánh sáng rực rỡ phảng phất là có cực độ lực lượng cường hãn, cất giấu đáng sợ đồ. Coi như là hắn, ở nhận ra được sau đó, vậy theo bản năng trong lòng có sợ hãi. Nhất thời, Trần Phi tại chỗ có chút biến sắc, nhìn vậy đối phương ánh mắt, vậy tràn đầy kiêng kỵ. Hắn đã cảm giác được, con khỉ này. Tất nhiên là một vị cao thủ tuyệt thế. Rất đáng sợ. Ừ, lại có thể bị phát hiện. Vậy người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ hơi ngẩn ra, không nghĩ tới Trần Phi có thể phát hiện mình. Trong con người hơi lướt qua vẻ kinh dị. Nhưng sau đó, liền gặp hắn lắc đầu một cái, thoải mái hướng Trần Phi bàn kia tử đi tới. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười xuất hiện ở Thương Khôn bên tai, Thương Khôn, đều trở về, lại vẫn không đến xem ta sao. Thương Khôn nghe được cái thanh âm này cả người chợt run lên, rồi sau đó liền gặp cặp mắt mang kinh dị xoay người lại, nhìn vậy yêu khỉ, môi run rẩy nói, lớn, đại thủ lãnh. Nguyên lai, cái này người mặc khôi giáp màu tím nhung mao yêu khỉ không phải người khác, chính là vậy mới từ trong cung điện rời đi Phách Thiên. Rời đi cung điện sau đó, hắn liền trực tiếp tìm tới nơi này. Ở Hắc Phong Hạp, hắn Phách Thiên muốn tìm một người, vậy đối phương, đơn giản là sẽ không che giấu. Làm sao, không hoan nghênh ta, Phách Thiên trực tiếp là đại mã kim đao ngồi vào Trần Phi bọn họ bàn này lên. Lại tùy ý cầm lên rượu trên bàn, hướng về phía ực một hớp. Lúc này mới ánh mắt tỉ mỉ rơi vào Thương Khôn trên mình quan sát, cười nói quả nhiên là đã trở thành yêu thú cấp 3. Thương Khôn, người cuối cùng là nghĩ thông suốt, chuẩn bị muốn trở về sao? Bị Phách Thiên một chuỗi cướp bạch, Thương Khôn hơi có chút ở vào ngẩn ra trong.
Bất quá, Phách Thiên Câu nói sau cùng ý nghĩa, hắn nghe vẫn là rõ ràng. Chỉ gặp hắn nghe vậy sắc mặt hơi đổi một cái, sau đó, mới gặp hắn cắn răng, nhìn Phách Thiên nói, đại thủ lãnh, không phải. Ta lần này, là theo chân chủ nhân cùng đi. Chủ nhân, nghe vậy, Phách Thiên trên mặt thần sắc chợt biến đổi, cặp mắt âm trầm xuống, nhìn Thương Khôn, rồi sau đó cặp mắt kia lại rơi xuống Trần Phi trên mình, lau một cái nhàn nhạt giễu cợt xuất hiện ở khóe miệng. Ngươi nói chủ nhân là hắn, Thương Khôn, chẳng lẽ nói ngươi là có cái gì cái chuôi rơi vào hắn trong tay? Yên tâm, có ta ở đây, ta vì ngươi làm chủ. Vừa nói, Phách Thiên trong cơ thể trực tiếp là có một cổ kinh khủng, cường hãn uy áp mãnh liệt ra, chèn ép ở Trần Phi trên mình. Cùng lúc đó, một đạo lạnh lùng, tràn đầy sát ý thanh âm, trực tiếp là ở bên trong tử lâu nổ vang. Ta bỏ mặc ngươi ở Thương Khôn trên mình để lại uy hiếp gì? Bây giờ, giải trừ hết thảy, ta lưu ngươi một cái toàn thây, nếu không, ngươi sẽ hối hận. Phách Thiên lạnh như băng uy nghiêm nói. Uy áp kinh khủng rơi vào Trần Phi trên mình, làm hắn cảm giác được khủng bố. Làm hắn cảm giác được ngày tận thế hạ xuống. Hừ, rên lên một tiếng, sát theo liền gặp hắn khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp là từ trong miệng phun ra ngoài. Nhưng tức đã là như vậy, hắn bây giờ vậy vẫn là còn thừa nhận vô cùng là uy áp kinh khủng. Làm hắn hàm răng chặt chẽ cắn, ánh mắt có chút dữ tợn. Đối phương vừa lên tới, liền như thế chăng phân phải trái đối với hắn ra tay, cũng có phần quá bá đạo đi. Bất quá, đây đối với phương vậy đúng là có như vậy thực lực. Ít nhất hiện nay hắn, coi như là 10, 100 cái, cũng không thể ở trong tay đối phương dâng lên cái gì nước. Mà đây, cũng chính là tu chân giới chính giữa quả đấm lớn nhất. Thực lực phi tôn. Chẳng qua là bây giờ loại này cảm thụ, thật đúng là quá nín thở liền à. Cùng lúc đó, Thương Khôn, cùng với mọi người tại đây, sắc mặt cũng đi theo ngay tức thì thay đổi. T. Đây là thế nào, chuyện gì xảy ra mà? Vậy, đó không phải là Phách Thiên đại thủ lãnh sao? Hắn đây là thế nào? Tốt uy áp kinh khủng, đây chính là Phách Thiên đại thủ lãnh thực lực. Bên trong tử lâu, tất cả mọi người đều là một phiến chiến lật. Thậm chí rất nhiều người cũng đã là lựa chọn thông minh nhanh chóng đường chạy rời đi. Không có biện pháp, đối với bọn họ mà nói, cái này Phách Thiên đại thủ lãnh thực lực thật sự là quá khủng bố. Yêu thú cấp 3 tam trọng thiên đỉnh cấp. Coi như là hắn bây giờ bị thương rất nghiêm trọng, có dấu tai họa ngầm, nhưng là, vậy đối với bọn họ những người này mà nói, căn bản cũng không phải là cần phải cân nhắc mấu chốt. Bởi vì liền hiện nay Phách Thiên triển lộ ra khí thế tới xem, coi như là tầm thường trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên cao thủ tới. Vậy tất nhiên, tuyệt đối được hô hấp khó chịu, sắc mặt đỏ lên. Cho nên, bọn họ căn bản là không ngăn được cái này uy thế kinh khủng. Chỉ có thể lựa chọn tạm thời chạy đi. Bất quá, Phách Thiên đại thủ lãnh hắn đây là thế nào? Tại sao đột nhiên sẽ? Ông, nhưng vào lúc này, ẩn giấu ở Trần Phi trong cơ thể một tòa phong cách cổ xưa huyền tháp, rốt cục thì thần bí phát ra liên tiếp chuỗi chiến minh chi âm, ánh sáng lóe lên, dung nhập vào Trần Phi thân thể, cuối cùng là miễn cưỡng đem vậy uy thế kinh khủng cho chặn lại. Đây là bát cung huyền tháp. Năm đó trận kinh không hai lớn bổn mệnh pháp bảo một trong. Nếu không phải bởi vì pháp bảo này cũng không phải là Trần Phi tất cả, bây giờ lại chẳng qua là bị động phòng ngự, cái này, chính là, một đạo uy thế, thật đúng là không thể như vậy quát tháo. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, có cái này bát cung huyền tháp trợ giúp, Trần Phi ngược lại là dễ chịu hơn rất nhiều. Đi theo liền gặp hắn hai tròng mắt vừa nhấc, vậy đao tước gương mặt, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, lạnh lùng nhìn đối phương. Nói, nguyên lai đây chính là các người Hắc Phong Hạp Đạo đãi khách. Hôm nay, cuối cùng là kiến thức, thật đúng là bá đạo à. Ừ, nhất thời Phách Thiên chân mày là hơi nhíu nếp nhăn, ánh mắt trầm xuống. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới, Trần Phi lại có thể ngăn cản uy thế của hắn, còn như vậy mở miệng giễu cợt hắn. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, bất quá rồi sau đó liền gặp hắn lắc đầu một cái, nhàn nhạt mở miệng. Một cái lông nhung bàn tay đưa ra, ánh sáng màu tím tràn ngập, dọc theo làm người ta rợn cả tóc gáy yêu khí chập chờn. Nếu chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vật thì dứt khoát tiêu diệt tính. Vèo. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn, chắn hắn và Trần Phi ở giữa. Nhưng là Thương Khôn rốt cuộc bừng tỉnh, sắc mặt kích động nói, đại thủ lãnh, ngươi làm gì?
mau dừng tay. Ừ, Phách Thiên nghe vậy thấy vậy ngẩn người, đưa ra bàn tay treo trên không trung, cũng không có thu hồi. Rồi sau đó liền gặp hắn cau mày nói, người này nhốt với ngươi, cưỡng ép đem ngươi thu làm người ở người. Ta bây giờ là giúp ngươi, chẳng lẽ, ngươi không muốn lấy được tự do lần nữa? Hiển nhiên, hắn đây hoàn toàn là ở mình cho rằng và ảo tưởng chính giữa. Chỉ nghe được Thương Khôn nói một cái, chủ nhân, hai chữ, liền cho rằng, Trần Phi tuyệt đối là dùng cái gì hèn hạ vô sỉ thủ đoạn, mới khiến cho Thương Khôn không biết làm sao, trở thành hắn người làm. Như vậy lý nơi làm người cho rằng, như vậy tự cho là đúng. Cho nên hắn hành động bây giờ, là đang giúp Thương Khôn, giúp hắn khôi phục tự do. Có thể hắn nhưng không nghĩ ra, tại sao bây giờ Thương Khôn lại còn muốn ngăn trở hắn. Đại thủ lãnh, chuyện này là ta tự nguyện, cho nên, mời ngươi không nên hiểu lầm. Nhưng mà Thương Khôn sau đó nhưng nói như vậy nói. Tự nguyện, ẩu tả, nghe vậy, Phách Thiên đầu tiên là sững sốt một chút. Rồi sau đó liền gặp hắn cau mày trực tiếp là phẫn nộ quát, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang nói gì? Đây nếu là để cho ngươi chết đi ra ra biết, hắn dưới cửu tuyền, vì sao an? Vừa nghe đến Phách Thiên lại nhắc lại ra ra mình sự việc, Thương Khôn chân mày trầm một cái, chậm rãi nói, đại thủ lãnh, đây là tự ta sự việc, cho nên, mời ngài đừng can dự nữa, được không? Nghe gặp Thương Khôn nói như vậy, Phách Thiên trực tiếp là tức giận quá sức. Bởi vì là cứ như vậy, đây hoàn toàn là được hắn hình như là ở xen vào việc của người khác, hoành hành bá đạo. Nhất thời, bởi vì tâm trạng kích động, khí huyết dâng trào, Phách Thiên sắc mặt rốt cuộc lại là đổi một cái. Một hớp nghịch huyết xông lên cổ họng, đi theo, liền từ vậy trong miệng trực tiếp là phun ra ngoài. Đại thủ lãnh, người thế nào? Thấy vậy, Thương Khôn chợt mặt liền biến sắc, kinh hoàng nói. Thành tựu người tu luyện. Dưới tình huống bình thường làm sao có thể sẽ hộc máu? Trừ phi là bị thương rất nghiêm trọng, thân có bệnh kín, không áp chế được. Nhưng mà, Phách Thiên đại thủ lãnh hắn làm sao biết bị nghiêm trọng như vậy tổn thương? Hắn thực lực mạnh như vậy hắn, không thể nào đâu. Ừ, mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi con người cũng là hơi đông lại một cái. Nhưng sau đó, liền gặp hắn bĩu môi cười lạnh cười, kêu ngươi xen vào việc của người khác, lần này tới báo ứng chứ. Bất quá, chuyện này ngược lại là trở nên có chút ý à. Không có chuyện gì, bệnh cũ. Phách Thiên rốt cục thì lấy lại được sức. Sắc mặt trắng bệch khoát tay một cái, tỏ ý mình không có sao. Bất quá sau đó, lại gặp hắn lạnh lùng nhìn về Trần Phi, nhàn nhạt khủng bố yêu khí tràn ngập ra, nói, thằng nhóc, ta bỏ mặc ngươi theo Thương Khôn đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng là, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là thả hắn tự do, nếu không. Nói xong lời cuối cùng, hắn răng dày đặc, nhìn Trần Phi trong con ngươi lộ ra mấy phần ý định giết người. Ở hắn xem ra, Thương Khôn hẳn là bị Trần Phi chung hoặc liền cái gì, nếu không, làm sao sẽ như vậy đen trắng không phân chia, hồ đồ ngu xuẩn. Nghe vậy, Thương Khôn trên mặt thần sắc lại rồi trực tiếp là đổi một cái. Rồi sau đó liền gặp hắn nhìn Phách Thiên, một mặt ngưng túc nói, đại thủ lãnh, ta biết ngươi là vì ta tốt, nhưng là, chuyện này thật là ta tự nguyện. Cho nên, mời ngươi không muốn lại gây khó khăn cho ta được không? Thực vậy, hắn ban đầu đáp ứng thành là Trần Phi người làm, là bởi vì là muốn cứu Lam Kình số mệnh. Mà đến bây giờ, hắn lý niệm cũng đã là sớm đã có biến hóa long trời lỡ đất. Trần Phi tiềm lực, thiên phú, các loại thủ đoạn, thật là làm hắn hoa cả mắt, cảm giác được rung động. Thậm chí đáng sợ. Đây thật là một cái đủ rồi được gọi là cái thế yêu nghiệt, khoáng thế nhân vật thiên tài. Cho nên, có thể thành là nhân vật như vậy người làm, không phải cưỡng bách, cũng không phải bi kịch, càng không phải là không tình nguyện. Mà là hắn Thương Khôn vận khí. Huống chi, trọng yếu hơn chính là. Như bây giờ sinh hoạt, mới làm hắn chân chính lần nữa tìm về tích cực hướng lên. Chân chính lần nữa tìm được có thể là ra hắn hy vọng báo thù. Mà không phải là giống như trước như vậy, trù xúc cả đời, thành tựu hoàn toàn không có. Đây mới thật sự là than thở. Không nên để cho hắn làm khó. Sau khi nghe, Phách Thiên vậy là thật có chút ngây ngẩn. Không nghĩ tới Thương Khôn lần này lại sẽ, nhập ma, sâu như vậy, hoàn toàn giống như là bị tẩy não. Sát theo, ngay tại hắn lần nữa chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện. Một đạo nhàn nhạt tiếng cười lạnh, trực tiếp là vang lên. Như thế có dỗi dãnh để ý chúng ta sự việc, tại sao trước không quản quản chính ngươi? Phách Thiên đại thủ lãnh.
người cái này cả người tổn thương, người cảm thấy người thân thể vẫn có thể chống đỡ bao lâu? Trần Phi thản nhiên nói. Nghe vậy, Thương Khôn, Phách Thiên hai mặt người sắc đều là lập tức biến. Nhất là cái trước, hắn biết, Trần Phi vậy cũng sẽ không thả không chi thỉ. Như vậy nói cách khác, Phách Thiên đại thủ lãnh tổn thương, thật là rất nghiêm trọng. Cũng sắp không nhịn được. Cái này cùng ngươi không liên quan. Vừa nghe gặp Trần Phi nhắc tới mình tổn thương, Phách Thiên hơi biến sắc mặt một chút đổi, lạnh lùng nói. Cái này đích xác là hắn hiện nay lớn nhất lòng mắc, nhưng mà, cái này lại theo Trần Phi loại này tiểu tử chưa ráo máu đầu có quan hệ thế nào. Phách Thiên lớn, nghe vậy thấy vậy, Thương Khôn muốn nói lại thôi nhìn một cái Thương Khôn, lại không nhịn được nhờ giúp đỡ vậy nhìn xem Trần Phi. Có thể người sau nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, làm hắn muốn lời nói ra, cũng trực tiếp là cứng ở trong miệng mặt. Đối với Trần Phi luyện đan thực lực, hắn bây giờ đã có một loại mù quáng sùng bái, theo lòng tin. Cho nên, coi như bây giờ xảy ra vấn đề là Phách Thiên, đường đường yêu thú cấp 3 tam trọng thiên cường giả đỉnh phong. Trong lòng của hắn cũng là mù quáng cho rằng, có lẽ Trần Phi sẽ có biện pháp, cũng nói không nhất định. Nhưng là, rất hiển nhiên, Trần Phi nhưng cũng không có hứng thú làm như vậy. Cho nên trực tiếp là lắc đầu một cái. Làm hắn không có biện pháp lại đem câu nói kế tiếp nói ra miệng. Hơn nữa, hắn cũng không biết, Trần Phi rốt cuộc là không muốn, vẫn là không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Thương Khôn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ khẽ thở dài một tiếng. Đi theo liền gặp hắn nhìn Phách Thiên, ánh mắt thành khẩn nói, đại thủ lãnh, liên quan tới chuyện ta, đa tạ ngươi quan hệ, bất quá, đây là tự ta quyết định. Cho nên, xin ngài không nên nhúng tay liền đi, cảm ơn. Nghe vậy, Phách Thiên dĩ nhiên là sắc mặt hơi cứng đờ, trong lòng một hồi phiền não. Rõ ràng là tốt bụng, bây giờ nhưng phản ngược lại thật giống như thành là hắn càn quấy, xen vào việc của người khác. Trong lòng của hắn tự nhiên thoải mái không đi nơi nào. Hừ, đi theo, liền gặp hắn hừ lạnh một tiếng, vậy lười được lại tiếp tục dây dưa tiếp. Đứng dậy, trực tiếp là phất tay áo đi. Nếu là chính ngươi quyết định, vậy ta cũng sẽ không nhiều lời nữa. Bất quá, sau này nếu là hối hận, có thể đừng nữa đến tìm ta. Dứt lời, liền gặp hắn trực tiếp là sắc mặt âm trầm rời đi. Tâm tình tâm trạng thậm chí có chút đổi được hỏng bét hơn cao. Chủ nhân, xin lỗi. Nhìn Phách Thiên phất tay áo rời đi, Thương Khôn cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái, xoay người lại, nhìn Trần Phi nói xin lỗi nói. Cái này không liên hệ gì tới ngươi, ngươi nói xin lỗi gì. Được rồi. Ngồi xuống đi, tiếp tục uống rượu, ta không phải nhỏ nhen như vậy người. Trần Phi lắc đầu một cái, thản nhiên nói. Dạ, chủ nhân, Thương Khôn theo lời ngồi xuống. Nhưng sau đó, liền gặp hắn muốn nói lại thôi nói, chủ nhân, đại thủ lãnh hắn, thật tổn thương được rất nghiêm trọng. Tuy trước khi nói nháo rất không vui mau, nhưng từ đầu đến cuối, Thương Khôn vậy rõ ràng đối phương là vì tốt cho mình. Mà bây giờ, Phách Thiên mình thân thể đều giống như xảy ra vấn đề gì. Hắn làm sao có thể không lo lắng, không khẩn trương, mới nhanh tai họa cũ, coi như hắn có thể chống nổi lần này, vậy nhất định sẽ tu vi giảm lớn. Chưa gượng dậy nổi, Trần Phi lắc đầu một cái, cảm giác có chút buồn cười. Mình cũng sắp chết đến ập lên đầu, còn có tâm tình như vậy chạy đến đùa bỡn uy phong, vậy thật sự là không người nào à. Tu vi giảm lớn, chưa gượng dậy nổi, nghe vậy, Thương Khôn sắc mặt chợt đổi một cái, nhìn về Trần Phi. Cặp mắt hiện ra vô cùng là dãy dụa ánh sáng. Chủ nhân, Phách Thiên đại thủ lãnh tổn thương, người có thể trị không? Một lát sau, vẫn là gặp hắn cắn răng nói. Trần Phi ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói có thể. Nhất thời, Thương Khôn trong con người hiện ra vẻ ngạc nhiên mừng rỡ. Nhưng sau đó, Trần Phi lại lời nói ra, nhưng làm hắn sắp chuẩn bị bật thốt lên thỉnh cầu, trực tiếp là cứng ở trong miệng. Không nói ra được. Hắn cái này cả người tổn thương, ta có thể trị, nhưng ta xem hắn thật khó chịu, cho nên ngươi nếu muốn để cho ta thay hắn trị thương, vẫn là được rồi. Không cái đó hứng thú, Trần Phi bĩu môi, trực tiếp là không chút do dự khoát tay nói. Đối với loại này vừa mới ở trước mặt hắn uy phong qua ghét người ta hỏa, còn muốn để cho hắn đi giúp đối phương trị thương. Hiển nhiên, cái này cũng không có thể, hắn hoàn toàn không muốn. Thương Khôn sắc mặt lại thay đổi nữa đổi. Cuối cùng, vậy vẫn là chỉ có thể hóa thành một tiếng bất đắc dĩ cười khổ, theo than thở, từ trong miệng hắn mặt khạc ra.
Cái này mới vừa nháo được như thế chăng vui vẻ, hắn cũng có thể hiểu, Trần Phi vì sao không muốn là Phách Thiên đại thủ lãnh trị thương. Chẳng qua là, ai? Xem ra lại chỉ có thể đi một bước xem một bước. Nhưng vào lúc này, đột nhiên lại có mấy đạo nhân ảnh trực câu câu đi tới bọn họ bàn rượu trước. Xin hỏi là Trần Phi Trần Động chủ sao? Vậy mấy đạo nhân ảnh thủ lãnh nhân vật, một vị da đen thui ông già giơ tay lên vô cùng là khách khí nói. Ở trên người hắn, còn tản ra vô cùng là lạnh thấu xương linh khí ánh sáng, như tuyệt thế lợi kiếm che giấu ở vỏ kiếm. Không người gan dám khinh thị. Ngươi là, Trần Phi cùng Thương Khôn hai mắt nhìn nhau một cái, hai người tất cả có chút nhíu mày. Trần Phi nhìn đối phương nói. Cái này người tới cũng không đơn giản, tối thiểu, cũng là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ. Lại trọng yếu nhất chính là, loại cao thủ này lại còn chẳng qua là giống như vậy ở bên ngoài phụ trách, xuất đầu lộ diện, mà không phải là phía sau màn chủ trì. Vừa nghĩ như thế mà nói, lai lịch của đối phương, tựa hồ là có chút kinh người à. Lão phu vô danh tiểu tốt, bất quá, đại nhân nhà ta muốn gặp Trần Động chủ ngươi một mặt, không biết, có thể nể mặt đi trước. Trần Động chủ xin yên tâm, đại nhân chúng ta hắn, không có ác ý gì. Gia kia ngăm đen ông già vẫn là vô cùng là khách khí nói. Người lớn nhà ngươi, Trần Phi nghe vậy con ngươi híp một cái, quả nhiên, cái này tối thiểu đều là một vị trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên đỉnh cấp cao thủ ông già, lại thật đúng là một mã tiền chốt, đứng đầu binh. Phải, vậy thì mời phía trước dẫn đường đi. Bất quá rồi sau đó, liền gặp hắn khẽ lắc đầu, trực tiếp là đứng dậy nói. Nếu đối phương như vậy trước tới mời, cũng không có hiển hiện ra cái gì ác ý, vậy thì đi xem, vậy không có vấn đề đi. Hơn nữa hắn vậy thật tò mò, kết quả là người nào, lớn như vậy chiến trận, muốn gặp hắn. Hai vị, mời, ra kia ngăm đen ông già đi theo liền làm ra một cái tư thế mời. Mọi người ngay sau đó rời đi nhà hàng. Rất nhanh, ra kia ngăm đen ông già liền đem Trần Phi hai người dẫn tới một tòa khí phái, uy nghiêm phủ đệ kiến trúc trước. Bước lên 72 tòa nấc thang đến một đất trống trải, một tòa lớn phủ đệ cửa đứng ở trước mắt, hai bên trái phải có một tòa trông rất sống động, khí thế uy nghiêm cự thú pho tượng. Cho người cảm giác cực lớn thị giác rung động. Cùng lúc đó, phủ đệ kia ngoài cửa lớn còn có nhiều đội binh lính canh giữ trước. Các loại áo quần lố lăng tu sĩ lui tới thời gian, đầu người nhốn nháo, đạt tới náo nhiệt. Chính là chỗ này, Trần Phi ngẩng đầu nhìn lướt qua phủ đệ kia cửa ngay phía trên nguy nga, thở mạnh, ánh vàng rực rỡ bảng hiệu, ánh mắt lóe lên, ánh mắt, hơi có chút khác thường hỏi. Cái này, đây là, Phù Tiên Các, Thương Khôn lúc này cũng có chút há to miệng, gương mặt hơi có chút chấn động. Không nghĩ tới, lại có thể sẽ là Phù Tiên Các đại nhân, muốn gặp bọn họ. Từ nhỏ đến lớn đều là ở Hắc Phong Hạp lớn lên hắn, dĩ nhiên biết, Phù Tiên Các bối cảnh, lai lịch, là có kinh người giường nào, đáng sợ giường nào. Thậm chí, ở bọn họ thành U Lang Hạt Hạ bên trong, còn lưu truyền một câu nói như vậy. Đó chính là, cho dù là thành U Lang Phủ thành chủ, cũng không gặp được dám động cái này Phù Tiên Các, như vậy có thể gặp một ban. Không sai, chính là cái này. Đại nhân nhà ta đã ở bên trong yên lặng, hai vị, mời. Gặp Trần Phi hai trên mặt người, rung động, ra kia ngăm đen ông già khóe miệng hơi dơ lên cười một tiếng. Đưa tay ra, lại làm ra liền một cái tư thế mời. Ừ, Trần Phi con người chớp mắt, nhàn nhạt gật đầu. Đi theo liền gặp bọn họ hai người theo ra kia ngăm đen ông già tiến vào Phù Tiên Các nội bộ. Phù Tiên Các nội bộ vòng ngoài, chính là từng ngọn nhân khí rất thịnh vượng cửa hàng, cho đến lại đi vào bên trong, mới là từng ngọn xinh đẹp đình viện. Linh khí sung túc có hòn non bộ, có đình đài, có ao nước hoa sen, cầu nhỏ nước chảy. Mà ở đó từng ngọn đẹp đình viện chỗ sâu, có một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng đứng ở dưới ánh mặt trời, ngắm nhìn phương xa, một hơi một tí, tựa hồ đang suy tư cái gì. Có thể cho dù cũng chỉ là bóng lưng này, nhưng lại có thể cho người cảm giác khá là rung động, giống như là đang đối mặt một vị cao nhân tiền bối. Một lát sau, ra kia ngăm đen ông già mang Trần Phi hai người xuất hiện ở người nọ chỗ ở sân đình đài ra. Đại nhân, Trần Động chủ tới. Ra ngăm đen ông già cung kính nói. Thanh âm truyền vào. Ừ, tấm lưng kia xoay người lại, là một vị nước chữ mặt to người trung niên, 40-50 tuổi dáng vẻ, cả người lưu chuyển ánh sáng nhàn nhạt choáng váng, phảng phất là cực kỳ đáng sợ, cường hãn hơi thở đập vào mặt. Mà đang cảm thụ đến cái này cổ hơi thở, Trần Phi,
Thương Khôn hai người cơ hồ là đồng thời chân mày cũng nhíu mày một cái. Con ngươi lóe lên. Bởi vì cái này nước chữ mặt to người trung niên, chỉ sợ là muốn so với mang bọn họ tới ra ngăm đen người trung niên lợi hại hơn. Bất quá cái này cũng chuyện đương nhiên, chẳng có gì lạ. Khách quý tới cửa, thật là làm ta cái này đình đài nhà nghèo thêm rực rỡ à. Hai vị, mời ngồi. Đi theo liền gặp vậy nước chữ mặt to người trung niên ánh mắt dừng lại ở Trần Phi trên mặt, mở miệng cười nói. Trần Phi nghe vậy, theo lời đi vào đình đài ngồi xuống. Nhìn vậy nước chữ mặt to người trung niên cười nói, khách quý chưa nói tới, bất quá, không biết các hạ nên xưng hô như thế nào. Thương Khôn vậy đi theo hắn đi vào đình đài chính giữa, bất quá, lại không có và Trần Phi như nhau ngồi xuống, mà lại yên tĩnh đứng ở trên người hắn, im lặng không nói. Liền cùng bậy bên ngoài ra ngăm đen người trung niên như nhau. Thấy tình cảnh này, vậy nước chữ mặt to người trung niên con ngươi hơi nhanh tránh, sau đó liền gặp hắn mở miệng cười nói, ngươi nhìn ta trí nhớ này. Trần động chủ nếu là không chê, liền kêu ta một tiếng Mục Lôi Vân đi. Đây là ta vốn tên là. Nguyên lai là Mục tiên sinh, thất kính thất kính. Trần Phi giơ tay lên một cái, cười nói. Rồi sau đó bình thản nhìn đối phương, chờ đợi hắn nói tiếp. Ha ha, nhìn Trần Phi cái này thái độ bình thản, Mục Lôi Vân cũng là khẽ cười cười, bàn tay lộn một cái, một quả phong cách cổ xưa màu xám cho cái hộp nhỏ xuất hiện ở trong tay hắn. Rồi sau đó liền gặp một vừa đưa tay đem vậy cái hộp nhỏ nắp hộp mở ra, một bên đồng thời cười hỏi, Trần động chủ, xin hỏi, người biết vật này sao? Cảm nhận được một hồi đan thơm bay tới, Trần Phi mũi ngửi một cái, cũng không có cúi đầu xem, trên mặt thần sắc cũng đã là hơi có chút cổ quái theo khác thường. Bởi vì vậy cái hộp nhỏ ở giữa vật phẩm không phải cái khác, cạnh chính là hắn trước ở đó đảo Thương Lam luyện chế 6 văn vân mạch đan. Đây là hắn coi như là lại ngu xuẩn, vậy khẳng định rõ ràng, đối phương tìm hắn tới dụng ý là cái gì. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại có thể đưa tay như thế dài, liền mấy ngoài vạn giảm tiểu động tính cũng có thể chú ý tới. Thật đúng là làm người ta giật mình, năng lượng khổng lồ à. Đi theo liền gặp Trần Phi con ngươi nhanh tránh. Cười nói cái này vân mạch đan ta dĩ nhiên biết, chẳng qua là, nói thật, ta bây giờ là thật có chút bất ngờ. Các người lại có thể từ địa phương xa như vậy tìm tới, còn tìm được ta. Lau một cái tinh mang và kích động từ Mục Lôi Vân trong mắt chiếu ra. Nhưng sau đó, liền gặp hắn hay là đem bên trong lòng mình vậy kích động ép xuống, nhìn Trần Phi, cười nói. Nói thật, đây cũng chỉ là tình cờ mà thôi, bất quá, Trần động chủ bằng chừng ấy tuổi nhẹ nhàng. Nhưng lại có thể có năng lực luyện chế ra bực này bảo đan. Thật là làm người ta kính nể à. Trần Phi nghe vậy cười một tiếng, vậy không đáp lời, hắn rõ ràng, đối phương tìm hắn tới, khẳng định không phải là vì mà nói những tình cảnh này lời. Cho nên, yên lặng chờ kết quả là tốt. Mà ở thấy Trần Phi lại có thể như vậy chấn định, không nhận mình nói, Mục Lôi Vân lại đang ngẩn người, rồi sau đó cười ha ha một tiếng, nhìn Trần Phi ánh mắt hơi đông lại một cái. Nói Trần động chủ, mạo muội hỏi một câu, người luyện đan sư cấp bậc là. Ta, Trần Phi nghe vậy con ngươi nhanh tránh, nhẹ giọng cười nói, người muốn hỏi ta trước mà nói, thật ra thì nói thật, chính ta cũng không biết. Không biết, Mục Lôi Vân khóe miệng lập tức quất rút ra, sắc mặt có chút lúng túng. Hiển nhiên, hắn không hề cho rằng Trần Phi lời này là thật, mà liền chỉ là không muốn nói cho hắn mà thôi, nếu không, mình cũng không biết mình luyện đan sư cấp bậc. Ai tin à? Thấy vậy, Trần Phi khóe miệng hơi phiết liễu phiết, cảm giác có chút buồn cười. Đầu năm nay, quả nhiên nói thật là không ai tin. Vậy không biết Trần động chủ ngươi, sư thừa vị kia luyện đan đại sư? Mục Lôi Vân còn chưa từ bỏ ý định, hỏi tiếp. Ta không có sư thừa, tự học, Trần Phi lắc đầu một cái, nói. Không có sư thừa, Mục Lôi Vân nghe vậy lại lần nữa khóe miệng giật một cái, hiển nhiên là không tin. Mục tiên sinh, người có muốn nói cái gì nói, cứ việc nói thẳng đi, nếu không, chúng ta như thế vòng vo thật giống như vậy không có ý gì. Nhưng vào lúc này, Trần Phi lại mở miệng nói. Vậy cũng tốt, đã như vậy mà nói, vậy ta liền nói thẳng. Nghe gặp Trần Phi nói như vậy, Mục Lôi Vân cũng sẽ không vòng vo, nhìn Trần Phi, nghiêm túc nói, Trần động chủ, không biết người đối với chúng ta Phù Tiên Các, là cái gì ấn tượng? Các người Phù Tiên Các. Nghe vậy vậy Trần Phi trực tiếp là ánh mắt ngẩn người. Cái gì ấn tượng, đương nhiên là không có ấn tượng gì. Chẳng qua là,
lời này hắn thật giống như không tốt lắm nói ra. Mà ở thấy Trần Phi không nói lời nào, Mục Lôi Vân còn lấy là Trần Phi có lòng băn khoăn, vì vậy vội vàng lại mở miệng nói, Trần Động Chủ, nếu ngươi không muốn nghe ta vòng vo, vậy ta vậy liền nói thẳng. Là như vậy, chuyện ngươi, lên báo sau khi đi lên, cấp trên đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Đối với ta cảm thấy rất hứng thú. Trần Phi nghe vậy khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm nói, quả nhiên là như vậy. Cây lớn chiêu gió à? Không sai, Mục Lôi Vân gật đầu một cái, nói chúng ta Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh mấy vị đại nhân, cũng đối với ngươi năng lực luyện đan rất tán thưởng, cảm thấy rất hứng thú. Cho nên, cố ý muốn cho ngươi gia nhập chúng ta Phù Tiên Các. Cái gì, gia nhập Phù Tiên Các? Nghe vậy, Trần Phi cũng còn không có phản ứng gì, Thương Khôn cũng đã là cảm giác tim có chút kịch liệt nhảy lên. Thần sắc chấn động. Bởi vì hắn nhưng mà biết Phù Tiên Các bối cảnh thông thiên, đây không phải là, liền vậy thành U Lang sản nghiệp, cũng thật ra thì chẳng qua là bọn họ Phù Tiên Các chi nhánh. Cái này nếu có thể gia nhập vào, há chẳng phải là một bước lên trời. Có thể tiếp theo phát sinh hết thảy, Trần Phi câu trả lời, nhưng làm hắn, vậy làm đối diện Mục Lôi Vân thất kinh. Xin lỗi, Mục Tiên Sinh, trước mắt ta cũng không có phương diện này ý tưởng. Cho nên, sợ rằng phải làm các người thất vọng. Trần Phi lại lắc đầu một cái, lựa chọn cự tuyệt. Cái gì, ngươi lại có thể cự tuyệt? Mục Lôi Vân lúc này cũng là có chút lạnh đứng lên, nhìn Trần Phi, có chút kinh ngạc nói, chẳng lẽ, ngươi cũng không hiểu chúng ta Phù Tiên Các? Nghe được cái này, Trần Phi khẽ gật đầu, Mục Lôi Vân trực tiếp là lại khóe miệng giật một cái. Hiển nhiên, hắn nghìn tính vạn tính, chính là không coi là đến, Trần Phi lại có thể không được rõ bọn họ Phù Tiên Các. Không biết bọn họ Phù Tiên Các lợi hại, khổng lồ. Chúng ta Phù Tiên Các, trụ sở chính thiết lập ở thành địa võ. Trần Động Chủ, người biết thành địa võ sao? Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi nói. Thành địa võ, Trần Phi vừa định nói không biết. Trong thức hải trận kinh không liền trực tiếp là truyền đến thanh âm. Thành địa võ là ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, trực thuộc Kiềm Nam cổ quốc phương tộc. Nhất thời, Trần Phi con người khác thường nhanh tránh. Đi theo liền gặp hắn mở miệng nói, thành địa võ, ta dĩ nhiên biết. Cổ quốc ngoại vực lớn thứ nhất thành trì, trực thuộc với vương tộc, đúng không? Ngươi cũng biết cổ quốc ngoại vực, theo vương tộc. Mục Lôi Vân con ngươi ngay tức thì rụt một cái. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi cũng biết loại này chuyện bí ẩn tình. Cổ quốc ngoại vực, loại thuyết pháp này, bản thân cũng có chút cổ xưa, cho nên coi như là thành U Lang không ít người, cũng không nhất định biết, mà bây giờ. Trần Phi nhưng lại có thể như vậy chuẩn bị nói ra, hơn nữa còn biết thành địa võ là cổ quốc vương tộc trực thuộc loại chuyện này mà. Đây thật là có chút thật là làm hắn không nghĩ tới. Trong lòng có chút chấn động. Bởi vì, loại này tin tức hắn Mục Lôi Vân có thể biết, là bởi vì là hắn Phù Tiên Các thế lớn, tin tức linh thông, cho nên mới có thể tình cờ ở giữa biết được cái này kiểu tin tức. Mà bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể nói ra tới. Hắn là làm thế nào biết? Hắn rõ ràng, cái này vài ba lời là không thể nào tùy tiện nói bậy bạ, bởi vì phải là không biết, vậy thì căn bản là sáng tác không ra. Trong một tích tắc này, hắn lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt, đột nhiên là nhiều hơn mấy phần ngưng trọng. Bây giờ nhìn lại, thằng nhóc này thật giống như không hề như cùng bọn hắn tin tức mặt trên nền nói, như vậy bối cảnh rõ ràng à. Bọn họ Phù Tiên Các tin tức ngành, tựa hồ là có cái gì, không điều tra được. Nghĩ đến đây. Hắn con ngươi lại lóe tránh, nhìn Trần Phi, cười nói, không nghĩ tới Trần Động Chủ ngươi lại có thể như vậy rõ ràng, vậy thì thật là tốt, ta thì cũng không cần nói tỉ mỉ. Chúng ta Phù Tiên Các, là ngoại vực hai đại thương hội một trong, sản nghiệp trải rộng ngoại vực hơn 30 tòa thành ao chính giữa 1/3, trong đó liền bao gồm thành U Lang. Nghe vậy, Trần Phi con ngươi hơi ngưng ngưng. Thương Khôn lại là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ánh mắt rung động. Ngoại vực hai đại thương hội một trong. Sản nghiệp lần bố trí ngoại vực hơn 30 tòa thành ao chính giữa 1/3, trong đó liền bao gồm thành U Lang. Bây giờ, coi như là hắn lại không được rõ Phù Tiên Các lai lịch, nhưng từ lời nói này chính giữa, vậy nhất định là có thể rõ ràng. Cái này Phù Tiên Các, mạnh bao nhiêu thịnh, thật lợi hại, nhiều thế lực khổng lồ. Thật là làm người ta rung động. Coi như là Trần Phi, bây giờ vậy hơi có mấy phần tâm thần hỗn loạn. Tim chấn động ý nghĩa. Cái này Phù Tiên Các quy mô, theo năng lượng, quả thật có chút vượt qua hắn trước khi dự liệu.
Bất quá, cái này thật giống như vẫn là theo hắn không có quan hệ gì. Đi theo liền gặp hắn ngẩng đầu một cái, nhìn đối phương cười nói, đắt cắt như vậy lợi hại, vậy khẳng định là cao thủ như mây, có thể vô số người. Cứ như vậy mà nói, nhiều ta một cái thiếu ta một cái, thật giống như vậy không việc gì khác biệt chứ. Mấy vị đại nhân là coi trọng ngươi luyện đan thực lực. Gặp Trần Phi lại còn không có hứng thú, Mục Lôi Vân hơi biến sắc mặt, mở miệng nói, ở thành U Lang, chúng ta phủ tiên các chi nhánh, tuyệt đối là vô cùng cái năng lượng siêu nhiên thế lực. Ba vị có quyền phát biểu đại nhân, tất cả là trúc cơ chân nhân ngũ trọng thiên cao thủ, cho nên coi như là vậy ngoài ra bốn lớn đứng đầu cấp thế lực, nhìn thấy chúng ta, tất cả đều là khách khí, không sanh được bất kỳ ưu việt tâm. Không người dám chọc, hơn nữa, lần này vẫn là có hai vị đại nhân tự mình mở miệng, chỉ cần ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta phủ tiên các, chúng ta phủ tiên các liền đem không giữ lại chút nào đào tạo ngươi. Ngày sau, coi như là đem ngươi đào tạo đến luyện đan sư cấp 5 cảnh giới, thậm chí đề cử đi thành địa võ trụ sở chính, cũng không phải là không thể được. Đây là hai vị đại nhân nguyên thoại. Mục Lôi Vân một hơi đem lời này toàn nói xong, sau đó trực câu câu cười nhìn Trần Phi, hơn nữa, vẫn là một mặt trong lòng có dự tính, nắm chắc phần thắng sắc mặt. Hiển nhiên, bực này vô cùng cái cám dỗ điều kiện vừa tung ra tới, hắn tuyệt không tin, Trần Phi vẫn có thể làm được không động tâm. Đình đài bên trong, rồi sau đó lộ vẻ phải là hoàn toàn yên tĩnh. Thương Khôn ánh mắt kinh ngạc nhìn một màn này, một lát sau, hô hấp trực tiếp là kích động dồn dập. Phong phú dị thường. Hiển nhiên, bực này điều kiện ở hắn trong mắt, đúng là quá có cám dỗ tính. Nhất định chính là một bước lên trời, làm hắn tim cũng không nhịn được cuồng nhảy cỡn lên. Chỉ muốn chọn gia nhập phù tiên các, vậy thì sẽ có kinh người bối cảnh, không giữ lại chút nào đào tạo, thậm chí còn có tương lai theo đi trước thành địa võ phù tiên các trụ sở chính như vậy cam kết. Chuyện tốt như vậy mà, ai có thể ngăn trở như vậy cám dỗ. Tuy nói như vậy điều kiện cũng không phải là nhằm vào hắn, nhưng một khi Trần Phi chỉ cần là lựa chọn đáp ứng, vậy hắn còn không phải là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Cho nên, như vậy cám dỗ, hắn chân thực không cách nào cự tuyệt. Như vậy kích động, hắn là ở không nén được. Có thể nghe nói, Trần Phi sắc mặt nhưng có chút đổi được cổ quái. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt khác thường nhìn đối phương, nói. Nói cách khác, ta đi các người phù tiên các, phối hợp đến cuối cùng, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một luyện đan sư cấp 5. Tối đa chỉ có thể bị đề cử đi thành địa võ trụ sở chính. Mục Lôi Vân, Thương Khôn hai người nghe vậy, gương mặt thần sắc trực câu câu cứng đờ. Nhìn Trần Phi, có chút không nói ra lời. Cái gì gọi là, nhiều nhất cũng chỉ có thể là một luyện đan sư cấp 5, cái gì gọi là, tối đa chỉ có thể bị đề cử đi thành địa võ trụ sở chính. Như vậy tiền đồ theo thành tựu, không biết là bao nhiêu người cũng mơ tưởng cầu mong. Quang minh con đường. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể còn không biết quý trọng, thậm chí, còn bày ra như vậy một bức coi thường tư thái. Nhất thời, Mục Lôi Vân liền khẽ nhíu mày đứng lên. Trong lòng cảm giác rất không thoải mái. Nhưng coi như là bị Trần Phi như vậy, không coi trọng, thái độ chọc giận, trong lòng mất hứng, Mục Lôi Vân sắc mặt run lên, vậy hay là chuẩn bị lại giải thích một chút. Ta cảm thấy, ngươi có thể không lĩnh hội đến ta những lời này tầm quan trọng. Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi, chậm rãi nói. À, nguyện nghe nói rõ. Trần Phi híp mắt cười một tiếng, nói. Ngươi có biết, vượt qua nửa số, hai vị đại nhân cùng nhau mở miệng, đối với ngươi coi trọng có thừa, còn rất nhiều hạ nguyện ý toàn lực đào tạo cam kết, cái này ý vị như thế nào? Mục Lôi Vân mở miệng hỏi. Ý vị như thế nào? Trần Phi lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên không biết, hơn nữa, vậy hứng thú không lớn. Ai, người tên này, thật là, mà ở thấy Trần Phi vẫn là như vậy, không quá coi trọng thái độ, Mục Lôi Vân cũng cảm giác mình có chút giận không chỗ phát tiết. Nhìn Trần Phi có chút kích động nói. Ở chúng ta phù tiên các, mỗi một tòa chi nhánh, đều có một cái, thành viên nòng cốt, đề cử, đào tạo số người. Có thể được chi nhánh, thậm chí tổng bộ cực lớn tài nguyên thiên về cung cấp, ví dụ như đan dược. Pháp bảo, tu luyện công pháp đợi một chút. Còn có cả đời cũng xài không hết tài sản. Mục Lôi Vân nói đến đây, hô hấp bỗng nhiên đông lại một cái, nhìn Trần Phi, ánh mắt vô cùng là trang nghiêm nói, hơn nữa, ở chúng ta phù tiên các trụ sở chính, không thiếu có nguyên đan chân quân cảnh tồn tại, tất cả là thái thượng trưởng lão thân phận, người hẳn rõ ràng vậy ý vị như thế nào chứ. Chỉ cần thành viên nòng cốt biểu hiện xuất sắc,
thậm chí, vẫn có thể đáp ứng hắn ưu tiên bái nhập một vị thái thượng trưởng lão môn hạ, một bước lên trời, vũ hóa thành rồng, lấy được được thiên đại bối cảnh. Mà những người lớn trong miệng, không giữ lại chút nào đào tạo ngươi, giải thích, thật ra thì ngay cả có ý muốn đem danh ngạch này cho ngươi, cho nên, ngươi bây giờ rõ ràng cái này ý vị như thế nào. Mục Lôi Vân rốt cuộc một hơi đem tất cả nói xong. Rồi sau đó trực câu câu nhìn Trần Phi, một mặt mỉm cười. Hắn không tin, đang đối mặt như vậy tuyệt đối cám dỗ, hắn chẳng lẽ, vẫn có thể làm được không động tâm sao? Vậy hiển nhiên tuyệt không thể nào. Đầu óc có vấn đề còn thiếu không? Ừ, ta biết, có thể trong lòng của hắn ý tưởng như vậy cũng còn không xoay qua chỗ khác. Trần Phi câu này nhàn nhạt lời nói chuyển tới, trực tiếp là làm hắn trên mặt thần sắc lại lần nữa cứng đờ, ngay tức thì ngây ngẩn. Cái gì gọi là, ừ, ta biết, cái này thì xong rồi. Nói tiếp đâu? Mục Lôi Vân không nhịn được một mặt kích động nhìn Trần Phi. Hắn chân thực không nghĩ ra, Trần Phi, đến tột cùng là như thế nào mới có thể đủ làm được như vậy ổn định. Chẳng lẽ nói, những cái kia điều kiện thật để cho hắn một chút đều không động tâm. Nhưng vấn đề là vậy làm sao có thể à? Chủ nhân, liền liền một bên Thương Khôn cũng đều lúc này không nhịn được nhỏ giọng lên tiếng, diễn cảm khác thường. Ở hắn xem ra, đây hoàn toàn là một bước lên trời, vũ hóa thành rồng cơ hội tốt, nhưng vì cái gì Trần Phi chính là một chút cũng không động tâm đâu. Nói thật, hắn chân thực có chút không nghĩ ra, cũng cảm giác mình theo Trần Phi hoàn toàn không có ở đây một cái đường về phía trên, là hai cái thế giới người. Liền, chỉ những thứ này, có thể Trần động chủ, chẳng lẽ những thứ này còn chưa đủ sao? Coi như là thành U Lang bốn lớn đứng đầu cấp thế lực đệ tử nòng cốt, đang đối mặt những thứ này điều kiện thời điểm, cũng không khả năng không động tâm. Cái này, còn có cái gì không thể hấp dẫn ngươi? Mục Lôi Vân chân thực có chút không biết nên nói cái gì, nguyên lấy là 10 phần chắc chín sự việc, ai biết. Chỉ có thể kích động nói, nhìn Trần Phi. Thật ra thì rất đơn giản, các người những thứ này điều kiện, ta như nhau không thiếu, cho nên, đây đối với ta lại nói không phải là không quá hấp dẫn, mà là, hoàn tất cả cũng không có sức dụ dỗ. Trần Phi nhún vai một cái, cười nói, Mục tiên sinh, nói cuồng ngông tự đại, người cảm thấy, lấy ta năng lực luyện đan. Sẽ thiếu thiếu đan dược, pháp bảo, tu luyện công pháp, hoặc là linh thạch sao? Nghe vậy, Mục Lôi Vân trực tiếp là ngây ngẩn, cặp mắt theo bản năng hiện ra lau một cái hoang đường, lại phá lệ kinh dị, bất đắc dĩ ánh mắt. Đúng vậy, Trần Phi có thể luyện chế ra cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan, bực này kinh khủng luyện đan thực lực, quả thật khả năng không lớn sẽ thiếu thiếu đan dược, pháp bảo, linh thạch loại này vật ngoại thân. Bọn họ phù tiên các. Không cũng chính là coi trọng đối phương phương diện này kiệt xuất năng lực, mới như muốn mời chào tới dưới quyền sao. Có thể, nhưng mà. Có thể, nhưng còn có đâu. Chỉ cần thành là chúng ta phù tiên các thành viên nòng cốt, liền có thể sẽ có được các thái thượng trưởng lão thưởng thức, ưu tiên bái nhập bọn họ môn hạ. Đây là bực nào ngàn năm một thuở cơ hội, cái này chẳng lẽ cũng đúng ngươi không có bất kỳ sức hấp dẫn. Trần Phi nghe vậy trực tiếp là vụng trộm bĩu môi, có chút khinh thường một nhìn. Tạm thời bất luận có thể hay không bái nhập một vị nguyên đan chân quân cảnh cường giả môn hạ, đây đối với hắn tới nói rốt cuộc có bao nhiêu sức hấp dẫn. Chính là đây chẳng qua là, có thể, giải thích, liền thật là làm hắn rất khó nhắc tới cái gì hứng thú. Chỉ là có thể, vậy nếu là đến cuối cùng cũng chỉ là lắc lư hắn, nên làm cái gì? Hắn thật sự là không cái loại đó lòng dỗi rãnh, ở loại chuyện như vậy mù mè nheo. Bởi vì cái này đơn thuần là đang lãng phí thời gian. Gặp Trần Phi không nói lời nào, Mục Lôi Vân còn có chút tâm trạng kích động. Ngươi thật chẳng lẽ dự định ở nơi này thành U Lang trà trộn cả đời? Lấy ngươi luyện đan thực lực, còn có trời phú, tiềm lực, thật sự là quá đáng tiếc à? Mục Lôi Vân mở miệng nói. Ở hắn xem ra, cái này thành U Lang mặc dù không tiểu, nhưng đối với Trần Phi như vậy luyện đan sư thiên tài mà nói, vẫn là có chút quá giới hạn. Nếu là không đi ra nói, thì thật không khỏi quá đáng tiếc. Bạo khiển liền vậy cả người tiềm lực, theo thiên phú. Người nào nói, nghe vậy, Trần Phi có chút khóc cười không được, đối phương loại này loạn trừ cái mũ cử động, thật sự là quá làm hắn không nói theo buồn cười. Chẳng lẽ đối với bọn họ phù tiên các không có hứng thú, chính là chí hướng thiển cận, không ôm chí lớn. Đây cũng quá tự lấy là như vậy liền chứ. Cái này tu chân giới, thiếu ngươi cái gì phù tiên các. Cũng không phải là không vòng vo. Thật là,
Vậy ngươi vì sao không đáp ứng? Mục Lôi Vân hỏi tới. Thật sự là có chút nhớ nhung không rõ. Trần Phi lắc đầu một cái, cặp kia đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi cướp ra lau một cái thành tựu xuất sắc. Cuối cùng là hơi nói ra một câu nói thật, chậm rãi mở miệng nói. Rất đơn giản, ta chí không có ở đây thành địa võ. Chí không có ở đây thành địa võ. Mục Lôi Vân nghe vậy cả người lập tức ngây ngẩn, thân thể khẽ run lên. Hiển nhiên, hắn ngàn muốn vạn muốn, chân thực không nghĩ tới từ Trần Phi trong miệng vậy mà sẽ nghe tới một cái như vậy câu trả lời, chí không có ở đây thành địa võ. Phải biết, coi như là hắn Mục Lôi Vân, trên thực tế hắn hiện nay ở Phù Tiên Các thành U Lang phân bộ địa vị đã là không thấp. Đứng hàng chi nhánh chấp sự chi chức. Chức vị như thế, ở chi nhánh nhiều nhất không vượt qua 30. Nhưng coi như là như vậy, hắn bây giờ vẫn sẽ thỉnh thoảng nằm mơ thấy hắn mình có hy vọng được cất nhắc tới Phù Tiên Các thành địa võ trụ sở chính đi. Thậm chí là, có hy vọng thành là các thái thượng trưởng lão môn đồ. Nói như vậy, hắn nằm mơ cũng biết cười tỉnh. Nhưng mà, hắn nhưng cũng rất rõ ràng, vậy chỉ là hắn hy vọng xa vời mà thôi. Nhưng bây giờ Trần Phi ngược lại tốt, nói hắn chí không ở chỗ này, đây là căn bản liền không đem hắn mơ tưởng cầu mong niệm tưởng coi ra gì à. Hắn chí, kết quả ở đâu? Đợi một chút, chẳng lẽ? Mục Lôi Vân con ngươi đột nhiên rụt một cái, ngẩng đầu nhìn Trần Phi. Ngươi muốn đi bên trong vực, Mục Lôi Vân chỉ cảm thấy mình giọng có chút hoang đường. Bên trong vực cái loại địa phương đó, là bọn họ những thứ này ngoại vực thằng nhà quê, có thể đi. Chỉ sợ cũng coi như là bọn họ Phù Tiên Các thành địa võ tổng bộ đệ tử nòng cốt, ở bên trong vực, cũng là hết sức không bắt mắt chứ. Thằng nhóc này, hắn, thật chẳng lẽ có như vậy chí hướng thật xa? Mục Lôi Vân nhìn Trần Phi. Nhưng Trần Phi nghe vậy, cũng chỉ là cười một tiếng, không có câu trả lời. Cười không nói. Bởi vì chỉ là một cái bên trong vực, nói thật, thật giống như vậy cứ như vậy à. Ha ha, giỏi một cái chí không có ở đây thành địa võ. Không nói khác, chỉ là những lời này, người vẫn đủ tự biết mình à. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ trước nhạo báng cùng thanh âm giễu cợt nhàn nhạt vang lên. Hiện ra hết cao ngạo cùng khinh thường tư thái. Cùng lúc đó, phong cảnh phía xa xinh đẹp, hồ Đạm Lam, một đạo thân ảnh đạp pháp khí từ xa đến gần bay tới. Là một vị nhìn như ước chừng hơn 30 tuổi người trung niên. Dĩ nhiên, bực này tuổi tác tại tu chân giới mà nói, thật rất trẻ tuổi. Trần Phi khóe miệng phẩy một cái, con ngươi híp lại. Thác Bát công tử, mà Mục Lôi Vân nghe vậy, thấy người đến, trực tiếp là hơi biến sắc mặt một chút đổi. Bởi vì cái này người tới thân phận rất không bình thường. Người đến bị Mục Lôi Vân gọi chi là Thác Bát công tử, những thứ khác tạm lại không nói, chỉ là cái này Thác Bát hai chữ, liền ở nơi này thành U Lang chu vi hạt hạ hơn 100.000 bên trong đất, có cực lớn lai lịch. Thác Bát gia tộc nhà Sử mặc dù có chút cây có gai, lận đận, đến từ rất xa ngoại vực phương Bắc thành trì, chạy nạn tới, có thể nên gia tộc nhưng thật sự là hết sức cổ xưa, truyền thừa rất xưa, có độc bộ thuật luyện đan. Luyện đan đại sư không ra, cơ hồ không có người có thể vượt qua bọn họ. Thác Bát gia tộc mặc dù có độc bộ thuật luyện đan, nhưng lại nhân số thưa thớt, lại bởi vì là người ngoại lai, bối cảnh không lợi hại. Cho nên hắn môn hạ đệ tử đại đa số cũng sẽ chọn gia nhập thành U Lang tất cả lớn đứng đầu cấp thế lực, là bo bo giữ mình kế. Đem mình thuật luyện đan hóa là tài nguyên, thay những thứ khác đứng đầu cấp thế lực phục vụ, cũng coi là gián tiếp ngăn chặn các thế lực lớn muốn hướng bọn họ ra tay tâm tư. Nếu không, bọn họ không nhất định có thể ở thành U Lang cắm cây. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cho dù là thân phận đặc thù, có thể cái này luyện đan sư thân phận nhưng cũng còn chưa dùng nghi ngờ. Cao cao tại thượng, cực độ tôn quý. Hơn nữa, Thác Bát gia tộc mỗi một vị bên ngoài phái đi ra ngoài tộc nhân đều là tinh anh. Tựa như cùng cái này hiện vào lúc này xuất hiện người, tên là Thác Bát Ba, Thác Bát gia tộc trăm năm qua kiệt xuất nhất chi một hai vị thiên tài tộc nhân, một tay thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, coi như là Phù Tiên Các như vậy thế lực lớn, vậy tương đương coi trọng. Mục chấp sự, đây chính là bên trong các gần đây truyền gió nổi nước lên vị luyện đan sư kia thiên tài. Ừ, chỉ có bề ngoài không tệ, bất quá, lần này các người chỉ sợ là nhìn lầm chứ. Ha ha, ha ha ha. Thác Bát Ba nhìn Mục Lôi Vân lớn mở miệng cười nói. Trộm liếc về hướng Trần Phi dư quang khóe mắt, nhưng mang khinh thường nồng đậm, giễu cợt, theo căm thù.
giống như là Trần Phi từ trong tay hắn đoạt đi thứ gì như nhau. Bất quá sự thật, vậy hình như là vậy, xác thực như vậy. Cái này Thác Bát Bà bây giờ năm 35 tuổi, dựa theo tu chân giới tuổi tác mà nói, coi như là rất trẻ. Nhưng hắn nhưng ở tuổi tác như vậy như cũ hoàn thành cấp 4 hạ phẩm luyện đan sư, cùng với trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên cảnh giới, hai liệu hành động vĩ đại. Khoa trương một chút nói chuyện, đó chính là Thác Bát gia tộc đều đủ để lấy hắn Thác Bát Ba làm vinh. Bởi vì bực này thiên phú kinh người, ngày sau coi như là thử đánh vào trúc cơ chân nhân cảnh ngũ trọng thiên, cộng thêm thành là luyện đan sư cấp 5, vậy không nói ở đây. Thậm chí trăm năm qua, bực này kinh người trình độ thiên tài, sợ rằng toàn bộ thành U Lang nơi đản sanh ra số lượng, đều không vượt qua 20 cái. Cho nên đối với như vậy cao cấp thiên tài đầu dựa vào bọn họ Phù Tiên Các, Phù Tiên Các vẫn là cực kỳ coi trọng. Thậm chí trước kia, bọn họ Phù Tiên Các thành U Lang chi nhánh bên trong cũng là công nhận, gần đây 10 năm đề cử thành viên nòng cốt số người, nhất định là thuộc về Thác Bát Ba, sấm đánh không nhúc nhích. Mặc dù cái này cũng không đạt được chi nhánh ba vị đại lão chính miệng hứa hẹn, cũng chính là còn không nhận được cam kết. Nhưng là, cái này ở Thác Bát Ba nhưng trong lòng không có gì khác biệt. Bởi vì, chẳng lẽ còn có thể là ai so hắn Thác Bát Ba càng yêu nghiệt sao? Khẳng định không có, tuyệt đối. Nếu không không có, vậy danh sách này không cho hắn, cho ai? Cho tới nay, trong lòng của hắn đều là ôm như vậy ý tưởng. Kiên định không rời. Nhưng mà, hắn loại ý nghĩ này, nhưng ở gần đoạn thời gian, viên kia cấp 2 thượng phẩm 6 văn vân mạch đan xuất hiện, rơi vào bọn họ Phù Tiên Các trong tay, sinh ra to lớn dao động và biến hóa. Làm một tên luyện đan sư, hắn dĩ nhiên rõ ràng, cần kinh khủng dường nào thuật luyện đan mới có thể luyện chế ra như vậy bảo đan. Coi như là bọn họ Thác Bát bên trong gia tộc tuyệt đại đa số trưởng bối, cũng tuyệt đối là không làm được. Cho nên, viên này 6 văn vân mạch đan nếu như xuất từ cái gì cao nhân tiền bối tay, vậy hắn chắc chắn sẽ không có bất kỳ kỳ quái. Bởi vì cái này bản là chuyện đương nhiên sự việc. Nếu không phải thanh danh hiển hách cao nhân tiền bối, căn bản không có thể luyện chế ra bực này cực phẩm bảo đan. Có thể sau đó lấy được tin tức, nhưng làm hắn kinh ngạc cười khanh khách, hoàn toàn không dám tin tưởng. Cái này 6 văn vân mạch đan, lại là xuất từ một cái theo hắn Thác Bát 3 tuổi không sai biệt lắm lớn nhỏ bạn cùng lứa tuổi luyện đan sư tay. Cái này làm từ trước đến giờ là từ dự là, bạn cùng lứa tuổi thuật luyện đan đệ nhất thiên hạ, hắn, như thế nào có thể đủ có từ cho. Sau đó, lại là có tin tức truyền ra, bên trong các 3 vị trưởng có quyền phát biểu đại lão, lại có 2 vị đã đồng thời phát sinh, nguyện ý lấy hết sức đào tạo là điều kiện, mời chào đối phương gia nhập. Hết sức đào tạo, đó là cái gì? Đó không phải là hắn Thác Bát Ba đã là coi là mấy vật liền Phù Tiên Các trụ sở chính thành viên nòng cốt số người sao? Nhất thời, trong lòng của hắn căm thù, tức giận, tham lam các loại mặt trái tình tự hoàn toàn là lộ ra ngoài. Hắn dĩ nhiên là không cách nào dễ dàng tha thứ mình vật trong túi bị người cướp đi. Càng không cách nào dễ dàng tha thứ, bạn cùng lứa tuổi trong lại có người so hắn Thác Bát Ba vị luyện đan sư này thiên tài, thuật luyện đan lợi hại hơn. Tuyệt không thể nào. Cho nên hắn ngày hôm nay truy đuổi đến nơi này tới, còn chính mắt thấy trước một màn kia. Ha ha, chí không có ở đây thành địa võ. Nói ngược lại là gắng gượng tiêu vẩy, đường đường chính chính, bất quá, rất hiển nhiên thằng nhóc này hẳn không dám đi. Sợ lộ tẩy chứ. Nghe được Trần Phi loại này, giảo hoạt giải thích, sau đó, hắn hơn nữa tin chắc. Thằng nhóc này, tuyệt không thể nào là luyện chế ra 6 văn vân mạch đan người. Hơn phân nửa. Thằng nhóc này hẳn là vận khí tốt, không biết từ đâu lấy được như thế một nhóm 6 văn vân mạch đan chứ. Nói trắng ra, liền là vận khí tốt, chó ép vận, đan dược này, tuyệt không thể nào là hắn luyện được. Thác Bát công tử, ngươi làm sao tới? Mục Lôi Vân sắc mặt nhất thời lúng túng, nhìn Thác Bát Ba sắc mặt có chút không tốt xem. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới cái này Thác Bát Ba, lại có thể sẽ vạn dặm điều điều, len lén theo tới cái này phá rối. Hắn trước cũng không biết, đối phương lại có thể vậy đi theo. Ta nếu là không tới, chúng ta Phù Tiên Các sẽ bị người lừa. Chẳng lẽ ta không nên tới sao? Thác Bát Ba lạnh cười, nhìn về Trần Phi khinh thường nói. Làm sao, bây giờ bị ta vạch trần, người có phải hay không có chút không lời có thể nói? Vạch trần, không lời có thể nói. Trần Phi ngẩng đầu lên, nhìn về đối phương, vừa có chút im lặng,
còn có chút nhìn về đối phương ánh mắt giống như là ở xem ngu đần. Cái này ngu đần vừa lên tới chỉ như vậy tự thuyết tự thoại, lầm bầm lầu bầu, đang đóng phim. Người đây là cái gì ánh mắt, mà Thác Bát Ba cũng giống là xem hiểu Trần Phi ánh mắt này hàm nghĩa, nhướng mày một cái, lạnh lùng mở miệng nói, ngươi có biết hay không ta là ai? Vẫn là nói, ta bây giờ để cho ngươi lộ ra nguyên hình, ngươi hổn hển. Nghe vậy, Trần Phi trực tiếp là không nói, đây tột cùng là ai ở hổn hển à? Ngươi như vậy tự mình an ủi, tự thuyết tự thoại, điên đảo trắng đen thật tốt sao? Đối mặt người như vậy, may là Trần Phi loại này cũng bẻ mép lắm, vậy trong chốc lát đều có chút không biết nên nói cái gì. Hắn không sợ Hoành, cũng không sợ chứa, càng không sợ theo hắn đối với Phun, coi như, sợ, loại này đầu óc có bệnh, trong mộng chỉ điểm Giang Sơn, còn để cho người hoàn toàn không biết nên như thế nào phản bác. Chỉ có không lời chống đỡ. Lộ ra nguyên hình, xin lỗi, có thể nói cho ta đến tột cùng là lộ ra nguyên hình cái gì không? Rồi sau đó liền gặp hắn, chậm thật lâu, mới nhìn một mặt cổ quái, mở miệng hỏi. Làm sao, chuyện tới ập lên đầu, ngươi còn muốn giả bộ. Thác Bát Ba chân mày cau lại, lạnh lùng khinh thường nói, nếu như ta đoán không lầm, viên này sáu văn vân mạch đan, hẳn là ngươi không biết từ đâu có được chứ. Nghe vậy, Trần Phi đột nhiên cảm giác có chút, mệt mỏi, gãi đầu một cái, nhìn đối phương hỏi, à, làm sao gặp được. Ừ. Thác Bát Ba nghe vậy chân mày nhíu sâu hơn, nhìn Trần Phi sắc mặt, nhìn hờ hững, thậm chí có chút lạnh run, giống như là cảm giác người này thật sự là quá không tán thưởng như nhau. Đều bị khám phá ngụy trang, còn muốn tiếp tục giả bộ nữa. Như vậy ngây thơ. Thằng nhóc, xem ra ngươi luyện một cái luyện đan sư đều không phải là, cho nên mới như vậy ngây thơ. Thác Bát Bác nói như thế, đột nhiên giễu cợt vậy cười một tiếng, một mặt châm chọc. Cũng đúng. Cũng chỉ có không phải luyện đan sư người, mới có thể không hiểu sáu văn vân mạch đan như vậy cực phẩm bảo đan chỗ chân quý. Muốn đến, người cũng còn không ý thức được, mình căn bản cũng không biết viên thuốc này chỗ chân quý chứ. Lấy là đây chẳng qua là so thông thường vân mạch đan quý trọng một chút, cho nên mới như vậy cải trang thay thế, treo đầu heo bán thịt chó, tự cho là đúng nói đây là chính ngươi luyện. Ha ha, coi là thật ngây thơ cực kỳ. Hắn những lời này đó là nói một cái hùng hồn kể lể. Thanh tình cũng tốt, mặt mày hớn hở, coi như là Mục Lôi Vân sau khi nghe cũng có chút tâm thần rung chuyển. Sinh ra do dự tâm tư. Đúng vậy, sáu văn vân mạch đan chân quý bực nào. Nếu như luyện nó đi ra ngoài luyện đan sư, sao bỏ được tùy tiện đem bán ra. Hơn nữa giá cả vẫn là như vậy giá rẻ.